chương 611 kẹt kẹt. Cánh cổng đang đóng bỗng nhiên lại tự động mở ra. Phía sau cánh cổng u ám lạnh lẽo, thổi ra từng làn khí lạnh kỳ lạ, giống như một thông đạo dẫn thắng đến địa ngục. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, lại được ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ tôn lên, nó càng khiến người ta có cảm giác dùng mình. Vệt sáng đen do vòng tay biến thành đã xuyên vào tận sâu bên trong cánh cổng. Đứa bé cắn răng, dắt theo con gôn đừng xông vào bên trong. Đứa bé gái đi vào không lâu thì cánh cổng tối om đột nhiên chuyển động mấy lần, phía trên cổng xuất hiện một khuôn mặt người vạn vẹo. Khuôn mặt kia bỗng nở nụ cười, âm trầm nói ra mấy chữ. Hoan nghênh đi vào thiên thượng nhân gian. Sầm, cánh cửa đang mở đột nhiên nặng nề đóng lại. Vừa bước qua cánh cổng là có thể thấy ngay một đại sảnh. Trong đại sảnh trống rỗng chẳng có gì, ngay cả một cái ghế cũng không có. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, dường như đứa bé gái có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình. Vệt sáng đen bất ngờ xuất hiện trên tay vịn cầu thang, nó nhảy lên vài lần như muốn dẫn đường cho đứa bé. Bầu không khí bị đè nén khiến nhóc con cực kỳ căng thẳng, nên khi nhìn thấy vệt sáng đen nó cảm thấy giống, như gặp được cứu tinh, cong đít chạy vội theo. Trên vách tường cạnh cầu thang, có treo một bức bức tranh sơn dầu vẽ phụ nữ khỏa thân. Cô gái trong tranh vô cùng quyến rũ, những chỗ như ẩn như hiện kia lại càng tràn đầy cám dỗ. Trong không khí ngập ngụa hóc môn gợi tình, đôi mắt đứa bé dần trở nên mê mang giống như là chúng ta, vẻ mặt trở nên đờ đẫn, bước lên cầu thang, Bàng môn tài đạo giọng nói của tiêu trần nhàn nhạt vang lên sau đó chỉ cần là những chỗ nhóc con này đi qua thì những bức tranh sơn dầu ở chỗ đó đều tự bốc cháy dữ dội cô gái trong tranh giường như đã sống lại gào thét quay cuồng trong ngọn lửa đứa bé gái tỉnh táo lại sau đó không dám quay đầu lại nhanh chóng theo sát vệt sáng đen kia nhóc con chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ lạc mất phương hướng ở đây con gôn đừng vốn luôn yên lặng bỗng sủa lên dữ dội âm thanh vang vọng trên cầu thang trống trải trói tai lạ thường gâu gâu. Sau khi gôn đừng sủa thì tiếng chó sủa khác cũng chuyển đến. Tiếp theo, một tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế vọng xuống từ phía trên cầu thang. Trước lối vào cầu thang có hai người đang nằm sấp như chó. Tóc hai người bết thành từng chùm, toàn thân toát ra mùi hôi thối tanh tưởi. Miệng hai người này phát ra những tiếng gầm gừ cảnh cáo, thỉnh thoảng lại sổ loạn lên. Bộ dạng không khác gì loài chó nhưng bọn họ lại là người thật. Vệt sáng đen dừng lại trước người đàn ông bên phải. Gôn đừng nhìn người đàn ông đó rồi vẫy đuôi như điên mà đứa bé gái nhìn kỹ người đàn ông kia thì khóc đến tê tâm liệt phế ba ơi hu hu nhưng tiếng khóc của đứa bé gái cũng không làm người đàn ông tỉnh lại đôi mắt đục ngầu của ông ta vẫn tràn đầy hung ác bộ dạng kia như thể chỉ cần đứa bé gái dám tiến lên một bước nhất định sẽ bị cắn chết bóng dáng tiêu trần dần dần xuất hiện mặt không đổi sắc nhìn hai người kia không sao chẳng qua chỉ chúng ảo giác mà thôi ngón tay tiêu trần khẽ chuyển động bắn thẳng hai sợi tơ đen vào cơ thể bọn họ hai người vốn đang điên cuồng cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại, đôi mắt dục ngầu cũng khôi phục ánh sáng. Ba ơi! Con! Con là mặt mặt nè, ba ơi! Đứa bé không ngừng khóc, đi về phía người đàn ông. Con gôn đừng cũng lao tới, thè lưỡi liếm điên cuồng. Người đàn ông mê man nhìn đứa bé gái, cảm nhận được sự ấm áp trên khuôn mặt nhóc, thì hai dòng nước mắt nóng hổi bỗng trượt dài trên khuôn mặt. Mặt mặt đấy à? Ba đang ở đâu vậy? Rõ ràng là tâm trí của người đàn ông này còn chưa tỉnh táo. Đột nhiên, người đàn ông như nhớ ra điều gì đó mà như phát cuồng. Ông ta xoay người chạy như điên về phía hành lang bên trong cửa. "Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt." Người đàn ông giống y như một con chó điên, điên cuồng chạy trong hành lang, miệng không ngừng hét mãi một cái tên. Ba. Đứa bé đau lòng hô lên rồi cũng vội vàng đuổi theo. Tiêu Trần lắc đầu, huyễn thuật đã phá hủy đầu óc ông ta rồi, đoán chừng là không nhận ra ai với ai nữa, hoàn toàn dựa vào chấp niệm mà hành động. Người đàn ông vội vàng chạy lên tầng 6. Đây là một đại sảnh không giống như những căn phòng nhỏ ở tầng trệt. Trong đại sảnh nhồi đầy các loại sinh linh. Rất nhiều phụ nữ khỏa thân xinh đẹp tay cầm khay, đi lại giữa đám sinh linh. Một bầu không khí vô cùng dâm mỹ tản ra trong không khí. Phía trước đại sảnh có một cái sân khấu. Bên trên sân khân khấu có một thanh niên anh Tuấn mặc âu phục, chân đi giày da. Vật phẩm đấu giá hôm nay chính là năm trinh nữ thuộc hoa tộc, mân côi, tulip, anh túc, tử la lan, và cả mạn đà la quý hiếm nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoa tộc là chủng tộc chỉ xuất hiện sau khi một tiểu động thiên sụp đổ, rơi xuống. Chủng tộc này có một đặc điểm là chỉ có nữ giới, hơn nữa đều là khuynh quốc khuynh thành. Trên người mỗi cô gái hoa, tộc đều có hương hoa tương ứng khiến cho người ta không thể cưỡng lại được. Hơn nữa thực lực hoa tộc rất yếu, nên bọn họ đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của rất nhiều người tu hành. Do bị săn lùng giáo giết nên số lượng hoa tộc đã giảm mạnh. Bây giờ, một cô gái hoa tộc bình thường nhất thì ít nhất cũng cần 100 viên linh thạch thượng phẩm. Nhưng dù như vậy thì vẫn có rất nhiều người tu hành bon chen chạy theo như vịt, bởi vì lần đầu tiên của các cô gái hoa tộc có thể điều hòa âm dương của người hành ở mức độ rất lớn. Lời giới thiệu của người thanh niên đã khiến mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Có người đã linh thạch từ trong túi ra rồi, rất có quyết tâm phải tranh bằng được. Đúng lúc này, một tiếng hét điên cuồng đã truyền đi khắp đại sảnh. Trong lúc thanh niên trên sân khấu đang giới thiệu, thì bỗng có một người đàn ông người ngợm hôi thối sộc vào đây. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Miệng ông ta không ngừng lặp lại hai chữ này, ánh mắt mê mang đảo qua tất cả sinh linh trong phòng. Đột nhiên người đàn ông lao tới trước mặt một phục vụ đang bưng khay mỉm cười, với khách khứa. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Ông ta nắm lấy vai cô gái rồi liên tục lắc mạnh. Choang. Chiếc khay cô gái, đang cầm bị hất đổ khiến mấy ly rượu vang đỏ rơi xuống sàn vỡ nát, phát ra những âm thanh rất chói tai. Người đàn ông liên tục gọi lớn nhưng cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn vô cùng máy móc, chết lặng. Cô gái tươi cười quyến rũ, hỏi: Quý khách, xin hỏi ngài có cần gì không ạ? Nhìn cảnh tượng này, thái độ của những sinh linh ngồi ở đây đều giống như đang xem kịch vui, nhìn chăm chăm vào người đàn ông trên sân khấu. Thanh niên trên đài cao mày rồi đưa tay lên búng mạnh, tách. Sương mù đen nhanh chóng dâng lên sau lưng hắn ta. Hình ảnh một người đàn ông trung niên với khuôn mặt dâm tà từ từ hiện ra. Mị ma, chuyện gì thế? thanh niên hỏi người được gọi là mị ma nhìn người đàn ông trung điên điên khùng khùng trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm đây là một gã si tình mị ma cười cười lúc trước tôi bắt được vợ hắn ta thế là hắn ta đã thật sự chạy bộ theo mấy trăm dặm định cướp vợ mình về mị ma chép miệng nói ra hiệu cô gái kia là vợ của người đàn ông này lẽ ra hắn ta phải chết vì mệt ngay lúc đó rồi cơ nhưng là bụng dạ tôi tốt quá nên đã cứu mạng hắn ta còn cho hắn một phần việc gác cổng Ha ha, hai vợ chồng làm việc cùng một chỗ không phải là chuyện rất tốt à? Đôi mắt của Mị Ma đầy vẻ chế giễu. Thanh Niên nhíu mày, hắn ta biết Mị Ma thích dùng huyền thuật điều khiển những sinh linh khác để gác cổng. Chỉ là vài người thường mà thôi, trước nay hắn ta chưa từng hỏi đến. Nhưng tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện chứ? Mị Ma nhìn ra sự hoài nghi của Thanh Niên, vất vất tay không thèm để ý, cười nói, cậu cũng biết đấy, cái thứ gọi là huyền thuật này không ổn định lắm. Nói không chừng gã này quá nhớ nhung vợ của mình nên đã sinh ra chấp nhiệm quá mạnh khiến bản thân thoát khỏi huyền thuật cũng nên lau sạch phân mà ông quấy ra đi thanh niên tức giận nói mị ma nhướng mày nguyệt ảnh quan hệ giữa chúng ta là hợp tác tôi không phải là thuộc hạ của cậu đâu nhé nói chuyện chú ý một tí đi sắc mặt thanh niên tối sầm lại mị ma nhìn đám sinh linh bên dưới cười nói các vị có biết là có một thứ được gọi là tình yêu không không đợi đám sinh linh bên dưới trả lời mị ma đã phối hợp nói tiếp đó là sức mạnh khiến ta phải kinh ngạc đấy đã thế thì tôi lại làm người tốt một lần vậy để vợ chồng bọn họ nhận ra nhau nhé nói xong mà mị phất tay đôi mắt vốn trống rỗng vô hồn của cô gái đang được người đàn ông ôm trong lòng đột nhiên bừng sáng cô gái nhìn người đàn ông trước mặt mừng rỡ ôm chặt lấy ông ta ông xã ông xã cô ta sung sướng gọi ẩm lên người đàn ông nhìn nhìn thấy cô gái đã khôi phục lại thần trí thì ánh mắt trở nên đục ngầu hơi thở trên người cũng dần yếu đi Ông ta vốn chỉ dựa vào chấp nhiệm nên mới chống đỡ được tới bây giờ. Hiện tại tâm nguyện đã được thành toàn niệm chấp nhiệm đã tiêu tán, cũng là lúc ông ta đi đến điểm cuối cùng trong sinh mệnh của mình. Bà xã, chúng ta về nhà, về nhà. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái, ngay sau đó liền tắt thở. Cô gái đang ôm chồng lập tức sững sờ, những mảnh ký ức nổ tung trong tâm trí cô ta. Cơ thể cô gái không kiềm chế nổi mà phát dung như thể đã nhớ lại điều gì đó không thể chịu đựng nổi cô gái giống như đã phát điên, cào xé làn da non nớt trên cơ thể mình như thể đó là thứ bẩn thỉu nhất trên đời. Làn da mềm mại bị móng tay cào ra những vết thương sâu hoắm, máu chảy đầm đìa. Hai dòng huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, tay phải nhặt mảnh thủy tinh dưới đất lên, tay trái ôm chặt lấy người chồng đã tắt thở, cô gái tàn nhẫn cứ lên cổ mình. Máu tươi tuôn ra như suối. Cô gái nhìn mị ma, trong mắt đầy oán hận. Súc sinh, mày sẽ gặp báo ứng. Đây là những lời cuối cùng của cô gái nhìn vào ánh mắt oán độc của cô gái mị ma không, nhịn được mà lùi lại một bước, sau đó gã liền tức giận đến cực điểm. Bản thân là một người tu hành thế mà lại bị một người thường dọa sợ. Ba, mẹ. Đúng lúc này, một bóng người gầy gò lao vào đến. Đứa bé gái cầm đao gỗ, nhìn vết máu như hoa hồng nở rộ trên mặt đất, còn có hai người đang ôm chặt lấy nhau. Nhóc con cứ thế mà ngây ngốc tại chỗ, không thể tin được cảnh tượng trước mắt, cơ thể run rẩy kịch liệt. Mà đúng lúc này cô gái hồi quang phản chiếu, ngẩng đầu lên và nhìn thấy đứa bé gái cô ta run rẩy tháo một chiếc kẹp tóc trên đầu xuống đưa cho đứa con gái nhỏ mạt mạt sinh nhật vui vẻ chiếc kẹp tóc rơi xuống đất rồi nảy lên vài lần đứa bé sụp đổ ngồi thụp xuống cơ thể không ngừng run rẩy giờ phút này nó lại không thể khóc được mị ma nhìn đứa bé gái liếm môi cười lại là người một nhà thật sự là có duyên đấy thanh niên trên đài kia lại kéo cao cảnh giác vì khi vào được nơi này thì phải đi qua cầu thang Bên trong những bức tranh sơn dầu treo trên tường đều bị phong ấn ác ma rất lợi hại. Nếu không có thể thành viên của Thiên thượng nhân gian, thì sẽ bị những linh hồn phẫn uất đó công kích. Một đứa bé bình thường thì làm sao có thể đi xuyên qua cả tòa nhà đến nơi này mà không hề bị thương tí nào chứ? Đứa bé gái không ngừng run rẩy, một tia sáng đỏ mờ nhạt tỏa ra từ cơ thể nó. Oán khí nhập trời lập tức bùng nổ, nháy mắt đã tràn lan khắp nơi. Một ảo ảnh ác quỷ xuất hiện phía trên đứa bé ác quỷ điên cuồng gào thét với tất cả các sinh linh có mặt ở đây mị ma nhìn cảnh này thì rất thích thú thế mà lại là oán linh lệ quỷ thiên phú rất thú vị thanh niên hơi cau mày xử lý sạch sẽ để còn tiếp tục đấu giá khà khà đứa nhỏ này thuộc về tôi tôi nghe nói oán linh lệ quỷ có thể nối thẳng đến đầm ma địa ngục thời viễn cổ không biết có phải thật hay không mị ma mỉm cười đi về phía đứa bé gái hoàn toàn không thèm để tâm đến ảo ảnh ác quỷ của nó tự nhiên mị ma cảm thấy có thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân của mình gã nhíu mày cúi đầu xem thử hóa ra đó là bàn tay của người đàn ông chụp lấy mắt cá chân của gã mị ma có hơi không hiểu ông ta rõ ràng đã là một xác chết tại sao còn có thể làm ra phản ứng như vậy chứ mị ma nhìn thi thể của người đàn ông mỉm cười nói kẻ đáng thương a à? mày không thể bảo vệ bất cứ ai vợ của mày con gái của mày ha ha một vệt sáng đỏ xuất hiện chặt đứt cánh tay của người đàn ông trên chân mị ma kéo theo một cánh tay cứ như thế mà đi đến chỗ đứa bé túm tóc nó. đúng lúc này phía sau lưng gã đã xuất hiện một bóng người, ánh mắt của người đó giống như vòng xoáy trên đại dương, chậm rãi xoay tròn. một luồng khí thức lạnh giá có thể đóng băng vạn vật nhanh chóng lan ra khắp nơi. mị ma trợn to mắt, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm cả người gã. gã không dám ngoảnh lại, thậm chí là còn nín thở. đây là báo ứng. giọng nói lãnh đạm của tiêu trần vang lên. tiêu trần nắm lấy tóc của mị ma rồi cứ thế nhấc cả người gã lên nói ra thật buồn cười, cảnh tượng này lẽ ra phải xuất hiện trên người đứa bé gái, nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người gã. Có lẽ đúng như Tiêu Trần đã nói, đây là báo ứng. Mị ma muốn dãy dụa nhưng lại không thể cử động được. Gã muốn nói nhưng há to miệng mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trên thực tế, hiện tại tất cả các sinh linh có mặt trong đại sảnh đều đang ở trong tình trạng này. Đứng lên. Tiêu Trần nói với đứa bé gái đang sững sờ, trong ngữ điệu mang theo một sức mạnh kỳ dị, đâm thẳng vào lòng người. Màu đỏ nhàn nhạt trên người đứa bé gái dần rút lại. Đôi mắt trống vốn rỗng cũng dần có chút thanh tỉnh. Cầm đao lên, Tiêu Trần tiếp tục chỉ huy đứa bé gái. Đứa bé gái đã biết Tiêu Trần muốn nó làm gì. Nhóc con này vốn rất nhát gan nhưng lúc này lại không chút sợ hãi, thậm chí còn có vẻ không chờ được nữa. Đứa bé gái giống như một con chó dữ, giơ thanh đao gỗ điên cuồng vọt lên. Một số người cần cả đời để trưởng thành, nhưng cũng có một số người chỉ cần một cái chớp mắt. Nhưng trưởng thành trong chớp mắt thường đi kèm với những nỗi đau không thể xóa nhòa. Thời điểm đứa bé gái nâng đao lên thì nó cũng đã trưởng thành. Đứa bé gái tàn nhẫn đâm vào ngực mị ma, nhưng dù gì nó cũng chỉ là một đứa bé mới 9 tuổi. Sức lực của đứa bé đúng là quá nhỏ, căn bản là không thể dùng đao gỗ đâm vào thân thể một người tu hành được. Cho dù tiêu trần có phong ấn vài con ma long trong đao gỗ thì đó cũng không phải là thứ mà hiện tại đứa bé gái có thể triệu hồi. Bang! đao gỗ hung hăng rội ngược lại khiến tay đứa bé gái cũng bị chấn động, máu tươi đầm đìa. Nhưng đứa bé chẳng hề quan tâm đến đau đớn, mà vẫn như một con chó điên muốn xé nát kẻ ở trước mặt mình, vùng đao hết lần này đến lần khác cho đến khi sức cùng lực kiệt. Nỗi sợ hãi trong mị ma đã lên đến đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa là sợi dây thăng bằng trong đầu sẽ đứt đoạn. Cho dù là người tu hành đi nữa, bị người ta cầm đao gỗ đâm mấy chục nhát vào người, tuy không gây ra thương tổn gì lớn nhưng cũng sẽ bị dọa sợ chết khiếp nhìn đứa bé gái đã mệt lử nhưng vẫn cố chấp đứng lên, tiêu trần buông bàn tay đang túm tóc mị ma ra, thế nhưng gã vẫn duy trì tư thế đó, lơ lửng trên không trung. Tiêu trần đến trước mặt đứa bé gái, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Tay đứa bé gái bê bết máu. Khi máu tươi đã thấm đâm thân đào gỗ, thì bất ngờ có một con hắc long nhỏ xuất hiện trên đó, tham lam hút máu của đứa bé gái. Tiêu trần lạnh lùng liếc nhìn thân đao, con hắc long nhỏ kia giống như chuột nhìn thấy mèo, nhanh chóng biến mất đứa bé gái nhìn tiêu trần trong mắt răng đầy tơ máu lúc này cuối cùng đứa bé gái cũng không kìm được mà bắt đầu gào khóc đến tan nát cõi lòng tiếng khóc này vừa như lời trách móc nặng nề cho sự vô dụng của bản thân vừa là lời vĩnh biệt đối với ba mẹ đã khuất của mình tiêu trần nâng bàn tay đang cầm đao của đứa bé gái lên nhẹ nhàng dùng bàn tay mình bao phủ lấy nắm đấm nho nhỏ đó tay tiêu trần nắm lấy tay đứa bé từng bước từng bước chậm rãi đâm vào trái tim của mị ma nhìn thấy thanh đao gỗ không nhanh không chậm cùng hơi thở tử vong từng bước đến gần, tiếng lòng mị ma cuối cùng cũng tan vỡ. Đáy quần gã bốc lên mùi hôi thối nồng đậm, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt thế nhưng mị ma lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đường Đường là một kẻ tu hành thế mà khi đối mặt với cái chết, so với cặp vợ chồng kia thì đúng là một trời một vực. Trong mắt Tiêu Trần, đây mới thật sự là con sâu cái kiến. Đao gỗ đâm vào ngực mị ma từng chút một, thậm chí đám sinh linh ở đây còn có thể nghe thấy âm thanh đào gỗ cắt qua cơ bắp. Đào gỗ di chuyển rất chậm, phải mất một phút mới hoàn thành toàn bộ quá trình từ đâm vào đến rút ra. Máu từ trong mị ma ngực trào ra, phun đầy mặt đứa bé gái, thế nhưng máu tươi nóng ấm lại khiến nó cảm thấy sung sướng không gì sánh được. Giết kẻ đầu tiên, rồi đến kẻ thứ hai, thứ ba. 82 sinh linh ở đây đều bị tiêu trần dẫn dắt đứa bé gái giết sạch, không một ai sống sót. Máu tươi vung vãi tạo thành hình một đón hoa hồng khổng lồ trên mặt đất. 82 thi thể vây quanh đôi vợ chồng kia giống như một nghi thức long trọng nào đó. Nghi thức giết chóc dành riêng cho sự trưởng thành của nó. Tiêu Trần nhặt chiếc kẹp tóc rơi trên mặt đất lên, rồi nhẹ nhàng cài lên tóc cho nhóc con. Đã đến lúc giết người rồi. Ma khí trên người Tiêu Trần tràn ra điên cuồng. Những con quạ mang theo ma khí che trời lấp đất bay ra từ ma khí của hắn. Tiêu Trần nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, đàn quạ đen lập tức tản ra, bay đến mọi ngóc ngách trong thành phố. Khắp nơi trong thành phố đều thấy quạ đen tất cả những người thường tay trói gà không chặt đang gặp gian nan đều được quạ đen tìm thấy và đưa lên không trung tiêu trần cầm lấy đao gỗ trong tay đưa bé gái mang theo nó cùng con gôn đường gầy trơ xương kia biến mất tại chỗ ở trên nóc của một trong những tòa nhà cao nhất thành phố đứng ở đây có thể thu hết toàn cảnh thành phố vào mắt tiêu trần lập tức bắt đầu đao gỗ trong tay từ từ hạ xuống rồi biến mất ở trong en sóng khí đang dập dờn ở trước mặt bá vương thiên trinh đêm đen bỗng nhiên sao động màn mây đen dày nặng phía trên bầu trời đột nhiên tản ra ánh sáng đỏ ngập trời thắp sáng toàn bộ đêm tối một vật thể khổng lồ giống như thiên thạch bị quấn trong ngọn lửa hừng hực đang ẩm ẩm lao xuống thành phố nếu thị lực của người nào đủ tốt thì có thể phát hiện ra thứ được gọi là thiên thạch này chẳng qua chỉ là một thanh đao gỗ mà thôi truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé động tĩnh cực lớn trên bầu trời đã kinh động cả thành phố nhìn thấy cảnh tượng như sắp tận thế khiến cho thành phố lập tức hỗn loạn rất nhiều bóng người vội vàng lướt đi trong thành phố nhanh chóng chạy ra ngoài thành hắc quan thiên trinh giọng nói lạnh như băng của tiêu trần lại vang lên ma khí trên người giống như thủy triều điên cuồng dâng lên tốc độ ma khí phiêu đáng cực kỳ nhanh trong nháy mắt đã lan tràn khắp thành phố ma khí đen như mực bao phủ khắp mặt đất những người lao ra khỏi thành phố lúc này đều bất giác dừng lại ma khí giống như những sinh vật sống bò lên cơ thể của bọn họ tạo thành những chiếc quan tài đen kịt, chỉ trong vòng mấy hơi thở quan tài đen đã lan rộng khắp ven nội thành. Vô số sinh linh muốn thoát khỏi xung kích của thiên thạch đều sợ hãi khựng tại chỗ. Cạch. Một chiếc quan tài đen được mở ra, cơ thể sinh linh bên trong nhanh chóng ra đi. Giống như chỉ trong nháy mắt toàn bộ linh khí trên người nó đã bị hút sạch. Nhìn thấy cảnh tượng này xong, không ai dám động tác gì nữa. Bọn họ chỉ có thể nhìn thiên thạch từ trên trời lao xuống với tốc độ cực lớn mà không có bất kỳ biện pháp nào bầu không khí tuyệt vọng như dịch bệnh lan tràn giữa các sinh linh đúng lúc này ba bóng người với khí tức khủng bố lao thẳng tới tòa nhà tiêu trần đang đứng nhìn thấy ba bóng người này thì trong lòng chúng sinh lại bừng lên ngọn lửa hy vọng trong thành phố này chỉ có ba người có khí tức khủng bố như vậy thủ lĩnh của quái kim thạch sơn tiêu thủ lĩnh của hoàng hôn trường sinh lão nhân thủ lĩnh của chúng sinh kinh hồng nhất kiếm tiêu trần không cố ý che giấu khí tức của mình hắn chính là nơi phát ra ma khí khổng lồ đó nên khi đứng trên đỉnh tòa nhà thực ra tiêu trần không khác gì một ngọn hải đăng, bị phát hiện cũng là điều đương nhiên. Ba bóng người hạ xuống đỉnh tòa nhà như những viên đạn pháo. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đứng vững thì một giọng nói lạnh như băng văng lên. Quỳ xuống. Giọng nói lạnh lẽo không có chút nhiệt độ khiến bầu trời đêm, vốn đã rét lạnh lại càng thêm rét buốt thấu xương. Đi kèm với hai chữ quỳ xuống là uy áp ngập trời. Ba bóng người như bị người đè chặt, nặng nề quỳ trên mặt đất. Từ dưới đầu gối của bọn họ lan ra những vết nứt giống như mạng nhện. Cái quỳ này không thể nói là không nặng được. Bọn họ muốn nói nhưng khi há miệng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, nỗi sợ hãi lập tức bùng nổ trong lòng ba người. Tiêu Trần khẽ liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt lạnh băng không chút thương hại kia khiến ba người như rơi xuống hầm băng. Tiêu Trần nắm tay đưa bé gái đi đến mép mái nhà, đứng ở đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố một cách rõ ràng nhất. Tiêu Trần chỉ vào nội thành từng vô cùng phồn hoa. Tại sao những người sinh ra ở đây lớn lên ở chỗ này lại phải xa xứ, trôi giạt khắp nơi, Dường như Tiêu Trần đang hỏi đứa bé gái bên cạnh hoặc ba người đang quỳ kia, nhưng lại càng giống như là đang hỏi chính mình hơn. Đứa bé gái mở to đôi mắt tràn đầy tơ máu, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bây giờ hình như nhóc con rất muốn khóc thành tiếng cũng không được nữa rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng xoa đầu nó nói, bởi vì không ai lên tiếng thay bọn họ, không ai quan tâm đến sống chết của bọn họ. Trong thời thịnh thế này, bọn họ giống như những con sâu cái kiến, hèn mọn không đáng một đồng. Con sâu cái kiến trong thời thịnh thế ạ. À? Ha ha tiêu trần cất tiếng cười mỉa mai lời nói của tiêu trần như một chiếc gai đâm thẳng vào trong lòng đứa bé gái bàn tay bị tiêu trần nắm chặt của nó đột nhiên siết chặt lại cơ thể nhóc con lại một lần nữa phát ra oán khí ngập trời đúng lúc này thiên thạch phía trên trời đã nện xuống giống như một trận pháo hoa hoành tráng vô cùng mỹ lệ ánh lửa ngút trời thắp sáng cả thiên địa đại địa chấn động dù ở rất xa nhưng tòa nhà nơi tiêu trần đang đứng cũng rung chuyển dữ dội khiến người ta không khỏi lo lắng chỉ sau một khắc nó sẽ sụp đổ tan tành mặc dù ánh lửa rất đẹp, nhưng toàn bộ khu vực nội thành Bắc và thành Tây đều bị chôn vùi trong đó. Vô số sinh linh đã tan thành mây khói dưới vẻ đẹp này. Chỉ cần một chiêu mà nửa thành phố đã biến thành một đống đổ nát, lực phá hoại khủng bố như vậy khiến toàn thân ba người đang quỳ đổ mồ đầy hôi lạnh. Sau tiếng nổ và chấn động dữ dội chính là một sự im lặng chết chóc. Tiêu Trần chỉ vào phế tích phía xa nói, nhìn đi, bây giờ tôi đang nói chuyện thay cho những con sâu cái kiến trong thời thịnh thế đó. Đôi mắt che kín tơ máu của đứa bé gái chợt mở to cách nói chuyện này đã gieo vào nội tâm non nớt của nó một hạt giống em em cũng muốn nói chuyện giúp bọn họ như vậy thì ba mẹ sẽ không phải chết rồi giọng nói khàn khàn khô khốc của đứa bé gái vang lên nó nắm chặt lấy tay tiêu trần nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi tiêu trần vung tay lên một luồng ánh sáng bay ra từ phế tích phía xa đó chính là cây thanh đào gỗ kia đào gỗ khẽ rung lên rồi rơi vào tay tiêu trần tiêu trần nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé gái bổn đế hỏi nhóc một vấn đề đứa bé gái hung hăng lau nước mắt trên mặt rồi gật đầu thật mạnh nhóc có bằng lòng nói chuyện thay những người thường này hay không lúc nói những lời này ngữ điệu của tiêu trần vô cùng nghiêm túc giống như khúc dạo đầu cho một nghi thức long trọng sắp được cử hành em đồng ý bé gái gật đầu ánh mắt nó chứa đầy kiên nghị và bi thương không hợp với lứa tuổi quỳ xuống tiêu trần nhẹ nhàng nói với đứa bé gái mặc dù không biết tại sao nhưng đứa bé vẫn lập tức quỳ xuống không chút do dự tiêu trần cầm thanh đao gỗ đưa nó tới trước mặt đứa bé gái Tiếp nhận thanh đao này, nhóc sẽ trở thành người hộ đạo cho tất cả những sinh linh bình thường trong thiên hạ. Nếu nhóc tiếp nhận nó, có lẽ sẽ trở thành kẻ thù của tất cả người tu hành, từ nay về sau sẽ phải đối đầu với cả thế giới. Nhóc có nguyện ý không? Lời nói của Tiêu Trần không hề phóng đại. Ở Hạo Nhiên đại thế giới vốn đã quá quen thuộc với chuyện tu hành, việc người dân bình thường bị tàn sát vẫn thường xuyên xảy ra. Chỉ có điều khi đó Tiêu Trần không tham gia những chuyện này, bởi vì đã có người đặc biệt phụ trách chúng phụ trách những chuyện này là một tổ chức có tên là sát sinh môn. Chữ sinh này ám chỉ những người trường sinh. Sát sinh môn một môn phái chuyên giết những người trường sinh, xem cả thiên hạ là kẻ địch. Phàm là những tu sĩ dám can đảm ra tay với những người trong thế tục, không ai có thể đào thoát khỏi chế tài của bọn họ. Sát sinh môn có thể nói là môn phái thần bí nhất trong hạo nhiên đại thế giới, đồng thời cũng là môn phái mà đám người tu hành sợ hãi nhất. Toàn bộ giới tu hành, giờ giờ phút phút đều muốn tiêu diệt môn phái này, đứa bé gái dùng đôi tay nhỏ xíu nhuốm đầy máu tiếp nhận thanh đao gỗ thứ mà người tiếp đao tiếp nhận chính là sứ mạng và trách nhiệm. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, tôi đã khắc vào trong đao bằng phách tuyết hoa luân và phương pháp tu luyện nhất đao khoái sát cộng thêm thiên phú của mình. nhóc sẽ nhanh chóng có thể thay bọn họ nói chuyện thôi. Tiêu Trần ôm lấy đứa bé gái đã sức cùng lực kiện sửa sang đầu tóc rối bời của nó. cuối cùng tôi cũng sẽ rời đi, tương lai sau này là của mấy đứa. Tiêu Trần nhẹ nhàng đong đưa cánh tay như thể đang dỗ dành đứa trẻ đứa bé gái nằm trong ngực tiêu trần nhắm mắt lại lặng lẽ thiếp đi nhóc con thật sự quá mệt mỏi có lẽ cũng nên ngủ một giấc rồi tiêu trần ôm đứa bé gái đang ngủ say từ từ đi về phía ba người đang quỳ dạp trên đất bước chân của hắn giống như đang đạp lên trái tim của bọn họ mỗi một bước đều khiến trái tim bọn họ này lên một cái thật mạnh khi tiêu trần đi đến bước thứ tám thì bỗng dừng lại chân phải vẫn treo không chung chưa hạ xuống bước thứ chín giờ phút này trái tim ba người vô cùng khó chịu giống như muốn vọt ra khỏi cơ thể Bọn họ đều có ảo giác, nếu thiếu niên trước mặt mà hạ xuống một bước này thì tất cả bọn họ sẽ phải chết. Tiêu Trần nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên một người trung niên trắng trắng mập mập. Hắn ta là thủ lĩnh của chúng sinh, Nhất Kiếm Kinh Hồng. Bước thứ 9 của Tiêu Trần đạp mạnh xuống trước mặt Nhất Kiếm Kinh Hồng. Bang. Sau một âm thanh trầm đục phát ra từ ngực của Nhất Kiếm Kinh Hồng, thì hắn ta đã đổ gục xuống. Điều cuối cùng hắn ta để lại trên thế giới này chính là đôi mắt đầy khó tin tiêu trần lạnh lùng nói với hai người còn lại chuyện trên núi lên núi bàn tự xử cho tốt đi thân ảnh của tiêu trần dần dần tan biến từ đầu đến cuối hắn chưa từng nói một lời vô nghĩa nào với bọn họ cảm giác áp bức đáng sợ dần dần giảm bớt hai người sống sót nhìn thi thể kinh hồng nhất kiếm cảm thấy không hề chân thật mà giống như một cơn ác mộng đến nhanh mà đi cũng nhanh kim thạch sơn tiêu là người đàn ông trung niên có khuôn mặt khá lớn lau mồ hôi trên trán hỏi minh lão đầu câu nói kia có ý gì thế trường sinh lão nhân bề ngoài giống như một phú ông hiền lành nhưng đã làm thủ lĩnh của hoàng hôn thì sao có thể là loại người lương thiện gì được trường sinh lão nhân đưa mắt nhìn đống đổ nát lúc này những người bình thường được đám quạ đen cứu đang tụ tập bên ngoài thành trường sinh lão nhân cười nói rất đơn giản chỉ cần ngươi thành thật một chút đừng gây phiền toái cho người thường là được ha ha đúng là một nhân vật thú vị lão mỉm cười rời khỏi tòa nhà kim thạch sơn tiêu nhìn chỗ mà tiêu trần đã biến mất gãi gãi đầu nói mấy kẻ yêu ma quỷ quái bọn ta chưa từng đi gây phiền toái cho người thường mà. Lúc này trên bầu trời nổi lên một trận tuyết dày như lông ngỗng, nhưng Kim Thạch Sơn Tiêu lại cảm thấy nhiệt độ đã không còn lạnh như trước nữa. Năm thần đạo thứ hai, tuyết rơi rất nhiều. Hai khu vực thành Tây và thành Bắc của bách tộc, chiến thành bị thiên tạch rơi chúng thành một đống phế tích. Toàn bộ tổ chức chúng sinh bị diệt sạch, tổng cộng có 34.000 sinh linh tử vong. Toàn bộ thực lực của bách tộc chiến thành đã bị cắt giảm gần 1 trên 3 mà thủ lĩnh của chúng sinh là Nhất Kiếm Kinh Hồng thì không rõ tung tích. Mãi cho đến khi có người tìm thấy một bộ xương khô chết trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố, cuối cùng mới xác định được Nhất Kiếm Kinh Hồng đã chết ngắc từ đời nào rồi. Sự kiện quy tắc máu chính thức nổ ra ở Bách tộc Chiến Thành. Sau khi Bách tộc Chiến Thành bị tàn sát, tiếp theo là Thiên Thần tộc. Trọng bảo của Thiên Thần tộc là Nam Thiên Môn, lơ lửng trên bầu trời thế mà chỉ trong một đêm đã bị chọc thủng. Tổng cộng hơn 18.000 tộc nhân của Thiên Thần tộc đã bị tàn sát nhân số thiên thần tộc vốn đã ít ỏi nay lại bị trọng thương, thực lực bị giảm đi một trên ba. Sau đó, câu nói mà thôn thiên đại đế người khởi xướng quy tắc máu, để lại đã được người trong giới tu hành đời sau tôn sùng như một quy luật thép. Chuyện trên núi, lên núi bàn. Tất nhiên cái danh hiệu thôn thiên đại đế là do người đời sau ghi lại trong sử sách, chứ người hiện tại chẳng ai biết đến nó cả. Đêm đó thôn thiên đại đế một đường hướng Tây. Hắn bước ra khỏi phạm vi của hoa hạ, đi đến các quốc gia khác. Sau Thiên Thần tộc, đến lượt tộc Quỷ Hút Máu phương Tây gặp nạn. Hai gã đại công tước bị giết, tử tước, nam tước và quỷ hút máu bình thường, tổng cộng hơn 18.000 người chết. Đại đế vẫn để lại câu nói đó. Sau khi quỷ hút máu gặp nạn thì đến lượt người sói. Người sói đã bị tàn sát hơn 8.000 người, nguyên khí đại thương. Sau đó đến giáo hội, ba vị hồng y tổng giám mục bị giết, hơn 70.000 thập tự quân bị tàn sát. Tiếp đó là các địa ngục thiên sứ của khu vực Nam Mỹ, đỉnh Olympus, ở Athens quân đoàn quỷ Satan và nhiều tổ chức tiếng tăm lừng lẫy khác, chẳng hạn như Cộng Tể Hội, Trung đoàn Bilderberg, Kỵ sĩ đoàn Gablin, vân vân và mây mây. Chỉ trong một đêm mà các tổ chức uy tín nhất thế giới đều bị thiệt hại nặng nề. Có thể nói rằng chỉ trong một đêm, gần một phần ba lực lượng tu hành trên địa cầu đã bị cắt giảm. Mặc dù thôn thiên đại đế sinh ra ở Hoa Hạ, nhưng không hề nặng bên này nhẹ bên kia. Tất cả 10 đại gia tộc hàng đầu ở Hoa Hạ đã bị xóa sổ có người nói họ đã nhìn thấy rất nhiều thiên thạch từ trên trời rơi xuống vào ban đêm người đại gia tộc hàng đầu bị diệt đã tạo thành một cục diện mới những gia tộc này vốn luôn không vừa mắt với các nhà lãnh đạo của hoa hạ hai bên chỉ hận không thể bóp chết đối phương đặc biệt là một ma tu tên từ kiến quân đã dẫn theo người của mạng nhện đánh nhau với mấy đại gia tộc đến tối tăm trời đất máu chảy thành sông hiện giờ những gia tộc này đột nhiên bị diệt chính phủ hoa hạ có thể nói là nhất thống giang hồ những người duy nhất được hưởng lợi từ cuộc thảm sát này chính là nhân tộc Hoa Hạ và yêu tộc. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của chính phủ Hoa Hạ lại không bị các đại gia tộc ngăn cản, bọn họ đã nhanh chóng quật khởi trong đại thời đại. Về phần yêu tộc thì, chật, lực lượng thật sự không đủ mạnh. Hiện nay toàn bộ yêu tộc cũng không xuất hiện nổi một, hai đại yêu. Cuối cùng thôn thiên đại đế vẫn không khai đao với yêu tộc. Điều này cũng để cho bọn họ giữ gì được lực lượng ở mức độ lớn nhất. Chính vì nguyên nhân này mà nhân tộc, và yêu tộc đã có những đóng góp không thể xóa nhòa trong cuộc chiến thiên ngoại sau này. Đêm nay, tất cả các tổ chức đều nhận được câu nói đó. Chuyện trên núi, lên núi bàn. Chỉ vì câu nói này mà ngàn năm sau, cũng không có người tu hành nào dám ra tay với người thường, thế giới vui vẻ hướng quang vinh. Sự kiện quy tắc máu, còn được những sinh linh bình thường thuộc các đại chủng tộc gọi là huyết sắc lãng mạn. Theo thống kê, vào đêm hôm đó đã có hơn 600.000 sinh linh của các tộc đã bị tàn sát. Hàng ngàn năm sau ảnh hưởng của quy tắc máu đã dần dần phai nhạt, tính mạng của con người trong thế tục lại một lần nữa bị đe dọa, thì lại đột nhiên xuất hiện một cô gái mang theo đao gỗ, bảo vệ hòa bình của thế tục. Cuối cùng cô gái ấy đã để lại truyền thừa rồi bước vào hư không. Kể từ đó không ai nhìn thấy cô nữa. Người ta nói rằng cô đã dấn thân vào bất quy lộ, mà thôn thiên đại đế đã đi qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày 8 tháng 12, năm thần đạo thứ hai. Thời tiết rất đẹp sau một đêm tuyết rơi dày đặc cuối cùng cũng thì dừng lại phượng hoàng sơn thành phố minh hải kể từ khi bị tiêu trần nhân tính tụ linh thì chỗ này đã trở thành một vùng đất chết nhưng từ khi linh khí khôi phục chỗ này lại trở thành nơi có linh khí nồng đậm nhất thành phố minh hải tiêu trần dẫn đứa bé gái xuất hiện ở dưới chân núi đứa bé gái đeo theo một chiếc hộp vuông màu đen phía sau lưng khi tiêu trần rời khỏi bách tộc chiến thành hắn đã mang theo cho cốt của ba mẹ đứa bé gái đứa bé gái cõng cho cốt ba mẹ ôm theo con gôn đừng gầy trơ xương. Tiêu Trần nhẹ vỗ đầu nhóc con, nói, từ hôm nay trở đi, đây sẽ là nơi tu luyện của nhóc. Ma khí cuồn cuộn trào ra từ trên người Tiêu Trần, một đàn quạ xuất hiện, bay khắp mọi ngóc ngách trên ngọn núi. Tất cả người tu hành ở Phượng Hoàng Sơn đều bị đám quạ đen lùa ra ngoài. Tay Tiêu Trần bắt đầu kết ấn, một số tiểu cầu đen nhỏ bay ra khỏi cơ thể hắn, lơ lửng giữa không trung phía trên Phượng Hoàng Sơn. Hắc Linh Cửu, Tiêu Trần nhỏ giọng nói, đám tiểu cầu này lại bắn ra vô số sợi tơ đan sen vào nhau tạo thành những vách chắn giữa các lộ tuyến trên cao lúc này nếu có ai đứng từ phía xa nhìn về phượng hoàng sơn thì sẽ thấy một chiếc quan tài đen khổng lồ bao quanh toàn bộ phượng hoàng sơn trên không bỗng xuất hiện vô số xiềng xích đen quấn chặt lấy quan tài khổng lồ này tiêu trần chỉ vào nó rồi nói khi thực lực của nhóc đủ để phá vỡ hắc linh cữu thì mới có thể thay những người bình thường kia nói chuyện đạo lý đứa bé kiên quyết gật nhẹ đầu nhưng vẫn không nỡ lôi kéo quần áo tiêu trần khóe miệng tiêu trần hơi nhếch lên mỉm cười đáng yêu thật đây là lần đầu tiên đứa bé gái nhìn thấy tiêu trần cười đương nhiên cũng là lần cuối cùng đi đi về sau nhóc không được nhúng tay can thiệp vào chuyện tranh đấu của người tu hành cũng không thể định ra quy tắc cho bọn họ chỉ cần ngăn không cho bọn họ xen vào chuyện thế tục là được rồi đám người tu hành đều là những kẻ đi ngược lại ý trời không thể đặt ra các quy định hay quy tắc để trói buộc bọn họ ngay cả ở hạo thiên đại thế giới cũng vẫn áp dụng câu nói đó chuyện trên núi, lên núi bàn. Thế nhưng câu nói này đã đủ để phân chia rõ ràng thế tục và tu hành giới. Đây mới chính là quy tắc lớn nhất đối với người tu hành. Nhóc con đi từng bước thật cẩn thận, nước mắt đầy mặt, tiêu trần xoay người, nhẹ nhàng vẫy tay. Tạm biệt. Hai từ rất hiếm khi hắn nói. Tạm biệt. Đứa bé gái thì thầm rồi bước vào trong quan tài đen. Lúc này, đứa bé không biết rằng lời tạm biệt này có nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại nữa tiêu trần đã sắp xếp xong con đường tương lai của đứa bé gái thì chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía nhà của mình tiêu mỹ lệ không biết từ đâu xuất hiện ngồi xổm trên vai tiêu trần đại đế bây giờ đi đâu ạ trong đầu tiêu trần nghĩ đến mấy lời dặn dò là nhảy của tiêu trần nhân tính tiêu trần khẽ thở dài nói chúng ta đi làm mấy chuyện mà tên kia dặn dò trước đã trong sân trước của căn biệt thự có đặt một chiếc ghế một cô gái xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi ngồi trên ghế đầu nhỏ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn chằm chằm cái ghế kia một đám động vật ngoan ngoãn ngồi sau lưng cô. Cái sân giống y như một vườn bách thú nhỏ, có hỏa diễm sư tử non, hỏa điều xinh đẹp, nhưng nhiều nhất vẫn là mèo. Ngây thơ, ngốc nghếch, dễ thương, đủ kiểu. Nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn của bọn chúng, thì chắc chắn là đã coi cô gái như lão đại rồi. Bé cưng, ăn cơm nào. Một người phụ nữ trung niên khoang thai, cầm môi đứng ở cửa gọi to. Dạ, cô gái ỉu xìu đáp lại, còn đám bạn nhỏ phía sau thì lại nhảy cẫng lên vui vẻ. Ba ba, sao ba còn chưa về cô gái phồng má vẻ mặt đầy vẻ ưu sầu khi người phụ nữ trung niên nhìn thấy bộ dạng của cô gái thì trên mặt cũng hiện rõ vẻ mất mát cúi đầu tuy ngục long đã nói dù trời có sập xuống thì tiêu trần cũng không sao nhưng trên đời này làm gì có người mẹ nào không lo lắng cho con trai mình cơ chứ hơn một năm rồi tiêu trần giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian nghĩ đến đây mắt người phụ nữ lại ửng đỏ bé cưng mình ăn cơm đi lát nữa còn phải đi học nữa đấy Cô gái gật đầu ôm lấy một con mèo cam mập, hung hăng vuốt vuốt. Cô gái đi theo người phụ nữ về phía ngôi nhà, trước khi vào nhà còn vô thức nhìn về ngã tư phía xa. Mỗi ngày cô đều lặp lại hành động này rất nhiều lần, chỉ hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng mà cô vẫn luôn mong nhớ. Lúc đầu cô còn ôm hy vọng, nhưng theo thời gian thì động tác này đã trở thành thói quen, trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Một bóng người xuất hiện ở ngã tư, áo đen tóc dài, chắp tay sau lưng, còn có một con quả đậu trên vai bóng người chậm rãi đi về phía biệt thự. Cô gái rụi rụi rồi bất ngờ trợn to mắt. Nội, nội ơi! Cô gái kéo góc áo của người phụ nữ. Người phụ nữ quay lại, nhìn theo ánh mắt của cô gái. Keng, cái môi rơi xuống đất, người phụ nữ ngây người nhìn bóng dáng kia. Tuy quần áo và khí chất rất khác hẳn nhau, nhưng người phụ nữ biết rõ đó chính là đứa con trai mà mình ngày đêm mong nhớ. Trên thế giới này không có người mẹ nào lại nhận sai con trai mình, cho dù nó có trở thành như thế nào đi nữa. Ba, Ba ba, là ba ba, qua. Cô gái bỗng bật khóc. Đôi chân trần như thể dẫm lên phong hỏa luân, chạy như điên về phía bóng người kia. Lão tiêu, con trai trở về rồi, mạng ngữ anh trai của con đã về rồi này. Người phụ nữ hướng vào nhà gọi mấy lần, sau đó là tiếng mở cửa cùng tiếng chạy bình bịch vang lên. Ba ba, ba ba. Cô gái nước mắt lưng tròng, lao mạnh về phía bóng người kia. Bóng người đó tất nhiên là tiêu trần đang về nhà. Bước chân cô gái càng lúc càng nhanh, quanh người tiêu trần luôn có một lớp ma khí đen bao phủ. Chúng không ngừng lưu động, đánh bay tất cả những thứ muốn tiếp cận hắn ra ngoài. Dầm! Cô gái bị ma khí đánh bay, đầu cắm xuống đất chân trổng lên trời ô ô cô gái rút cái đầu nhỏ dính đầy bùn đất, lên, phồng má bĩu môi, vẻ mặt rất chi là tủi thân nhìn tiêu trần. Ba ba, con nghe lời mà. Ăn cơm đúng giờ nè, đọc hết trăm vạn câu hỏi tại sao nè, Con làm quen với các bạn nhỏ trong lớp. Nữ cô gái vừa nói vừa rơi nước mắt giống y như một đứa trẻ sợ bản thân, sẽ bị vứt bỏ. Tiêu Trần nhìn cô gái, gọi nhỏ, duyệt chi. Cô gái ngây người nhìn Tiêu Trần, như thể không biết hắn đang gọi ai. Tiêu Trần bất đắc dĩ vỗ vỗ chán, gọi lại, cầu đản. Dạ cô gái nhảy dựng lên, sung sướng chạy tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu. Tên tâm thần kia, sao có thể đặt cho người ta cái tên thế này chứ? Cầu đản lao đến trước mặt Tiêu Trần, nhưng lần này đã có kinh nghiệm nên không trực tiếp bổ nhào lên người hắn nữa. Ba ba ơi, cầu đàn ngọt ngào gọi, thật sự là ngọt đến mức làm người ta rụng cả răng. Đám động vật nhỏ cũng ùa ra vây quanh, cố gắng đến gần Tiêu Trần, nhưng hình như sau đó lại không dám nữa. Trực giác mách bảo chúng rằng Tiêu Trần trước mặt không còn là Tiêu Trần trước kia nữa rồi. "Tiểu Trần, về rồi hả con?" Người phụ nữ nhìn Tiêu Trần, không nói thêm lời thừa thãi nào, chỉ vẻn vẹn một câu như vậy. Tiêu Trần khẽ gật đầu, không biết nên nói gì. Lúc này, có một cô gái hấp tấp từ trong nhà vọt ra. "Anh anh đã về rồi, nhớ chết em rồi." Tiêu Mạn Ngữ vừa nói vừa lao đến. Kết cục thì cũng giống y cầu đản, đều bị ma khí đánh ra ngoài, cắm đầu xuống đất. "Anh, anh làm gì thế?" Vẻ mặt Tiêu Mạn Ngữ tủi thân nói. "Ha ha." Tiêu Chính Dương đứng ở cửa, mặt đầy ý cười nhìn một màn đang diễn ra trước mắt. Tiêu Trần nhìn những khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này, suy nghĩ một lát rồi nói, "Con về thăm mọi người một chút." Mẹ Tiêu Trần gật đầu lau mắt, "Đi thôi, vào nhà rồi nói chuyện." Nói xong thì định tiến đến kéo tay Tiêu Trần, nhưng hình như vì vui quá nên đã quên kết cục của cầu đàn và Tiêu Mạn Ngữ, hồi nãy, mọi người thót hết cả tim. Kết quả là bàn tay của mẹ Tiêu lại dễ dàng vượt qua ma khí, thành công nắm lấy cánh tay của hắn. Mẹ Tiêu Trần kéo tay con trai bước vào nhà. Mẹ Tiêu lức Tiêu Chính Dương đang đứng ở cửa cười ngây ngô, trừng mắt, còn cười nữa, không đi dọn chén đũa ra đi. Được rồi, bà xã đại nhân. Tiêu Chính Dương chớp mắt với Tiêu Trần rồi chui vào bếp nhanh như chớp. Tiêu Trần rất chi là mất tự nhiên ngồi trên bàn ăn, cầm đũa nhưng lại không hề ăn một miếng nào. Bận rộn trả lời đủ các câu hỏi khác nhau của ba mẹ và em gái. Tiêu Trần cảm thấy đối phó với tình huống này, còn bực bội hơn cả việc phá nát một hành tinh cầu đản, vẫn là một cái thùng cơm siêu bự, ăn cả chục cái bánh màn thầu. Sau khi ăn xong cũng không thấy trứng bụng hay đầy hơi gì, chẳng biết mớ đồ ăn đó đã đi đâu về đâu đám động vật nhỏ, thì có bát với bàn ăn riêng, thức ăn còn ngon hơn cả người. Thịt thả cơm nước đủ cả, con phải đi rồi. Tiêu Trần nhìn những người thân của mình nói. Choang! Chiếc bát trong tay mẹ Tiêu Trần bỗng rơi xuống đất vỡ tan chuyện này. Sao nhanh thế? Mẹ Tiêu Trần ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ, không ngừng lau nước mắt. Tôi nói bà khóc cái gì chứ? Tiêu Chính Dương là một người đàn ông nên thật ra tầm nhìn khá cởi mở. Con trai lớn rồi, không lẽ ở nhà cả đời à? Chỉ cần biết nó không sao là được rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiêu Chính Dương ngồi xổm xuống cùng vợ dọn dẹp những mảnh bát vỡ, thừa dịp mọi người không chú ý, len lén lo mắt. Lão già chết bằng này, ông làm gì thế hả? Mẹ Tiêu Trần hỏi. Hà hà, ớt bay vào mắt ấy mà, hà hà. Tiêu Chính Dương lúng túng cười, bữa cơm này cơ bản là chẳng có miếng ớt nào, đúng là một cái cớ sức sẹo muốn chết. Tiêu Mạn Ngữ cúi đầu lùa nốt miếng cơm cuối cùng trong bát. Cả buổi vẫn chưa ăn xong. Cẩu Đản nhét nửa cái màn thầu vào miệng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tiêu Trần ngồi ngây người ở đó tiêu trần nhẹ nhàng lắc đầu nói, con phải đi minh bộ, lần này sẽ không đi lâu lắm. Nghe tiêu trần nói vậy thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn đi thẳng một mạch gần hai năm không hề có tí tin tức nào, cho dù là thân nhân của ai thì cũng không chịu được. Tiêu trần suy nghĩ rồi nhìn tiêu mạn ngữ và cầu đàn nói, anh sẽ đưa mấy đứa đến trường. Tiêu mạn ngữ ngay lập tức đặt bắt xuống, chạy lên trên lầu nhanh như chớp. Cầu đàn nuốt nửa cái bánh bao đang nghẹn trong cổ xuống, hung hăng gật đầu rồi chạy theo Tiêu Mạn ngữ. "Mẹ, mẹ." Tiêu Trần có phần không quen gọi. "Ơi." Mẹ Tiêu Trần đặt chiếc bát vỡ trong tay xuống, vui vẻ đáp lại. "Ngục Long đâu rồi? Từ lúc về đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Ngục Long, chẳng lẽ đã đi vào hư không rồi à?" "Nhóc Long đi rồi, con bé nói con biết nó đi đâu." Tiêu Trần gật nhẹ đầu, xem ra là đi tìm hư không Hắc Liên rồi. Con nhóc mập ứng Long hư hư thực thực kia cũng không có ở đây, có lẽ là đã đi theo Ngục Long. Nếu Ngục Long chịu mang theo ai thì đó chắc chắn là ứng Long, không trịch đi đâu được. Tiểu Trần con chờ một chút, con bé Long có để lại thứ gì đó ở chỗ mẹ này. Mẹ Tiêu nói xong thì chạy huỳnh huỵch lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông, mắt to trừng mắt nhỏ. Hờ hờ, Tiêu Chính dương ngượng nghịu cười. Ờm, Tiểu Trần à, ba cảm thấy con đã thay đổi rồi, tất nhiên chỉ là một tí thôi. Tiêu Trần khẽ gật đầu, có tất cả ba con khác nhau nhưng đều là một người, ba cứ yên tâm. Tiêu Trần ma tính từ trước đến nay luôn như vậy, lười nói dối. Hả? Vẻ mặt Tiêu Chính Dương siêu bối rối. Đây là tình huống dư nào? Một đứa con trai đã biến thành ba đứa rồi kìa. Đây là kiếm lời rồi đúng không? Có phải là lời to rồi đúng không? Tiêu Trần lắc đầu, tình huống rất phức tạp, nhất thời không thể giải thích được. Quan tâm đếch gì có bao nhiêu đứa, cứ là con trai của ba thì được hết. Tiêu Chính Dương cũng là một người cởi mở, chỉ cần con trai mình vẫn còn thì không có gì phải lo lắng cả lúc này mẹ tiêu trần từ trên lầu đi xuống trong tay còn cầm một cái hộp ngọc con nhóc long nói đây là cái gì mà à bạch liên tuyết vực tiêu trần gật đầu là một trong vĩnh sinh tứ liên cần cho việc khôi phục thân xác của hắn một một quả cầu đen nhỏ xuất hiện trước mặt tiêu trần hắn bỏ hộp ngọc vào trong đó so với tiêu trần nhân tính cái gì cũng tọng vào trong miệng thì có mặt mũi hơn nhiều tiêu trần phất tay một loạt quả cầu đen nhỏ xuất hiện trước mặt hắn bên trong có rất nhiều loại động vật, đương nhiên là còn đủ loại trong mắt khác nhau. Đây là bộ sưu tập của hắn. Há miệng ra. Tiêu Trần nhẹ giọng nói. Hở. Cái gì? Ba mẹ Tiêu há hốc mồm. Hình như bọn họ không hiểu ý của Tiêu Trần. Ngay vào khoảnh khắc bọn họ há miệng, thì hai quả cầu đen đã lập tức bay vào trong miệng hai người. Phong ấn vài thứ vào trong người có thể đảm bảo an toàn cho hai người. Tiêu Trần giải thích. Lúc này, cầu đản từ trên lầu chạy xuống. Tiêu Trần nhìn bộ dáng cầu đản, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt xinh đẹp bị bôi bôi chát chát như một cái mông khỉ. Ba ba ơi, nhìn được không ạ? À? Cầu đản nhìn Tiêu Trần, ánh mắt đầy vẻ chờ mong cho con một phút đồng hồ để quay về bộ dạng ban đầu. Tiêu Trần thật sự muốn đi lên búng vào chán con nhóc này một cái. Ngoại hình vốn đang ngon lành cành đào, mà lại trang điểm trông giống như một con quỷ dạ xoa. Thật ra Tiêu Trần của hiện tại lại cho người ta tí cảm giác ông bố nghiêm khắc. Ờ, dạ, cầu đàn lại chạy về nhanh như chớp. Con nhóc chết tiệt kia, giữa mùa đông mà ăn mặc thế kia. Không muốn sống nữa hả? Lúc này tiêu mạn ngữ cũng từ trên lầu đi xuống, mặc quần đùi để lộ đôi chân dài miên man. Hì hì, khó khăn lắm bọn con mới được anh trai đưa đến trường một lần, đương nhiên là phải lên đồ thật đẹp rồi. Không thể làm anh con mất mặt được. Tiêu mạn ngữ xoay hai vòng, vui vẻ nói. Giữa mùa đông mà ăn mặc thế này, con muốn thăng thiên lắm rồi hả? Quay lên, thay ngay ra cho mẹ ngay mẹ tiêu quyết không buông tha cho con gái. Ôi dào, người ta là thanh niên trẻ mà làm cái gì em cũng muốn quản hết thế. Không sao đâu con gái, cứ mặc thế này đi cho đẹp. Tiêu chính dương nháy mắt với tiêu mạn ngữ, nét mặt tràn đầy vui vẻ. Hì hì, chỉ có ba là tiến bộ nhất. Tiêu mạn ngữ chạy vèo lên, khoác lấy cánh tay tiêu trần. Tiêu Mỹ lệ ngồi xổm trên vai hắn, trong mắt chứa đầy sát khí, lầm bà lầm bầm, tiểu yêu tinh. Tiêu trần búng cho cô ta một cái, cô ấy là em gái của tôi. Ờ, Tiêu Mỹ Lệ hậm hực rụt cổ lại. Cầu Đản cũng từ trên lầu chạy xuống, mặt mũi ướt sũng. "Ba ba, xong rồi ạ." Hi hi Cầu Đản ngây ngô nhìn Tiêu Trần, hy vọng hắn sẽ khen mình mấy câu. "Đi thôi." Tiêu Trần đi về phía cửa. "Dạ." Cầu Đản tủi thân bĩu môi. Nhìn thấy một bên tay con trống Tiêu Trần liền lập tức học theo dáng vẻ của Tiêu Ngữ, ôm chầm lấy. Bé cưng chờ một chút. Mẹ Tiêu lấy ra hai chiếc hộp rồi quàng chúng quanh cổ Cầu Đản. Bên trong toàn là đồ ăn mẹ tiêu giúp cầu đàn sửa sang lại quần áo rồi nhẹ nhàng nói với hắn nhớ thường xuyên về nhà nhé tiêu trần gật đầu rồi dẫn hai đứa nhỏ đi nhìn theo bóng lưng con trai mẹ tiêu không nhịn được mà đưa tay lau nước mắt sao lại khóc không phải là con nó rất ổn à tiêu chính dương tỏ vẻ khinh thường nhưng lại quay người trộm dụi mắt ba người đi trên phố tạo hình trái ôm phải ấp của tiêu trần đã khơi dậy thù hận của một cơ số đồng chí nam dọc đường đi có thể nghe thấy đủ loại xì xào kiểu cải trắng bị heo ăn hoa nhảy cắm bãi phân trâu này kia chậm rãi đi nửa tiếng, cuối cùng thì cũng đến trước cổng trường. Hiện tại các học viện lớn gần như đã đi vào quỹ đạo cả rồi. Các học viện cũng ngày một tốt hơn. Thời điểm này học viện tu hành thành phố Minh Hải đang đứng top một các học viện cả nước, bởi vì trước khi đi Ngục Long đã để la bàn rừng rậm lại đây. La bàn rừng rậm là thần khí cùng để bồi dưỡng đệ tử. Có thứ này thì cho dù là thực lực hay thực chiến của đệ tử của học viện tu hành thành phố Minh Hải đều cao hơn hẳn các học viện khác. Hôm nay học viện nhìn rất náo nhiệt. Một đám người tụ tập ở cửa ra vào chờ xuất phát, có vẻ như đang muốn đi đâu đó. Mà Từ Kiến Quân chính là người dẫn đội. Từ Kiến Quân nhìn qua có vẻ hơi tăng thương, nhưng thần sắc thì lại khác biệt một trời một vực so với trước kia. Toàn thân anh ta phát ra một luồng khí thế sát phạt cực kỳ dày nặng. Tiêu Trần vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí đang huyên náo chớp mắt một cái đã cứng đờ. Mọi người ngơ ngác nhìn thiếu niên đẹp trai mặc trường bào đen cùng mái tóc đen dài óng ả, hình như là chưa kịp phản ứng lại ngay cao anh trai cao thủ. Thiếu niên nhìn qua khá chất phác là người đầu tiên phản ứng lại, hét ẩm lên. Mọi người xông tới như ông vỡ tổ, không ngừng hò hét mấy câu kiểu. Đại ca cao thủ, em nhớ anh muốn chết, cao thủ đại ca, anh về rồi. Tiêu trần trước mắt đã không còn là tiêu trần trước kia nữa rồi. Tiêu trần nhân tính cả lơ phất phơ, có thể nói nói cười cười với tất cả mọi người nhưng tiêu trần, ma tính lại thích yên tĩnh, hơn nữa còn cảm thấy rất phiền nếu có người đến quá gần mình ma khí lưu động quanh người tiêu trần, đánh bay cả đám người đang hăng hái sông tới. Nhất thời, cửa học viện gà bay chó sủa, tiếng kêu rên liên hồi. Tiêu trần dẫn cầu đản và tiêu man ngữ đi vào học viện. Bộ, binh sĩ đứng gác chào theo kiểu nhà binh, xin chào tướng quân. Tiêu trần nhìn binh sĩ, nhớ ra đã từng gặp qua cậu ta ở tiểu động thiên giống như là phần mộ. Ừ, tiêu trần khẽ gật gật đầu rồi đi vào học viện. Wow, anh, anh lợi hại thật đấy. Từ lúc nào là lên lon tướng quân luôn rồi, ánh mắt tiêu man ngữ đầy sao lấp lánh. Không biết, tiêu, trần nhàn nhạt nói một câu, thái độ lạnh lùng khiến tiêu man ngữ rất chi là không vui. Tiêu trần đi về phía lớp học của tiêu man ngữ, nhưng lúc này toàn bộ học viện đã sôi lên sùng sục. Tin tức một tên gà luộc trắng nhách lừa mất hai nữ thần của học viện đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Tin hành lang này khiến tim gan phèo phổi một đám nam sinh nát bấy. Có vài đứa không chịu nổi kích thích, còn có những kẻ người theo đuổi cuồng nhiệt của hai người đều muốn nhảy ra tìm tiêu trần, làm ván solo. Tiêu Trần Ma tính sao mà quen với tật xấu của đám người này được chứ, tuy không trực tiếp làm gọi mấy tên đến gây chuyện, nhưng không đánh cho nằm bò trên giường một thời gian thì hơi phí. Đàn em khóa dưới ới, đừng đi, đừng để tình yêu làm đầu óc choáng váng, đây chính là anh cua đấy. Có người vội vàng kéo bạn bè đang xúc động bên cạnh lại. Anh cua, ầy, năm nay các người mới vào học viện nên không biết. Nhớ năm đó, tiếng tăm của anh cua lừng lẫy khắp học viện của chúng ta đấy. Đánh mông bạn học nữ, Hùng hãn giết người đi đường, treo học sinh như treo lạp xưởng trên cổng. Vân vân và mây mây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đe dọa thêm mắm dặm muối một hồi, Tiêu Trần đúng là bị nói thành một lão chủ địa chủ thời phong kiến, đánh nam hiếp nữ, không chuyện ác nào không làm. Hít. Đám học sinh khóa dưới hít vào một ngụm khí lạnh, ai rẻ lại khủng bố như vậy chứ? Tiêu Trần đưa Tiêu Man Ngữ đến phòng học trước, sau đó tiện tay nhét một viên đen đen vào trong miệng em gái. Đi đây. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất phất tay, anh, khi nào anh lại về? Chưa biết. Tiêu Trần không quay đầu lại, tiêu sái đi mất. Hừ. Tiêu Man Ngữ tức đến rậm chân bình bịch. Man Ngữ, anh đẹp trai đó là ai vậy? Bạn trai cậu à? Một cô gái dễ thương nhảy đến bên cạnh Tiêu Man Ngữ, tò mò nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần. Còn dành chết tiệt kia, nói cái gì đó. Đấy là anh trai của tớ. Tiêu Man Ngữ xoay người, đùa giỡn với thiếu nữ. Anh của cậu á? Khà khà số điện thoại là bao nhiêu? hay nghe chuyện gì trên Halazy Audio, giao tất cả đây mau lên. Cậu lên cơn thèm trai hả, con danh chết tiệt kia. Từ khi ngục long đi, thì lão sư của lớp một thiên cấp được đổi thành một người phụ nữ tên là Lãnh Ngưng. Có người nói cô ta là lão tổ nhà họ Lãnh, tu vi sâu không lường được. Khi Tiêu Trần đưa cầu đản đến phòng học thì vẫn chưa đến giờ vào lớp. Học sinh vẫn đang đập bàn tranh cãi ầm ĩ. Nhìn thấy Tiêu Trần, phần lớn học sinh đều ngoan ngoãn lại, rất cung kính đứng lên hô, xin chào lão sư. Số còn lại thì chắc là học sinh mới nên không nhận ra Tiêu Trần. Trong đó có đứa nhóc khí chất tướng mạo đều thuộc dạng cực kỳ xuất chúng, le te chạy tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần đã từng nhìn thấy hai cô gái này trong mảnh vỡ ký ức, một là thánh nữ giáo đình, một là nữ cảnh sát gặp ở Đại Hà trấn. Nữ cảnh sát làm học viên ở đây thì còn có thể hiểu được, chứ thánh nữ giáo đình cũng chạy đến chỗ này làm gì? Giáo đình cũng mặc kệ luôn à? Xin xin chào, lại gặp nhau rồi. Thánh nữ có tí ngượng ngùng, lên tiếng chào Tiêu Trần. Nữ cảnh sát thì phóng khoáng hơn rất nhiều, vươn tay mỉm cười nói, "Đã lâu không gặp." Hơn nữa trong đôi mắt của nữ cảnh sát còn mang theo tình cảm không che giấu, chính là cái vẻ lão nương coi trọng anh, lão nương phải làm bạn gái của anh. Nhưng mà ánh mắt long lanh của cô ta đưa sai đối tượng rồi. Nếu là Tiêu Trần nhân tính, thì còn có thể đùa giỡn cô ta vài câu chứ Tiêu Trần, ma tính không ra tay đập chết cô ta đã là Phật tổ phù hộ rồi. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tiêu Trần chỉ khẽ gật đầu thậm chí còn chẳng đưa tay ra bắt tay với nữ cảnh sát thánh nữ đứng một bên nhìn thấy cảnh này thì vui đến mức suýt nhảy cẫng lên ha ha nữ cảnh sát cười cười xấu hổ thu tay lại tiêu trần nhìn vẻ mặt cầu đàn ngốc ngốc đang khoác tay mình nói dừng tu hành lại mỗi ngày học vài thứ trong sách vở là được rồi trước khi ba về thì không được tu hành nữa tuy không biết tại sao nhưng ba mà đã nói sẽ không sai đâu cầu đàn gật đầu lia lịa nguyên nhân mà tiêu trần nói vậy là vì số mệnh kim long nếu như đại đế thân hóa cửu long ngã xuống có liên quan với em thiên ma, nói không chừng số mệnh kim long cũng có vấn đề. Tiêu Trần từng trải nhiều nên kiến thức vô cùng rộng lớn, thủ đoạn quỷ dị gì mà hắn chưa từng thấy qua chứ. Tất nhiên sẽ nghĩ đến tất cả các khả năng. Tạm thời ngưng tu hành một thời gian cũng chẳng sao, nếu như số mệnh kim long thật sự có chuyện, về sau xuất hiện vấn lớn đề thì chính là mất nhiều hơn được. Mở miệng ra, Tiêu Trần nhét một hạt trâu đen vào trong miệng cẩu đản. Răng rắc con hàng cẩu đản, này vừa ngậm hạt trâu vào trong miệng đã nghiến răng nghiến lợi nhai. Cứng quá a, à, cầu đàn cắn cắn nửa ngày cũng không có phản ứng, tủi thân nói. Nuốt cuống. Trên mặt tiêu trần có khi phải xuất hiện mấy chục cái vạch đen. Ồ, cầu đàn cười ngây ngô. Làm xong những chuyện này, tiêu trần vỗ vỗ đầu cầu đàn nói, đi thôi. Cầu đàn phồng má lắc đầu, giặt vẻ trẻ con tùy hứng. Trên người tiêu trần, tràn ra một luồng ma khí, ào ào tiến vào cơ thể cầu đàn yêu kết quả hàng này quính lên là há miệng cắn chặt quần áo của tiêu trần đúng nhanh chuẩn độc luôn vẻ mặt cầu đản không vui cắn quần áo tiêu trần không chịu buông tiêu trần cốc đầu cầu đản lần đầu tiên nở nụ cười quần áo đang bị cầu đản cắn nhanh chóng hóa thành xương đen tiêu tán trong không trung dầm cầu đản trực tiếp lộn phục ra ngoài đập vào vách tường ba cô nhóc nước mắt lưng tròng hô to tiêu trần phất phất tay ba sẽ về sớm thôi ba nghe thấy sưng hô này hai người thánh nữ cùng nữ cảnh sát đều trợn mắt nhìn cầu đản trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng tiêu trần mới vừa đi ra thì gặp phải thanh y con hàng này mặt mày hồng hào giặt vẻ đã bước chân lên đỉnh cao nhân sinh trong một đêm mà mấy đại gia tộc cà chua trứng thối của hoa hạ đều bị vặt lông sạch sẽ ai ngột ngạt khó chịu thì không biết chứ thanh y hắn thì chắc chắn là sướng quên trời đất thanh y cảm nhận được biến hóa trên người tiêu trần thì có hơi sừng sốt cẩn thận từng ly từng tí hỏi về rồi à câu thoại thăm dò rất chi là điển hình tiêu trần gật đầu không có hứng thú giao tiếp với những người này tranh lệch thực lực và tầm nhìn thật sự quá xa căn bản đi tiểu không cùng một wc ma khí trên người tiêu trần dâng lên cuồn cuộn bóng hình dần dần mơ hồ tiêu trần chuẩn bị đi hỏa diệm sơn xem thử tình huống của thiên địa lộ mắt thấy tiêu trần muốn đi thanh y lập tức quýnh lên tiểu huynh đệ chờ chút có việc gì tiêu trần hỏi lão già khọng kia ông gọi ai là tiểu huynh đệ hà Nghe sưng hô của thanh y, tiêu mỹ lệ lại không kìm chế được. Giận đến cả chim đều không khỏe. Đi vào địa cầu bao ngày rồi, chỗ này không có một tên nào đối với đại đế đủ tôn kính hết trơn. Người chỗ này láo thật chứ, không có tí ti lễ phép. Tiêu mỹ lệ tức giận nhảy loạn trên vai tiêu trần, ngọn lửa đen trên người cô ta xông thẳng lên không trung. Trên trời hình thành một vòng xoáy hỏa diễm khổng lồ, che kín toàn bộ học viện. Sắc mặt thanh y trở nên trắng bệch, cái này, cái này, trước đây đều gọi như vậy mà, nếu có vấn đề thì tôi lập tức đổi lại thanh y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ngọn lửa đen kia mang đến cho anh ta cảm giác cực kỳ tệ hại quỳ xuống nói chuyện cho lão nương tiêu mỹ lệ tức đến miệng phun ra lửa các người đúng không coi ai ra gì hừ trong mắt không có đại đế tiêu trần cốc đầu tiêu mỹ lệ nhẹ nhàng gọi mỹ lệ tiêu mỹ lệ lại kiên cường hiếm thấy tùy hứng nói tôi giận rồi tôi muốn thiêu chết hết bọn họ để cho người chỗ này ăn đau nhớ kỹ tiêu trần nhẹ nhàng gõ đầu tiêu mỹ lệ nói tôi cũng là người chỗ này huống chi bọn họ cũng không có khái niệm gì gọi là đại đế izo tiêu mỹ lệ thở phì phó hút ngọn lửa đen về thanh y nhìn mà đầu đầy mồ hôi đúng là tùy tiện đi dạo quanh quỷ môn quan một vòng có chuyện gì nói đi tiêu trần hờ hững nói rồi từ từ đi về phía cổng trường thanh y theo ở phía sau cẩn thận hỏi cái kia chuyện đồ đêm qua là do ngài làm ư thanh y nuốt chữ sát phía sau xuống bụng rất sợ lại chọc giận con quạ đen tính khí nóng nảy kia. Tiêu Trần gật đầu, Thanh Y thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Đồ sát quy mô lớn như vậy, nếu như không tìm được người khởi sướng, thì đấy mới đúng là một ngọn núi lớn đè nặng trên người bọn họ. Cả ngày còn cứ phải đề phòng nhân vật thần bí kia, ngày nào đó hứng lên lại làm một trận đồ sát nữa. Mười gia tộc đỉnh phong bị tận diệt, chuyện này tốt thì có nhưng áp lực vô hình cũng khiến Thanh Y lăn lộn khó ngủ. Bây giờ biết chuyện là do Tiêu Trần làm thì cả người Thanh Y đều thấy sảng khoái lập tức thả lỏng không ít chỉ mỗi vấn đề này thôi à tiêu trần hỏi bóng hình lại bắt đầu trở nên nhạt không phải không phải không phải đây chỉ là hiếu kỳ của cá nhân tôi mà thôi thanh y vội vã xua tay rất sợ tiêu trần lại biến mất một cách khó hiểu đến lúc đó ngay cả bóng người cũng không tìm được chuyện này chuyện này có một việc muốn xin thỉnh giáo ngài thanh y có hơi khó khăn nói nói đi tôi nghe tiêu trần chắp tay sau lưng nhìn la bàn rừng rậm trên bầu trời chuyện là thế này bây giờ thiên địa một lần nữa xào bài cách cục xảy ra biến hóa thanh y suy nghĩ một lát tổ chức lại ngôn ngữ đối với những người tu hành chúng tôi mà nói đây đương nhiên là chuyện tốt nhưng đối với người thường mà nói thì đây chính là một trận đại nạn thanh y nhìn tiêu trần muốn biết tiêu trần có nghe mình nói hay không kết quả là bị tiêu mỹ lệ lường ngược lại thanh y rụt cổ nói tiếp hoa hạ có mấy tỉnh lớn bị chủng tộc khác chiếm đoạt người thường đều phải di chuyển đến nơi khác số lượng nhân khẩu không ít nhưng mà phạm vi sinh hoạt lại co vào rất nhiều, còn có các các cửa khẩu xuất nhập khẩu này kia, cơ bản là đều bị khựng lại. Người thường có thể ăn cơm no hay không đã trở thành vấn đề lớn nhất. Bây giờ lạm phát các kiểu làm hệ thống kinh tế đối diện với nguy cơ tan vỡ. Tiêu Trần khoát tay áo, ngăn thanh y nói tiếp. Không gian sinh tồn bị co lại, số, lượng nhân khẩu lại quá khổng lồ thì nhất định sẽ xuất hiện một trận đại nạn. Mấy chuyện như thế này Tiêu Trần đã gặp không ít ở các tinh cầu khác cuối cùng hầu như đều xảy ra ôn dịch diện rộng hoặc là các tai nạn khác. Giảm thiểu một nhóm người là mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Nhưng Trung Quy Tiêu Trần vẫn sinh ra ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này, nói không có một chút cảm tình thì chắc chắn không quá thực tế. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đổ thán. Tiêu Trần chỉ chỉ lên bầu trời nói, không phải trong hư không xuất hiện rất nhiều đại lục không biết tên à. Thanh y gật đầu. Từ khi linh khí thiên địa khôi phục tới nay, xung quanh địa cầu xuất hiện một màn xương trắng thần bí, Bây giờ xương trắng đã tán đi gần hết, những đại lục thần bí trong xương mù cũng hiện rõ hình dạng. Có rất nhiều đại lục trôi trong hư không đều vô cùng to lớn, thậm chí có vài cái còn lớn hơn địa cầu đến mấy lần. Nhưng căn bản là bọn họ không dám, cũng không có năng lực đi thăm dò. Chúa mới biết trên đó có thứ gì. Tiêu Trần gật gật đầu nói, đó đều là một phần của địa cầu. Sau khi địa cầu bị đánh nát thì những mảng đại lục đó bị chóc ra. Tiêu Trần suy nghĩ, hẳn là trên mấy đại lục đó, vẫn còn giữ lại di hài các sinh linh đã ngã xuống trong lần đại chiến kia có số mệnh những sinh linh sau khi ngã xuống củng cố hẳn là tình trạng thật của những đại lục này đã mạnh lên rất nhiều so với địa cầu hiện tại đương nhiên thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không thể loại trừ chuyện trên đó đã tự sinh ra một vài sinh linh nguy hiểm chuyển rời người thường đến đại lục trên đó đi thôi các người cũng có thể đi chiếm giữ một ít chỗ tốt nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đại chiến tới tiêu chuẩn nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có biện pháp này là giải quyết được từ gốc đến ngọn. Chứ cũng đâu thể một đao chém rớt một nửa dân số địa cầu. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đại chiến. Câu này lập tức khiến thanh y choáng vắng đến ngẩn người. Tiêu Trần gật đầu, bây giờ, mảnh thiên địa này hẳn là vẫn nằm dưới bảo vệ của ý chí đại đế. Giới tu hành khác không có cách nào phát hiện ra chỗ này. Nhưng đến khi ý chí đại đế tiêu tán, cuối cùng mảnh thiên địa này sẽ bại lộ trước mắt tất cả mọi người. Ở đây có cơ hội thành đế, phàm là người tu hành có chút dã tâm đều sẽ nghĩ mọi cách để thò một chân vào. Tiêu Trần Ma tính hiếm khi lại nói nhiều như vậy. Thức tỉnh bọn họ cũng là vì làm chút gì đó cho cố thổ của mình. Trong nháy mắt sắc mặt thanh y đã xanh lè. Con mẹ nó, địa cầu đã loại thành một nùi lại bất ngờ nhận được tin tức này. Đúng là cho cắn áo rách, đã nghèo lại còn lắm lông mà. Thanh y lau mồ hôi lạnh hỏi, ý chí đại đế là cái gì ạ? Nó có thể bảo vệ mảnh thiên địa này bao nhiêu năm? Tiêu Trần lắc đầu, không rõ lắm, có thể là một vạn năm, cũng có thể ngay ngày mai sẽ tản hết. Không có cách nào giải quyết hòa bình được ư? Thanh Y hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, hòa bình chỉ được quyết định với điều kiện tiên quyết là thực lực hai bên bằng nhau, lúc đó mới có thể thực hiện. Linh khí địa cầu vừa mới khôi phục, cho dù là những vùng đất nơi không thể biết kia cũng có thể lọt vào mắt cường giả. Trong tình huống thực lực không cân bằng, thì chẳng ai đi nói chuyện đạo lý với các người đâu. Thanh Y suy nghĩ thì thấy chuyện này không có định số, vẫn nên để đến sau này rồi hãng nói bây giờ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nhân khẩu đã chuyện này hiện tại chúng tôi không có năng lực đi tới những đại lục kia ngài xem có thể giúp một tay hay không ha ha thanh y cười khó xử vẻ mặt mong đợi nhìn tiêu trần hy vọng hắn có thể đưa cho một phương án giải quyết thứ được voi đòi hai ba chưng ông xem đại đế nhà tôi thành môn khách của nhà ông rồi đây à lão nương thui ông tiêu mỹ lệ tức giận lại nhảy nhót dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống thanh y mỹ lệ tiêu trần quát khẽ Hai mắt Tiêu Mỹ Lệ đầy vẻ tủi thân oan ức, hung hăng lườm Thanh Y. Tiêu Trần nghĩ lại thì bây giờ thực lực của hắn cũng chỉ mới khôi phục được một nửa, không bao gồm năng lực đi lại trên không. Cho dù có năng lực đi lại trên không thì hắn cũng chỉ dùng đao, làm gì có pháp bảo phi hành khác? Làm gì có khả năng dắt díu người rời đi với quy mô lớn chứ? Nhìn la bàn rừng rậm trên không trung, Ngục Long bằng lòng để lại la bàn rừng rậm hắn tặng cô ta, chắc là cũng nghĩ đến việc này. Cô nàng này, tâm tư vẫn kín đáo cẩn thận như thế. Tiêu Trần đột nhiên thấy hơi nhớ Ngục Long, nếu như có Ngục Long, bên cạnh thì hắn đã không rơi vào tình trạng việc gì cũng đến tay như thế này. Tuy La bàn rừng rậm công thủ đều yếu nhớ nhưng công năng khác thì khó mà nói được. La bàn rừng rậm không chỉ có thể mô phỏng thực địa, mà còn có thể vận chuyển sinh linh với quy mô lớn. Nếu như đại chiến bắt đầu, La bàn rừng rậm có thể vận chuyển một lượng lớn chiến sĩ đến chiến trường trong thời gian ngắn nhất. Trong giới tu hành có không ít pháp có thể bảo vận chuyển sinh linh nhưng lại không thể chứa được số lượng lớn như la bàn rừng rậm càng không có tốc độ nhanh như nó đây cũng là lý do tại sao la bàn rừng rậm công thủ đều không có gì nổi bật nhưng lại được xếp vào hàng một trong những thần khí có giá trị nhất thậm chí là loại thần khí cấp chiến lược là đằng khác trên tay tiêu trần kết vài thủ ấn la bàn rừng rậm trên trời nhanh thu nhỏ lại rồi rơi vào trong tay hắn thanh y nhìn mà tinh gan phèo phổi đều treo ngược hết lên la bàn rừng rậm chính là vật có giá trị nhất của học viện đấy dựa vào la bàn rừng rậm mà học viện tu hành thành phố Minh Hải, mới có thể vọt trí học viện tốt nhất hoa hạ. Thanh y cũng biết, la bàn rừng rậm sớm muộn gì cũng sẽ bị thu hồi, nhưng không ngờ nhanh như vậy. Lúc đầu, Tiêu Trần muốn dạy cho Thanh y phương pháp vận chuyển sinh linh của la bàn rừng rậm, nhưng nghĩ lại thì có vài chuyện không ổn lắm. Trên mấy địa lục vị chóc ra có thứ gì thì ai mà dám chắc được. Nếu như đến lúc đó, xảy ra vấn đề gì thì có thể sẽ tạo thành thương vong diện tích lớn. Cứ để hắn đích thân đưa đi một chuyến vẫn tốt hơn. Tiêu Trần nói, "Mau sắp xếp những người phải rời khỏi địa cầu đi, 10 ngày sau tôi tới đón người." Nghe được lời này, Thanh Y mừng đến tí nữa thì nhảy cẫng lên luôn. Quả nhiên, không có chuyện gì là Tiêu Trần không thể giải quyết được. Chỉ là 10 ngày này cũng hơi ngắn, 10 tháng còn tạm được. Ngay người, người trên địa cầu có xe có nhà có wifi, có thằng ngu nào lại tình nguyện rảnh rỗi không có việc gì đi khai hoang, đấy không phải là đi chịu tội à? Thanh Y cũng là người có tính cách quyết đoán, thời kỳ đặc biệt đối đãi đặc biệt không muốn đi thì trực tiếp đẻ ra, gô cổ đi luôn. Vậy một lần có thể mang đi bao nhiêu người? Thanh y chuẩn bị hỏi thật kỹ. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, dựa theo thực lực hiện tại của hắn, thì cũng cũng không thể khai thác tối đa công dụng của la bàn rừng rậm được. Nếu như chỉ đem người bình thường thì một lần mang hai, ba triệu hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Trần nói một số đại khái khiến trong lòng Thanh Y cảm thấy có tí may mắn. Thanh Y nói lời từ biệt với Tiêu Trần, tôi về chuẩn bị, chuẩn bị đây. Tiêu Trần gật đầu bóng hình dần dần biến mất dù sao thanh y cũng có móc nối với quốc gia có quốc gia ủng hộ mạnh mẽ ở phía sau nên thanh y làm việc vô cùng thuận lợi xế chiều hôm đó tất cả đài truyền hình của các thành phố đều đang phát đi phát lại một tin tức nội dung tin tức như sau năm mới sắp đến thế mà nhân dân vùng đất hoa hạ lại gặp phải đau đớn không thể thừa nhận vô số người dân xa xứ vợ con ly tán không nhà để về nhưng trời có đức hiếu sinh người tu hành hoa hạ đã tìm được gia viên mới cho mọi người hôm nay Chuyện di dân vào vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng đã có thể thực hiện được rồi. Nhóm di dân đầu tiên sẽ áp dụng cách tự nguyện ghi danh. Tới trước được trước, chỉ tiêu là 500 ngàn. Thời gian báo danh hết hạn là ngày 18 tháng 12. Sau đó là các loại quyền lợi. Cái gì mà bao ăn bao ở, vô số cơ duyên này kia dù sao thì chém gió, quăng dưa bởi là chính. Tin tức này trong nháy mắt bùng nổ trong các thành phố lớn. Thời buổi cứ ló mặt ra đường là 7.749 loại nguy hiểm khiến người ta phải bằng hoàng tự nhiên lại lòi ra một tin tức như vậy khiến tất cả mọi người đều nổi lên lòng hiếu kỳ địa điểm báo danh ở các thành phố lớn suýt chút nữa là bị chen sập phần lớn người tới ghi danh đều là thanh niên bọn họ tràn đầy tò mò đối với tất cả mọi thứ bên ngoài khung cảnh hát một cách khác thường thế này lại nằm ngoài dự liệu của thanh y có lẽ là câu tự nguyện báo danh tới trước được trước đã chạm đến lòng người thậm chí còn có cả bọn buôn lậu buôn bán tiêu chuẩn để đầu cơ trục lợi hoa hạ dân đông như kiến 500.000 cũng chỉ là nhân khẩu của một thành nhỏ mà thôi, chỉ tiêu nhanh chóng bị tranh giành sạch sẽ. Càng về sau, mỗi suất đều bị xào giá trên trời. Một suất đổi một căn phòng cũng không phải là nói chơi. Đương nhiên, trong này cũng có không ít thuyết âm mưu, không thiếu anh hùng bàn phím truyền bá lời đồn. Kết quả lần này phao tinh đồn nhảm còn chưa có quả ngon gì để ăn, thì đã bị bắt, ném vào trại tạm giam cả đám. Nhất thời trại tạm giam cũng kín người hết chỗ. Lúc đầu tiêu trần nói có thể mang hai hoặc 3 triệu, nhưng thanh y cứng rắn chặt xuống hơn phân nửa bởi vì không chỉ vận chuyển người mà còn phải vận chuyển một ít máy móc hạng nặng nếu không làm sao xây nhà được đây còn có dàn nhân viên quản lý người chấp hành luật pháp nhân viên an ninh nhân viên kỹ thuật ngược lại là một đống lớn lổn nhổn một người cũng không thể thiếu được truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé đi tới đại lục mới tương đương với việc thành lập một quốc gia mới nếu không có pháp chế hoàn thiện thì đến lúc đó chắc chắn sẽ rơi vào cảnh nửa bước, cũng khó mà bước nổi. Thứ phải cân nhắc trong một lần di dân nhiều lắm, 10 ngày ngắn ngủi chắc chắn sẽ không làm tốt được. Dù sao thì chuyện thế này cũng chẳng có tiền lệ mà tham khảo, chỉ có thể đi một bước xem một, bước từ từ hoàn thiện sau vậy. Bên phía Thanh Y vội đến sức đầu mẻ chán, thì bên phía Tiêu Trần cũng tắt bật không kém. Bởi vì có người đang nhắm đến bất diệt thần diễm trên thiên địa lộ, Tiêu Trần đứng bên cạnh Hòa Diệm Sơn có một lực lượng thần bí chập trờn sáng tối trên không trung. Tiêu Trần quan sát những phù hiệu kia, chắc là một loại trận pháp nào đó giống với ly hỏa trận nổi danh ở hạo nhiên, đại thế giới. Đương nhiên rất giống ở đây là chỉ chức năng rất giống, còn như uy lực và phạm vi bao trùm thì làm sao mà so được với ly hỏa trận. Loại trận pháp trước mắt này chắc là dùng để bóc và phong ấn hỏa diễm. Xem ra là có người coi trọng bất diệt thần diễm trong thiên địa lộ rồi đây. Tiêu Trần bước vào thiên địa lộ, không khí bị ngọn lửa kinh khủng đốt đến mức vạn vẹo vạn vật đều biến mất bây giờ thiên địa lộ có thể nói là một vùng đất chết hàng thật giá thật không có sinh linh nào trên địa cầu đủ thực lực để bước vào nơi đây nhưng khiến tiêu trần bất ngờ nhất là có người lại dám nhắm tới bất diệt thần diễm bên trong nó tiêu trần đi tới khu vực trung tâm thiên địa lộ cũng chính là nơi đặt thân thể trúc dung cũng là vị trí của bất diệt thần diễm tiêu trần lẳng lặng đứng ở chỗ này đợi người bố trận xuất hiện lần này tiêu trần chờ đúng hai ngày hai đêm cho đến tận trưa ngày thứ ba thì mới xuất hiện hai vị khách không mời mà đến đó là hai cô gái cực kỳ xinh đẹp đến từ phía tây chân đạp mây tía tay áo bay bay đúng là có vài phần phong thái xuất trần thoát tục hai cô gái này không dám bước vào phía trong hỏa diệm sơn mà chỉ dừng ở bên ngoài sau khi hai người hạ xuống thì lập tức trí thứ gì đó trên mặt đất hai tay cũng bắt đầu kết ấn từ động tác càng lúc càng ngưng thực của hai cô gái thì xem ra đại trận này sớm muộn gì cũng thành tiêu trần bất thình lình xuất hiện trước mặt hai cô gái dọa hai người giật nảy mình khí thức lạnh như băng trên người tiêu trần làm cho sóng lưng bọn họ lạnh toát anh anh là ai cô gái mặc quần dài trắng tinh trong hai người lắp bắp hỏi tiêu trần không trả lời dưới chân nhẹ nhàng đạp một cước toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt một khe nứt khủng bố từ từ lan ra vô số ma khí từ trên người hắn tràn ra bao trùm hết cả không gian xung quanh chẳng mấy chốc mà mớ phù chú thần bí trên không trung đã bị bị ma khí cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại trận đã bị cưỡng ép phá tan. Sắc mặt hai cô gái trở nên vô cùng nghiêm trọng, nửa năm cực khổ bày binh bố trận thế mà lại bị một cước của người khác đạp nát hết. Đại, đại ma. Cô mặc mặc váy lam sợ đến mức lùi hai bước, dáng vẻ rất chi là đáng thương, hoàn toàn là kiểu khiến người ta nhìn thấy mà thương yêu. Hồ ly tinh cô mới là đại ma, cả nhà cô đều là đại ma. Tiêu Mỹ lệ tức giận nhảy lên đáp, người chỗ này đúng là không có tí teo lễ phép nào, lão nương muốn đốt chết các người. Tiêu Mỹ lệ há miệng, ngọn lửa đen lập tứ phun ra. Nhiệt độ chung quanh thoáng cái đã nổ tung. Bịch, cảm nhận được sự kinh khủng của ngọn lửa, hai cô gái lập tức quỳ trên đất, vô cùng đáng thương nói, đại thần tha mạng, đại thần tha mạng. Tiêu Trần bóp mỏ Tiêu Mỹ lệ lại. Miệng bị chặn lại nên ngọn lửa trực tiếp phun ra từ tay cô ta, phun đến nỗi cả đầu Tiêu Trần cũng cháy đùng đùng ngọn lửa đen dính vào đầu tiêu trần thì nhanh chóng đốt luôn rớt luôn một miếng cơ thể mà hắn huyễn hóa thành lộ ra cái đầu lâu trắng bóng như ngọc bộ dạng nửa mặt người nửa đầu lâu này thật sự có vài phần đáng sợ úi tiêu mỹ lệ bị dọa đến mắt chớp chớp mỏ đớp đớp rồi lăn đùng ra ngất xỉu rơi thẳng xuống mặt đất tiêu trần tiếp được tiêu mỹ lệ liền đặt cô ta trong lòng bàn tay hắn dùng ma khí ngăn cách ngọn lửa đen vốn không thể bị dập tắt kia tay còn lại cũng nhanh chóng kết vài pháp ấn mấy sợi xích đen từ trên không rủ xuống lập tức kéo ngọn lửa đen kia vào trong hư không ngọn lửa đen này là hỏa diễm thiên phú của tiêu mỹ lệ nó sẽ vĩnh viễn thiêu đốt một khi chạm vào thứ gì đó thì không đốt sạch không thôi ngọn lửa này không thể bị đập tắt trừ khi thứ bị nó đốt biến mất hoặc bị phong ấn nếu không phải là do tiêu mỹ lệ hết ăn lại nằm thì thật ra dựa vào thiên phú của cô ta bây giờ tiến vào thần đạo nhị cảnh yên diệt là chuyện không thành vấn đề tiêu trần nhìn tiêu mỹ lệ đang chết ngất thì có chút cạn lời lắc lắc đầu một cô gái sống hai vạn năm mà cứ như đứa bé không chịu lớn tiêu trần khôi phục lại hình dáng cũ nhìn về phía hai cô gái đã bị dọa chết khiếp hỏi tại sao muốn lấy bất diệt thần diễm thiên địa lộ liên quan đến việc khôi phục thân thể nên đối với tiêu trần mà nói thì trước mắt nó là chuyện quan trọng nhất không cho phép xuất hiện bất cứ vấn đề gì tiêu trần không trực tiếp xuống tay làm thịt người vì muốn biết rõ ràng lai lịch của hai cô gái này thử xem bọn họ nhắm đến bất diệt thần diễm hay chỉ là chân lon ton chạy vặt cho người khác cô gái mặc áo xanh lá nước mắt lưng chồng nhìn tiêu trần chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi ạ à, không phải tự bản thân muốn đến đây lấy bắt diệt thần diễm tiêu trần gật đầu giống như hắn đã suy đoán tuy tu vi của hai cô gái này không tệ nhưng chắc chắn không thể bố trí được đại trận trước mắt dẫn đường tiêu trần khẽ nói dáng vẻ đặc sệt người hiền lành vô hại cô gái mặc váy làm nhìn tiêu trần thoáng thở phào nhẹ nhõm hình như thiếu niên này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng đi đi đâu cơ Cô gái mặc váy lam hỏi: "Đi tới chỗ chủ nhân của cô." Ma khí dưới chân cuộn trào, nâng cơ thể Tiêu Trần lên. Cô gái mặc váy dài trắng liều mạng lắc đầu, không đi được đâu, mang người lạ tới giao chỉ sẽ bị nương nương trách phạt. "Được." Tiêu Trần nhẹ nhàng đáp lại. Hai cô gái còn đang mừng húm, không ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như vậy thì chỉ một giây sau, mấy sợi xiềng xích đã xuất hiện ngay bên cạnh cô gái mặc váy trắng, rồi kéo tuột cô ta vào hư không, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Cô gái mặc váy làm nhìn cảnh tượng này thì sợ đến bật khóc lên tại chỗ. Khuôn mặt còn vương nét bụ bẫm trẻ con đã tràn đầy sợ hãi. Nếu như gặp anh cha khác thì sợ là đã có vài phần thương hương tiếc ngọc, nhưng xui cái người cô ta gặp phải là tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính đâu thèm xem người khác đẹp đến mức nào, vạn vật trong mắt hắn đều như nhau, đều có thể thịt. Tiêu trần nhìn cô ta nói, dẫn đường thì chỉ cần một người là đủ rồi. Hu hu, cô gái khóc càng thương tâm hơn. Sợ đến mức hai chân nhũn ra, căn bản là không đi được. Không muốn à?" Tiêu Trần hỏi. "Tôi, tôi run chân, không đi nổi." Cô gái thút thít nói. Ma khí dâng lên, bao chặt lấy cô ta. "Ở đâu?" Tiêu Trần hỏi. "Côn, Côn Luân." Bóng dáng của hai người bị ma khí khổng lồ bao vây, nhanh chóng hóa thành hai vệt sáng biến mất ở chân trời. Côn Luân từ xưa đã có mệnh danh là đỉnh của vạn thần, là nơi khởi nguồn cho phần lớn truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ. Từ một năm trước, toàn bộ Côn Luân Sơn đã bị mây mù che khuất. Bất kỳ kẻ nào, cho dù là tu sĩ hay là người thường, thì chỉ cần đi vào trong sương mù đều sẽ bật vô âm tín. Có tin vịt nói là được Tây Vương Mẫu mời đi làm khách. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn nhảm, tình huống cụ thể thì chẳng có ai biết được. Đỉnh Côn Luân có một bóng người cao lớn không đầu đỉnh thiên lập địa, đó chính là hình thiên. Hình thiên lặng lặng đứng ở đỉnh núi, rất lâu không chuyển động. Hai vệt sáng rơi xuống đúng chỗ này. Tiêu Trần đưa mắt nhìn hình thiên, khắp người hình thiên toàn những vết thương khủng khiếp, vô số xiềng xích cực lớn xuyên qua tứ chi khóa chặt ông ta tại chỗ. Máu tươi màu đỏ thấm nhiễm đỏ cả đỉnh núi khiến chỗ này nhìn y như địa ngục. Phần lớn đỉnh núi này đã bị gọt mất, xung quanh là một đống hỗn độn. Hình như chỗ này đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. Hơi thở hình thiên rất mong manh, đã kề cận cái chết nhưng ông ta vẫn không ngã xuống, vẫn duy trì tư thế đứng yên như trước. Cô gái nhìn hình thiên đứng vững không ngã thì trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Tiêu Trần nhìn cô ta hỏi, ai tập đã kích ông ta cô gái sợ hãi lắc đầu tôi không thể nói sẽ sẽ bị giết mất nói bản đế sẽ bảo vệ cô chu toàn tiêu trần thản nhiên nói nhìn thấy trong mắt tiêu trần không hề có chút thương xót nào cô gái như rơi vào hầm băng cô ta biết mình không nói thì chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ cô gái trả lời có rất nhiều người phong hậu lực mục thường tiên đại hồng còn có rất nhiều người không biết tên nữa cô gái lau mồ hôi nói tiếp nhưng hình như không ai có thể giết chết được hình thiên đại nhân bọn họ đều nói hình thiên đại nhân có chiến ý bất diệt chỉ cần chiến ý còn tồn tại thì hình thiên đại nhân sẽ không bao giờ ngã xuống tiêu trần gật đầu phất phát tay xiềng xích ầm ầm đứt đoạn ba cánh huyết liên trôi đến bên hình thiên huyết khí của hình thiên vốn rất thịnh nhưng bây giờ lại sắp khô kiệt một cánh hoa chắc chắn không cứu lại được cánh huyết liên hóa thành luồng sáng bay vào trong cơ thể hình thiên thân thể ông ta đột nhiên co giật mạnh tiếp đó chiến ý ngập trời phóng lên từ đỉnh núi em thanh giận dữ của hình thiên truyền khắp thiên địa đám thần các người thật đáng buồn chém thủ cấp của ta giấu vào trong hư không muốn ta vĩnh viễn không nhìn thấy khuôn mặt bẩn thỉu của các người các giam cầm thân thể ta muốn ta vĩnh viễn không thể thoát thân các người truyền đạo cho ta nhưng chỉ muốn ta là một con chó vẫy đuôi mừng chủ các người lời ngon ý ngọt miệng lưỡi dẻo quẹo muốn ta tin rằng các người luôn đúng ta không tin đám thần linh các người thật đáng buồn các người sẽ không bao giờ không bao giờ giết chết được ta ý chí của ta sẽ tồn tại cùng với thiên địa các người bất diệt thì hình thiên ta cũng bất tử một cái diều khổng lồ chợt xuất hiện trong tay hình thiên ông ta cất bước phóng thẳng về một hướng chiến ý ngập trời làm cho vạn vật phải run rẩy tiêu trần mang theo cô gái bay tới đứng trên bờ vai hình thiên tại sao tức giận nhiều thế tiêu trần hỏi trải qua nhiều năm như vậy cho dù có thụ oán gì thì sẽ phai nhạt nhưng hình thiên thì vẫn táo bạo như trước Bọn họ muốn tất cả mọi người phải khuất phục dưới chân, nghe lời giống một con chó. Tôi không muốn làm một con chó. Hình thiên tức giận tới đỉnh điểm, chạy nhanh đến mức trời đất quay cuồng. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Giao trì là biệt phủ thiên đình dùng để bảo dưỡng, sinh sống của vương mẫu. Nó tên là động thiên biệt hữu, cũng chính là vị trí của giao trì. Trước nay dân gian hoa hạ khi nói về người chết thường cùng cách ám chỉ như, cưỡi hạc Tây Du. Tây ở đây không phải là Tây Phương cực lạc, mà là chỉ giao trì chỗ ở của Tây Vương Mẫu, cưỡi hạc về Tây là cách bày tỏ chúc phúc đối với người đã chết, hy vọng họ có thể đến Côn Luân trở thành tiên nhân. Từ trước giao chỉ vẫn luôn là nơi tươi đẹp nhất trong chuyện thần thoại xưa của Hoa Hạ. Mấy vệt sáng từ phía xa lao về phía hình thiên đang chạy băng băng. Một nơi giống như thiên chỉ như thoát ẩn thoát hiện trong hư không. Xung quanh nó toàn là cung điện xa hoa lộng lẫy. Tiêu Trần nhìn hình thiên, thản nhiên nói, tôi tới xử lý, vừa lúc có vài việc nói với bọn họ. Hình thiên sửng sốt, ồm ồm nói, thằng nhóc kia cũng có thụ oán với bọn họ à? Tiêu Trần gật đầu xong lại lập tức lắc đầu. Trên bất diệt thần diễm ở hỏa diệm sơn cũng đâu có dán tên chủ sở hữu là hắn. Có thể bị người ta cho là vật vô chủ, bị người ta để mắt tới cũng không gì đáng trách. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai hình thiên nói, kẻ thù của ông không phải là bọn họ. Hình thiên hơi nghi hoặc, muốn tự tay sờ sờ sau gáy của mình, nhưng giơ tay lên rồi mới nhớ ra là mình không có đầu nên lại lúng túng buông xuống. Kẻ địch của ta phải là ai, Hình thiên không hiểu hỏi. Tiêu Trần chỉ chỉ bầu trời, người từ ngoài đến. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, phóng tầm mắt xa ra. Vũ trụ này rất lớn, rất lớn. Hình thiên có tí lơ mơ, không hiểu Tiêu Trần đang nói gì. Nghe không hiểu. Hình thiên thành thật trả lời. Chờ đi, một ngày nào đó sẽ hiểu thôi. Tiêu Trần nói. Một thanh trường đao đen do ma khí huyễn hóa thành xuất hiện phía trước hắn. Lúc này, mấy vệt sáng kia đã đến trước mặt hình thiên. Không làm nhảm mấy lời thừa thãi các loại pháp bảo trên tay mấy người này đã hung hăng nện xuống người hình thiên chiều nào chiêu nấy đều chí mạng chính là người chết ta sống hình thiên tức giận đến mức huyết khí toàn thân cuồn cuộn, cuộn tuôn trào cái dùi trong tay phát ra những tiếng chu khủng khiếp lôi chỉ thiên trinh trường đao đen trong tay tiêu trần nhẹ nhàng vung xuống trong nháy mắt toàn bộ trời đất đều tối sầm xuống vô số mây đen tụ tập trên đỉnh đầu đại địa bắt đầu rung chuyển vô số lôi xà đen lượn lở trong mây đen chuẩn bị đánh xuống thiên trì mấy tia lôi xà trực tiếp đánh chúng mấy người mới đến. Bọn họ lập tức bị cố định tại chỗ, phát ra tiếng kêu rên kinh khủng. Lôi trì thiên trinh trực tiếp công kích thần hồn, loại đau khổ này hoàn toàn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Rất nhiều vệt sáng phóng ra từ thiên trì, dùng tốc độ cực hạn vào về đây. Dẫn đầu là một người phụ nữ duyên dáng sang trọng. Đây chính là thánh mẫu giao chỉ trong truyền thuyết, quản lý thuốc bất tử, nữ thần trường sinh thời thượng cổ. Lúc cô gái mặc váy lam bên cạnh tiêu trần, nhìn thấy người phụ nữ kia thì toàn thân run rẩy hình như vô cùng sợ hãi bà ta tây vương mẫu cô gái mặc váy lam quỳ xuống không ngừng dập đầu lục thường cô đã làm trò đại nghịch bất đạo gì thế lại dám đứng chung một chỗ với ma thần à tây vương mẫu quát lớn còn không mau cút sang đây khuôn mặt lục thường đầy vẻ khẩn cầu nhìn tiêu trần hắn hơi nhíu mày cái đám thần tiên thượng cổ này đúng là lệ khí thật là lớn uy phong thật to đứng lên tiêu trần nhìn lục thường khẽ nói sau đó hắn giật giật ngón tay, mây đen trên bầu trời vốn còn bình tĩnh lập tức trở nên táo bạo, vô số lôi điện đen lao thẳng xuống. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Hình Thiên, đi. Hà, đi ngay à. Hình Thiên có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời dặn dò của Tiêu Trần, xoay người rời khỏi đây. Lúc này, vô số màn chắn đen mọc lên khắp đất trời, bao phủ toàn bộ thiên trì và đám thần tiên gì đó ở bên trong. Vô số vệt sáng xuất hiện, nhưng đều bị lôi điện đen trên trời bổ xuống em thanh lạnh lùng của Tiêu Trần vang vọng trong lôi trì. Lấy việc luyện hồn một năm làm hình phạt, không được ngấp ghé bất diệt thần diễm nữa. Lục thường chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đại thần tiên trong mắt mình lại bị nhốt dễ như ăn kẹo vậy à? Tiêu trần để cho hình thiên trở lại đỉnh Côn Luân, chỗ này là lối vào vùng đất nơi không thể biết. Tiêu trần nhân tính từng gặp được ý chí còn sót lại của đại đế ở bồng lai đảo. Như vậy nói không chừng nơi đây cũng có ý chí còn sót lại của đại đế tiêu trần cần hiểu tình huống chỗ này từ những mảnh ý chí còn sót lại đó tiêu trần liếc cô gái bên cạnh rồi nói với hình thiên về sau ông mang cô ta theo đi tôi đã đồng ý sẽ bảo vệ cô ta chu toàn nhưng không thể dắt cô ta theo bên cạnh được được hình thiên không cần suy nghĩ đã đồng ý về sau không có việc gì làm rảnh quá thì cũng đừng đi đánh thần tiên gì gì đi mấy ngày nữa tôi sẽ đưa ông đến đại lục khác đi tìm truyền thừa khác để chuẩn bị ứng phó với đám người ngoại lai trên những mảnh đại lục bị chóc ra kiểu gì có hài cốt đại năng đã ngã, xuống vô số năm trước. Nếu số đỏ thì nói không chừng có thể tìm được một ít truyền thừa tốt. Truyền thừa của những đại năng này hoàn toàn không phải là thứ mà truyền thừa trên địa cầu, hiện giờ có thể so sánh được. Đi nơi khác ngây người một thời gian, tiêu trần dặn dò xong thì vươn tay, ma khí phun ra không ngừng đánh thẳng vào hư không trước mắt. Một vệt sáng vàng lấp lánh xuất hiện trong không gian trước mặt hắn. Vệt sáng kim sắc hình thành một tấm lá chắn, đánh văng ma khí của tiêu trần đây chính là ý chí đại đế mà tiêu trần nhân tính đã từng gặp phải ở bồng lai đảo xuất hiện ý chí còn sót lại của đại đế thì chắc ở chỗ này cũng sẽ có tiêu trần không ngừng tấn công lá chắn kim sắc ma khí đen bị chấn động mở ra không ngừng nổ tung trên đỉnh núi toàn bộ sơn đô không ngừng dung chuyển sau khi tiêu trần công kích một khoảng thời gian đốt một điếu thuốc thì lá chắn kim sắc kia cũng có chút thay đổi trong vệt sáng vàng óng kia có vô số điểm sáng đang bay lên những điểm sáng đó tập trên không trung không ngừng biến đổi đủ loại hình thái cuối cùng thì những điểm sáng đó cũng dừng lại không biến đổi nữa hình thái cũng đã ổn định lại giữa không trung dần xuất hiện một bóng người thô to râu ria sồm xoàm tiêu trần híp mắt quả nhiên là giống y đúc vị đại đế đã xuất hiện trong mảnh vỡ ký ức ảo ảnh đại đế tạo thành từ những điểm sáng chăm chú nhìn thẳng vào tiêu trần trong ánh mắt lấp lóe một thứ ánh sáng khó hiểu tiêu trần cứ thấy ánh mắt kia có hơi kỳ lạ trong đó mang theo bất đắc dĩ và tuyệt vọng nồng đậm thậm chí còn có một chút sợ hãi nhưng đã được chủ nhân của nó giấu giếm rất sâu thứ gì có thể khiến cho một vị đại đế cảm thấy sợ hãi chứ tiêu trần hơi nghi hoặc tiêu trần hỏi ông muốn nhắn nhủ điều gì đó phải không ảo ảnh đại đế không trả lời tiêu trần mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên thiên không tiêu trần hít mắt ngón tay khẽ động một văn tự thần bí nho nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay đây chính là một trong ba văn tự mà tiêu trần có được ở thần điện thanh đồng thần bí trong hư không văn tự này được tiêu trần đặt tên là tuyệt không giống với văn tự nhỏ mang theo lực lượng phong ấn lúc trước tuyệt này lại ẩn chứa sức mạnh có thể ngăn cách vạn vật ngón tay tiêu trần hơi rung động văn tự nhỏ kia bay khỏi ngón tay tiêu trần tới hư không giữa hai người Bàn tiêu trần kết ấn cực nhanh văn tự nhỏ thần bí tràn ra từng trận sương mù xanh biếc sương mù xanh biếc kia phiên trào dữ dội giống như một con mãng thông thiên không ngừng lăn lộn trên đỉnh núi chỉ trong giây lát toàn bộ đỉnh núi đã bị sương mù bao phủ vạn vật đều bị ngăn cách ở ngoài lớp sương mù xanh biếc tiêu trần nhìn ảo ảnh đại đế nói tất cả đã bị ngăn cách ông có thể nói rồi đấy nhưng ảo ảnh đại đế vẫn không nói một lời chỉ chăm chú nhìn thẳng vào tiêu trần tiêu trần có vẻ trầm ngâm vạn vật đều đã bị ngăn cách ảo ảnh đại đế vẫn không chịu mở miệng vậy có nghĩa là con hàng này không sợ những thứ ở bên ngoài chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio không phải tới từ bên ngoài, vậy thì chỉ có thể từ chính bản thân ông ta. Ông ta đang sợ chính mình, hoặc là sợ vật gì đó trong thân thể ông ta. Tiêu Trần vừa nghĩ xong thì ngón tay đã nhẹ nhàng bắn ra. Lại có một văn tự nhỏ thần bí khác xuất hiện. Chính là văn tự nhỏ có năng lực phong ấn cực mạnh, nó lao cực nhanh về phía ảo ảnh đại đế. Văn tự nhỏ chập trần sáng tối trên không trung, bộc phát ra lực hấp dẫn siêu lớn. Bàn tay tiêu trần kết ấn cực nhanh, vô số xiềng xích đen vươn ra từ văn tự nhỏ, rồi lập tức bắn về phía ảo ảnh đại đế. Xiềng xích đen vừa xuất hiện, thì khuôn mặt ảo ảnh đại đế đã lập tức trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt ảo ảnh có vẻ rất thống khổ. Một khuôn mặt nữ giới không ngừng chớp động trên đó, lập lòe khi sáng khi tối. Lúc đầu ảo ảnh đại đế, thần uy cuồn cuộn thì nay đột nhiên biến thành âm tà không gì sánh được. Từng trận âm phong thê lương đột nhiên xuất hiện em phong thê lương không ngừng va chạm dữ dội, với sương mù xanh biếc xung quanh, giống như muốn rời khỏi chỗ này nhìn thấy cảnh tượng này thì tiêu trần đã xác định được suy nghĩ trong lòng mình ảo ảnh đại đế đang sợ bản thân ông ta trong ý thức của ông ta có thứ khác thủ ấn trên tay tiêu trần kết càng ngày càng nhanh xiềng xích đen lập tức trói chặt lấy ảo ảnh đại đế ngạ quỷ cắn nuốt miệng tiêu trần nhẹ nhàng phun ra vài chữ một bóng người to lớn dị dạng đột nhiên xuất hiện bên cạnh ảo ảnh đại đế bụng bóng người kia to như cái trống cổ thì lại nhỏ có một ngón tay miệng không ngừng bốc ra khói mù đen ánh mắt nó tham lam nhìn chằm chằm vào ảo ảnh đại đế ở trước mắt chiêu thức này được tiêu trần sáng tạo dựa theo yêu quái ngạ quỷ trong truyền thuyết hoa hạ thân thể ngạ quỷ chính là một cái máy phong ấn di động phối hợp với lực lượng siêu mạnh của văn tự nhỏ thì tiêu trần có thể kéo phần lớn đồ vật vào trong bụng ngạ quỷ cắn nuốt thời điểm tiêu trần khẽ nói thì pháp ấn trên tay hắn cũng đã hoàn thành cái cổ vốn chỉ to bằng một ngón tay của ngạ quỷ lập tức phình to nhanh chóng đạt đến kích cỡ một người bình thường ngạ quỷ tham lam nước miếng nhỏ giọt vươn bàn tay khô quắt của nó ra chụp thẳng lấy ảo ảnh đại đế nhìn thấy cánh tay như cành khô vươn ra bắt mình ảo ảnh đại đế dãy dụa điên cuồng cùng lúc đó khuôn mặt cũng liên tục biến đổi từ nam sang nữ với tốc độ cực nhanh hình ảnh này thật sự vô cùng quỷ dị cuối cùng thì hình như khuôn mặt nữ giới kia đã chiếm thế thượng phong dừng lại trên ảo ảnh to lớn kim quang bùng lên dữ dội ý chí đại đế bị kích động đến mức độ lớn nhất thân thể ảo ảnh đại đế được bao phủ trong vô vàn kim quang dầm xiềng xích đen trói chặt ảo ảnh đột nhiên đứt đoạn tiêu trần khẽ nhíu mày trung quy thì đại đế vẫn là đại đế dù đã bỏ mình vô số năm nhưng đến bây giờ vẫn có năng lực ngăn cách xiềng xích phong ấn của hắn nhưng mà sau một khắc hào quang vàng óng kia lại đột nhiên tiêu tán khuôn mặt nữ giới khi bỗng nhiên biến mất khỏi ảo ảnh đại đế quay lại dáng vẻ râu ria sồm xoàm nhân cơ hội này tiêu trần nhanh chóng kết ấn một lượng xiềng xích đen cực lớn tuôn ra từ văn tự nhỏ thần bí trói ảo ảnh đại đế lại như đòn bánh tét Lúc này, bàn tay to của ngạ quỷ cũng chụp xuống với tốc độ cực nhanh, vững vàng chụp lấy ảo ảnh đại đế vào trong tay. Ngạ quỷ mở cái miệng to như chậu máu của mình ra, một hơi nhét trọn cả ảo ảnh đại đế lẫn mớ xiềng xích vào trong miệng. Á! À, những tiếng rít chói tai liên tục phát ra từ trong miệng ảo ảnh đại đế, trực tiếp rót hết vào trong đầu tiêu trần. Những âm thanh này đâm thẳng vào sâu trong ý thức, mang theo oán khí và hận ý ngập trời. Tiêu trần lạnh lùng nhìn ảo ảnh đại đế bị nuốt chửng, không làm ra động tác gì khác, Ừ, ực ực yết hồng ngạ quỷ chuyển động vài cái sau đó cái cổ bắt đầu nhanh chóng co rút lại biến trở về dáng dấp khi mới xuất hiện phía sau ngạ quỷ xuất hiện một vòng xoáy đen bóng dáng ngạ quỷ bị vòng xoáy hút vào biến mất ở trong hư không bóng dáng tiêu trần cũng cùng biến mất giữa thiên địa chỉ để lại mảng lớn sương mù xanh biếc trong không gian tăm tối vô tận ảo ảnh đại đế bị trói như đòn bánh tét lặng lẽ lơ lửng trên không trung phía dưới là chất lỏng màu xanh biếc âm u phát ra mùi vị buồn nôn giống như dịch dạ dày. Chỗ này chính là phần bụng của ngạ quỷ. Đây là một không gian phong ấn, chỉ có tiêu trần mới đi vào được. Tiêu trần nhìn ảo ảnh không ngừng dãy ruộng thì có hơi lúng túng. Bây giờ tiêu trần có thể chắc chắn rằng đại đế trước mắt có hai ý thức, nhưng hắn lại không thể xác định được đến cùng, thì gương mặt nào mới thật sự là đại đế. Đương nhiên nếu như nhìn hình dáng mà nói thì chắc chắn dâu quai nón là bản thể, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng từ trước đến nay tiêu trần ma tính có bệnh đa nghi rất nặng, có đôi khi, chuyện rành rành mà hắn còn không tin tưởng. Tính cách này với Tiêu Trần nhân tính ngu ngốc chính là hai thái cực trái ngược nhau. Hơn nữa bây giờ hai ý thức này dính chùm vào với nhau, làm thế nào mới có thể tách bọn họ ra cũng là cả một vấn đề. Tiêu Trần nhìn Ảo Ảnh rồi suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được chủ ý gì hay. Mà lúc này Ảo Ảnh đại đế lại bắt đầu trở nên nhạt nhòa, cách thời gian phải biến mất không xa. Tiêu Trần hơi nhíu mày. Đây là không gian phong ấn, không lấy được bất kỳ thứ gì để bổ sung mà ảo ảnh đại đế lại chỉ là một luồng ý thức tiêu tán chỉ là chuyện sớm hay muộn nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này về sau muốn tra rõ chuyện này thì có thể độ khó sẽ trực tiếp tăng gấp bội tiêu trần quyết định để cho hai ý thức cùng lên tiếng hắn thì phụ trách phân phân biệt thật giả tiêu trần phất phất tay xiềng xích màu đen trên người ảo ảnh đại đế nhanh chóng bị triệt hồi thời khắc này trên mặt ảo ảnh đại đế là hình tượng ông chú dâu quai nón tiêu trần chắp tay sau mông từ từ đi lại ông có muốn nói điều gì không tiêu trần hỏi Mặt Dâu Quai Nón lộ vẻ thống khổ, ôm đầu không ngừng nghỉ non. "Mau cứu mảnh tinh không này, mau cứu mảnh tinh không này." Tiêu Trần dừng đi lại, nhìn Dâu Quai Nón, hỏi, "Cứ kiểu gì? Bồi dưỡng được một đại đế mới, giết chết em Thiên Ma." Khuôn mặt Dâu Quai Nón đột nhiên vặn vẹo đến cực độ, mặt của một cô gái quyến rũ xuất hiện. "Đừng tin hắn ta, hắn ta mới là em Thiên Ma. Số mệnh Kim Long đã bị ô nhiễm, nếu quả thật có người dựa vào số mệnh Kim Long mà thành đế, bi kịch của tôi sẽ lại tái diễn lần nữa." cô gái khẩn cầu nhìn tiêu trần, tiêu diệt số mệnh kim long mới có thể cứu mảnh tinh không này. Không thể tin cô ta, cô ta mới là thiên ma thật sự. Mặt dâu quay nón nhăn nhó lần thứ hai xuất hiện, chen ngang lời cô gái. Tôi, đã từng bị thiên ma ký sinh, lúc phát hiện đã không còn cách nào chóc được nó ra nữa. Tôi tự sát ở thương lãng đỉnh, hy vọng có thể giết chết bản thân cùng thiên ma, nhưng một phần bản thể của thiên ma, còn nằm ở ma vực dị độ nên nó không hoàn toàn biến mất tôi tán đi hết vận khí của bản thân chính là để ngày nào đó, đại đế mới có thể xuất hiện, chém chết thiên ma đang muốn ngóc đầu trở lại. Số mệnh kim long là hy vọng cuối cùng, chỉ có sinh ra đại đế mới có thể xóa sổ thiên ma một cách triệt để. Đừng nghe hắn ta nói, khuôn mặt dâu quai nón lại bị đánh bay, cô gái lần thứ hai xuất hiện. Cô ta nói rằng, ngày xưa có số mệnh kim long từ trên trời giáng xuống, rơi lên đầu tôi. Vốn tưởng rằng được trời cao chăm sóc nhưng thực ra từ đầu đến cuối lại là âm mưu số mệnh kim long là do thiên ma cố ý tạo ra, để sau khi ở tôi thành đế sẽ trắng trợn chiếm giữ thân thể tôi. Yêu nghiệt, mi còn chưa hết lòng gian, định dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Tiếng nói giận dữ của dâu quai nón vang lên. Ha ha, ai là yêu nghiệt thì trong lòng người đó tự. Cô gái cười khẩy mang theo hận ý ngập trời. Tiêu trần chắp tay sau lưng, từ từ đảo qua đảo lại. dáng vẻ cứ như là đang đi tản bộ. Lời hai kẻ này nói đều như thật nhưng tiêu trần lại trả tin ai. Thật ra vấn đề căn bản là xuất hiện trên người số mệnh Kim Long. Muốn giải quyết thì chỉ cần trực tiếp xóa sổ đám người mang số mệnh Kim Long là được rồi. Nhưng ký chủ của số mệnh Kim Long lại có Cẩu Đản, Lạc Huyền Tư, Lãnh Tiểu Lộ, thậm chí ngay cả Hình Thiên cũng là một trong những ký chủ của số mệnh Kim Long, không thể giết sạch được. Tiêu Trần cảm thấy đầu to như cái đấu. Trong hai người này, chắc chắn có một kẻ nói thật nhưng tin ai mới đúng đây? Hình như tin người nào cũng là một vấn đề. Một kẻ muốn đảm bảo số mệnh Kim Long một kẻ muốn tiêu diệt số mệnh kim long nên tin ai thì cũng là 50-50, cũng có thể tạo thành hậu quả không thể đo lường được. Lúc này, ảo ảnh đại đế đã trở nên mơ hồ hơn. Dâu quai nón dùng rằng quát, đến thương lãng đình đi, ở đó có thể lấy được chân tướng. Đừng đi, nơi đó đã bị ăn mòn từ lâu rồi. Đại đế bị ăn mòn, chỗ đó đã trở thành nơi đại đế ngã xuống, người đi sẽ chết chắc 10 phần. Cô gái thét lên, không ngừng cảnh báo tiêu trần. Ở chỗ nào? Tiêu Trần hỏi, thương lãng đình ở thiên nhất sơn đã chết dâu quai nón dãy ruộng nói ra thốt ra câu nói cuối cùng sau đó ảo ảnh đột nhiên tiêu tán van xin ngươi đừng nên đi đây là lời sau cùng trước khi ảo ảnh cô gái tiêu tán bóng hình tiêu trần từ từ phai nhạt rời khỏi cái bụng ngạ quỷ tiểu tử vừa rồi cậu đi đâu thế tại sao tôi không cảm nhận được sự tồn tại của cậu nữa hình thiên nhìn thấy tiêu trần xuất hiện thì vội vàng chạy tới tiêu trần lắc lắc đầu nói không có việc gì tiêu trần nhìn hình thiên hỏi có biết có một nơi gọi là thiên nhất sơn không không biết hình thiên thành thật trả lời tôi tôi hình như tôi đã từng nghe thấy cái tên này lục thường yếu ớt giơ tay lên ồ tiêu trần cũng hơi bất ngờ thời đại mà đại đế tồn tại cách bây giờ không biết bao nhiêu năm căn bản là không cùng một kỷ nguyên làm sao con nhóc danh kia lại biết đến cái tên này chứ lục thường hơi ngượng ngùng gãi đầu nói tôi cũng chỉ vô tình nghe được thôi lúc nương nương cùng mọi người nói chuyện có nhắc đến một chỗ như vậy nương nương nói ở cực tây có một ngọn núi lớn đen thui chỗ đó từ xưa đến nay chính là vùng đất thần vẫn lạc không ai dám tới gần chỗ đó lục thường nỗ lực nhớ lại lời nói không được rõ ràng lắm vùng đất cực tây cả địa cầu có bao lớn vùng đất cực tây này có thể tây đến đâu chứ tiêu trần lắc đầu đoán chừng cũng là tin vỉa hè nhưng ngọn núi đen mà lục thường miêu tả thì tiêu trần thấy đúng là có tí quen quen hình như trong mảnh vỡ ký ức mà tiêu trần nhân tính để lại hắn đã từng nhìn thấy một ngọn núi đen tiêu trần cố gắng nhớ lại rất nhanh đã tìm được đáp án sau khi đại chiến kết thúc hình như vô bỉ lão nhân kia đã biến mất trong một ngọn núi đen như vậy tiêu trần gật đầu nói với hình thiên tôi phải rời khỏi đây vài ngày ông ở chỗ này chờ tôi trước khi tôi trở về thì đừng tu hành gì cả ầy được rồi hình thiên suy nghĩ một lát mà chỗ hiểu chỗ không thế nhưng vẫn ồm ồm đồng ý bóng hình tiêu trần dần dần phai mờ rồi xuất hiện trong lôi trì thiên trinh tuy tiêu trần nhận định tin tức thiên nhất sơn là tin vỉa hè của đám thần tiên rảnh háng này nhưng để đề phòng vạn nhất nên hắn vẫn đích thân đi một chuyến sau khi hỏi han một vòng thì thiên nhất sơn đám thần tiên này nhắc đến là do có một lão đầu đề cập đến thế nhưng lai lịch của lão đầu này thì lại không ai biết được thấy đám thần tiên phối hợp như vậy nên tiêu trần rất chi là rộng lượng giảm thời gian luyện hồn từ một năm xuống còn 11 tháng 29 ngày Tiêu Trần vẫn quyết định trở về tiểu động thiên, xem thử có manh mối gì không. Thời gian 10 ngày ước định với Thanh Y vẫn còn rất lâu, thừa dịp rảnh giang có thể làm rõ chuyện này. Trước, tiểu động thiên vẫn là khung cảnh quỷ khí âm trầm, ở đây có một nhánh quân đội thủ vệ. Tiêu Trần đến làm cho những chiến sĩ này kéo cao cảnh giác, hắn cũng không có sở thích làm khó người bình thường nên đưa giấy chứng nhận của mình, cho người phụ trách. Sau khi được xác nhận thân phận thì Tiêu Trần nhận được đãi ngộ cực cao tiêu trần phát hiện hình như tinh thần chiến sĩ phòng bị ở chỗ này đều không được tốt thậm chí có rất nhiều người treo hai vành mắt thâm xì trên mặt giống như lâu rồi không ngủ ngon giấc tiêu trần dò xét một lượt xung quanh cũng không có quỷ khí yêu khí này kia tại sao tinh thần những chiến sĩ này lại kém như vậy chứ hơn nữa xung quanh đề phòng rất nghiêm ngặt thậm chí còn có vũ khí hạng nặng như xe tăng tiêu trần cảm thấy khá là nghi ngờ chỗ này đề phòng nghiêm ngặt thế này là do xảy ra vấn đề gì ạ à? phụ trách chỗ này là một người trung niên rất uy nghiêm tên trương chi miểu hắn ta cũng là một người tu hành chắc đến từ mạng nhện nghe tiêu trần hỏi xong vẻ mặt trương chi miểu ưu sầu nói ban đầu chỗ này vốn thì không cần canh gác lần trước sau khi việc học viện đi thăm dò đã phải hứng chịu thương vong quy mô lớn thì mọi người cũng biết tiểu động thiên quá nguy hiểm căn bản là không có ai dám tới nhưng bắt đầu từ khoảng một tháng trước cứ đến nửa đêm là trong núi lại vang lên những tiếng lục lạc rất quỷ dị nói đến đây trương chi miểu run rẩy hắn ta có hơi căng thẳng, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Tiếng lục lạc nghe thanh lãnh nhưng hết nhưng lạ ở chỗ nó chuyển rất xa. Người trong một thành nhỏ cách chỗ này 200 km, mà đêm nào cũng bị tiếng lục lạc đánh thức. Bây giờ nó khiến lòng người hoảng sợ, bên trên không thể không phái người giải quyết vấn đề này. Tiêu Trần gật đầu hỏi, tìm ra được vấn đề chưa? Trương Chi Miểu lắc lắc đầu nói, hài, tìm được gì đâu, ngay cả tiếng lục lạc từ đâu tới còn chưa làm rõ nữa là, ở chỗ này hơn một tháng, tôi sắp bị hành cho thần kinh suy nhược luôn rồi. Nhìn dáng vẻ nghi thần nghi quỷ của Trương Chi Miểu, Tiêu Trần cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng cũng không thể nói là hắn ta nhát gan. Nửa đêm có tiếng lục lạc mà lại còn ở trong rừng núi vọng ra, dự là ai không ngủ được cả tháng trời thì cũng như vậy thôi. Tôi đi tiểu động thiên xem thử, có thể tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện này. Tiêu Trần đi vào cửa tiểu động thiên, Trương Chi Miểu lẽo đẽo theo sau tạ trời tạ đất tạ Tiêu Trần. Đám người tới từ mạng nhện như bọn họ, thì có ai chưa từng nghe qua đại danh của Tiêu Trần Cơ chứ? Có vị đại thần này hỗ trợ, đúng là có thể giải quyết được chuyện này. Nghĩ đến ngày mai là có thể ngủ ngon giấc, Trương Chi Miểu kích động đến mức suýt thì gớt nước mắt. Tiêu Trần đi tới phía trước Tiểu Động Thiên, xung quanh nổi lên từng trận âm phong khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tiêu Trần nhìn chung quanh một lát hỏi, "Các anh có nghĩ tới việc có lẽ Lục Lạc truyền tới từ Tiểu Động Thiên hay không?" Trương Chi Miểu dùng mình nói, "Chắc chắn cũng có nghĩ tới hướng này, nhưng tiếng Lục Lạc quỷ kia hư vô mờ mịt, căn bản là không thể xác định được nơi bắt đầu. Lúc này sắc trời đã sẩm tối, cộng thêm chỗ này vốn âm u nặng âm khí. Trương Chi Miểu nói nói một hồi thành ra lại tự dọa bản thân sợ chết khiếp. Trương Chi Miểu nuốt nước miếng, tiếp tục nói, hơn nữa có tiếng lục lạc nào mà có thể xuyên qua tiểu động thiên, đi tới bên này được chứ? Tiêu Trần gật đầu. Trên lý thuyết mà nói thì tiểu động thiên và hiện thế là hai không gian khác biệt, cho dù có là âm thanh gì thì chắc cũng không thể truyền qua được. Chuyện này đâu đâu cũng lộ ra vẻ quỷ dị. Tiêu Trần vẫn quyết định đợi đến nửa đêm sẽ đích thân đi xem thử. Tôi vào xem, thời điểm tiếng lục lạc vang lên tôi sẽ ra. Tiêu Trần dặn một tiếng sau đó nhắc chân bước vào trong tiểu động thiên. Trương Chi Miểu nhìn bầu trời xám xịt, nhịn không được lại dùng mình. Hắn ta cũng cảm thấy từng luồng hơi lạnh chui vào da thịt. Địa phương quỷ quái gì đâu. Trương Chi Miểu vội vàng ba bước thành hai bước chạy xa khỏi đây. Trong tiểu động thiên, mây đen trên bầu trời vẫn đè xuống rất thấp như trước, khiến người ta có cảm giác không không nổi. Khắp nơi, đều thấy dây leo cùng cỏ khô héo khiến tiểu động thiên càng thêm thê lương khủng bố, không khí trầm lặng không hề có chút sức sống nào. Tiêu Trần đi trên một con đường đất nhỏ. Có thể người bình thường sẽ bị hoàn cảnh vạn vật biến mất này ép cho phát điên nhưng Tiêu Trần lại rất thích hoàn cảnh này, bởi vì nó yên tĩnh. Tiêu Mỹ Lệ chui ra từ trong lòng Tiêu Trần, bởi vì vừa nãy mới đốt đầu Tiêu Trần nên cô nàng rụt đầu rụt cổ giống như một đứa trẻ mới gây chuyện phiền phức. Tiêu Trần đặt Tiêu Mỹ Lệ trên bờ vai, cũng không có ý trách cứ cô ta một người một chim an tĩnh trên đại địa vắng lặng con mắt tiêu mỹ lệ ươn ướt bởi vì đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy cảnh tượng thế này trước đây thời điểm đại đế ma tính trưởng khống thân thể chuyện thích làm nhất chính là từ từ đi dạo trong hư không không có mục đích không có phương hướng cứ đi như vậy thôi tiêu mỹ lệ vẫn còn nhớ rõ đại đế đã từng nói với cô ta sống chính là để đi đi cho đến chết mới thôi màn đêm dần dần buông xuống bóng tối vô tình ăn mòn an tĩnh khó có được vô số tiếng xào sạc như tầm gặm lá dâu vang lên trong bóng tối. Trong đêm đen, gió rít lên từng cơn. Đám quái vật ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu công kích khách không mời như tiêu trần. Ma khi trên người tiêu trần tràn ra, hình thành những vòng tròn bên cạnh hắn. Tiêu Mỹ Lệ sẹo lành quên đau, lại bắt đầu chơi trò nấu cơm. Tiêu Mỹ Lệ ngoác mỏ, ngọn lửa đen lập tức phụt ra bao trùm lên những vòng tròn hình thành từ ma khí. Vòng lửa đen không ngừng bập bùng trong màn đêm chỉ nháy mắt là đám quái vật xông lên đã bốc hơi sạch sẽ. Cứ như vậy, vừa đi vừa đốt suốt dọc đường, đám quái vật kia đã tử thương vô số. Đến cuối cùng, chỉ cần là nơi tiêu trần, đi qua thì đám quái vật kia sẽ tự động tránh xa hơn một km. Một đường đi tới không phát hiện được điều gì có ích. Tiêu trần giống là kẻ lữ hành đã mỏi bước, ngồi trước một ụ đất. Hắn nhẹ nhàng phủi cỏ dại cho mộ bia đơn sơ phía trước ụ đất. Phía trên mộ bia có khắc, cung chủ yêu nguyệt cung, nạp lan thác chi mộ. Tên thật kỳ cục, Ai lại lấy tên là sai chứ? Tiêu Mỹ Lệ nhảy tung tăng trên mộ bia, kết quả là lại trúng một hạt rẻ của Tiêu Trần. Tiêu Mỹ Lệ rụt cổ, nhảy về bả vai Tiêu Trần. Suýt nữa thì nữa cô ta đã quên rồi, đại đế cực kỳ tôn trọng những người đã chết. Tiêu Trần cứ ngồi lặng lặng như vậy, nếu không có đầu mối thì chỉ có thể ngồi không. Đợi tiếng lục lạc quỷ dị kia vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, trên bầu trời đen như mực nước đã lộ ra một ít tinh quang. Tinh quang lưu động trong đêm đen trong mảnh thiên địa đè nén này thì nó cực kỳ trói mắt. Theo tinh quang xuất hiện, một âm thanh mờ mịt hư vô đột nhiên vang lên trong trời đất. Leng keng, leng keng. Tiếng lục lạc như rất xa lại rất gần, mang theo chút vui sướng nhưng phần nhiều lại là bị thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh quang xinh đẹp như nước suối chảy xuôi trong bầu trời đêm đen nhánh, phát ra tia sáng trói mắt. Mà âm thanh yếu ớt vang vọng giữa thiên địa lại như khóc lóc, như kể lể đột nhiên tinh quang xảy ra biến hóa. Chúng từ từ vặn vẹo, hợp thành một ngân hà như thác nước treo trên bầu trời. Vô số sợi tơ đen xuất hiện trên thác nước ngân hà, quanh có khúc khuỷu, không đầu không đuôi. Không biết là chúng muốn biểu đạt ý nghĩa gì. Chỉ nháy mắt, thần thức của tiêu trần đã tản ra, đi bắt giữa nơi phát ra tiếng lục lạc hư vô mờ mịt kia. Tiêu trần nhanh chóng cảm nhận được nơi phát ra tiếng lục lạc, hắn có vài phần khó tin nhìn thác nước tinh hà kia. Bởi vì hình như tiếng lục lạc truyền ra từ trong đó tiêu trần. Bước vào trong thác nước tinh quang, tinh quang bị quấy dày thì nhẹ nhàng tán đi, nhưng rồi lại nhanh chóng tụ về. Mà Tiêu Trần bước vào trong tinh quang, thì hình ảnh trong mắt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bóng tối vô biên biến mất, thay vào đó là kim quang ấm áp dịu dàng. Những sợi tơ đen biến thành một con đường nhỏ bên trong kim quang. Trên đường nhỏ có bóng hình một cô gái đang từ từ đi tới. Có rất nhiều từ ngữ dùng để miêu tả nữ giới, ví dụ như đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà lại có rất ít nữ nhân chống đỡ được bốn chữ phương hoa tuyệt đại tiêu trần cảm thấy cô gái mặc váy trắng dài thướt tha trước mặt hẳn là hợp với bốn chữ này cô gái lặng lẽ đi trên đường nhỏ bàn chân trần từ xa đi đến gần tiêu trần trên mắt cá chân mượt mà của cô gái có hai chiếc lục lạc nhỏ màu vàng dùng tơ đỏ buộc lại leng keng leng keng lúc cô gái bước đi tiếng lục lạc như khóc như kể lại một lần nữa vang lên bàn chân trắng nõn của cô gái đạp trên con đường nhỏ bên trên là tinh quang lưu động vô cùng lộng lẫy. Tiêu Trần yên lặng nhìn cô gái này, cô gái cũng mỉm cười thản nhiên nhìn Tiêu Trần. Cô gái đi tới trước mặt Tiêu Trần, nhẹ nhàng làm tư thế vạn phúc. Mọi thứ đều nước chảy thành sông như vậy, êm dịu như ý, không hề có chút cảm giác làm ra vẻ nào. Công tử, vạn an. Cô gái khẽ hé đôi môi đỏ mọng, âm thanh như suối dốc rách, dễ nghe đến cực điểm. Tiêu Trần gật gật đầu nói, chào cô. Tiêu Trần phát hiện người con gái trước mắt, cũng chỉ là một luồng ý thức còn sót lại mà thôi. Lẽ nào cô gái có tâm nguyện gì chưa làm xong, cho nên mới bồi hồi ở chỗ này lúc nửa đêm. Tiểu nữ tử là Nạp Lan Thác, cung chủ yêu Nguyệt Cung. Cô gái giới thiệu thân phận của mình, trong lúc giơ tay nhấc chân rất bình tĩnh thông dong, thể hiện ra hết khí chất đại gia. Nạp Lan Thác, hình như cái tên khắc trên mộ bia lúc nãy cũng là Nạp Lan Thác. Đa tạ công tử đã tảo mộ cho tiểu nữ tử. Nạp Lan Thác lại thi một cái vạn phúc, biểu đạt sự cảm ơn của mình với tiêu trần. Tiêu Trần nhìn cô gái hỏi, "Tại sao đêm hôm khuya khoắt mà cô còn đi lại ở đây?" Quấy rối thanh tịnh của mảnh thiên địa này, Nạp Lan Thác có vài bất, Đắc Dĩ lắc đầu, ý thức tiểu nữ tử để lại sẽ tiêu tán, nhưng lòng tiểu nữ tử có chấp niệm, hy vọng người hữu duyên có thể mang tiểu nữ về nhà. "Nhà cô ở đâu?" Tiêu Trần hỏi. Cô gái nhẹ nhàng nói rằng, "Yêu Nguyệt Cung, Thiên Nhất Sơn chính là nhà của tiểu nữ tử." Vô Bì lão nhân biến mất ở Thiên Nhất Sơn, hình như đại đế thân hóa cửu long cũng ngã xuống ở thiên nhất sơn rồi đến quê hương cô gái trước mắt cũng ở thiên nhất sơn hình như tất cả đều có liên quan đến thiên nhất sơn tiêu trần híp mắt hỏi chúng ta có thể làm một giao dịch tôi đưa cô về nhà cô dẫn tôi đi thiên nhất sơn nạp lan thác giống như vẫn luôn chờ câu nói này căn bản là không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý thiên nhất sơn ở vùng đất cực tây nếu như chạy thật nhanh thì có thể nhìn thấy nó nạp lan thác yếu ớt nói trong mắt tràn đầy nỗi hoài niệm chạy tiêu trần nhíu mày kiếm tu ngự kiếm phi hành trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm người tu hành bình thì có pháp khí phi hành tốc độ cũng rất nhanh giới tu hành không có ai dùng chữ chạy này cả nạp lan thác gật đầu chạy chạy thật nhanh là có thể nhìn thấy thiên nhất sơn rồi thật nhanh tiêu trần cũng không miệt mài theo đuổi ý nghĩa của chữ này trực tiếp hỏi luôn vượt qua thời gian và không gian nạp lan thác nhẹ giọng nói tốc độ vượt qua thời gian và không gian Vậy mẹ nó, không phải là tốc độ ánh sáng à? Dùng chân người để chạy được tốc độ như vậy. Chém gió thành thần hay gì? Thiên địa độn pháp của tiêu trần hoặc xúc địa thành thốn của đạo gia cũng có thể đạt được tốc độ này. Nhưng dùng hai cẳng thì chắc chắn không chạy được tốc độ này, trừ phi tiêu trần nằm trong cảnh giới đại đế. Nạp lan thắc mong đợi nhìn tiêu trần, hình như không nhận ra được sự xấu hổ của tiêu trần. Không chạy được tốc độ kia. Tiêu trần nói thẳng luôn nạp lan thắc mỉm cười, Công tử có thực lực rất mạnh nên không cần tiểu nữ tử nhiều lời. Nhưng công tử có nguyện ý học thêm một môn công pháp chạy hay không? Công pháp chạy. Tiêu Trần cảm thấy có tí thú vị. Công pháp phi hành, còn có các loại độn pháp này kia thì Tiêu Trần biết rất nhiều. Nhưng công pháp chuyên dùng hai cẳng để chạy thì đúng là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Lẽ nào trong thời đại của bọn họ, tất cả mọi người đều dùng hai chân để chạy à? Tiêu Trần suy nghĩ, nếu như dùng hai chân có thể chạy ra tốc độ mà nạp lan thác nói thì hình như cũng không tệ đâu chỉ là một tiên nữ tiên khí bay bay lại chạy hùng hục như điên tiêu trần nghĩ thế nào cũng thấy có tí sai sai cuối cùng tiêu trần cũng gật đầu có thể nạp lan thác nhẹ nhàng nở nụ cười cô ta cười rộ lên thật sự rất đẹp nơi này là vùng đất thất lạc chúng ta đi ra bên ngoài đi nạp lan thác có chút vội vàng không kịp chờ đợi nói vùng đất thất lạc tiêu trần nghĩ lại thì chắc do thời đại khác nhau nên cách gọi tiểu động thiên cũng khác nhau tiêu trần gật đầu ma khí trên người tràn ra dưới chân hình thành một vòng xoáy hút cả cô gái vào cùng ở ngoài tiểu động thiên vẻ mặt trương chi miểu khẩn trương làm công tác đề phòng đêm nay tiếng lục lạc kia vừa đúng giờ là lại vang lên cậu nói xem sao lại đúng giờ thế cơ chứ trương chi miểu oán trách với thủ hạ bên cạnh bây giờ trong đội quân này không có ai là không suy nhược tinh thần tất cả đều bị tiếng lục lạc quỷ dị kia hành cho sống giờ chết giờ thời điểm đám binh lính khẩn trương phòng bị thì lại có hai bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ Đám lính nhìn nạp lan thác phong tình tuyệt mỹ mà mặt mày ngơ ngác luôn. Lúc đi vào chỉ có một người, sao lúc đi ra lại mang theo một đại mỹ nhân như vậy chứ? Tiêu Trần nhìn Trương Chi Miểu nói, chuyện tiếng lục lạc đã giải quyết xong rồi, các anh không cần thủ ở chỗ này nữa. Tiêu Trần vừa nói xong thì cả đám đã hoan hô rung trời. Trông chừng ở chỗ này không chỉ bị tiếng lục lạc giàn vặt, mà mấu chốt nhất là áp lực trong lòng thật sự quá lớn. Ai biết tiếng lục lạc này là thiện ý hay ác ý, nói không chừng nó chính là trời giáng tai họa bất ngờ bây giờ chuyện đã có kết quả coi như tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người đã buông xuống được rồi nạp lan thác là một cô gái rất thông minh hiểu ý người từ lời nói của tiêu trần cô ta có thể đoán được vì tiếng lục lạc của mình mà những người này đã phải chịu không ít áp lực nạp lan thác chân thành nói câu xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho mọi người chuyện này thật ra lại khiến một đám đại lão ra rất chi là ngại ngùng một đại mỹ nữ lại hạ thấp tư thế như vậy đúng là có vài phần hiếm thấy đi thôi tiêu trần nhẹ nhàng nói nhưng nạp lan thác hơi cúi đầu hình như có chút ngượng ngùng làm sao vậy tiêu trần hỏi nạp lan thác gãi gãi đầu nói chuyện này anh có thể cõng tôi được không tiểu yêu tinh tiêu mỹ lệ nằm trên vai tiêu trần bất mãn lầm bầm tiêu trần gật đầu hiện giờ nạp lan thác chỉ là một luồng ý thức mà thôi lực lượng để lại có hạn nếu muốn đuổi kịp hắn thì có thể là sẽ tiêu tán rất nhanh tiêu trần nhẹ nhàng ôm lấy nạp lan thác khiến khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì xấu hổ không dám nhìn thẳng vào hắn thời cô ta còn sống làm chủ nhân yêu nguyệt cung thì địa vị rất cao băng thanh ngọc khiết căn bản là không thể tiếp xúc với nam giới ở khoảng cách gần như vậy cô nói đi tôi nghe tiêu trần ôm nạp lan thác đi về phía tây a à, nạp lan thác sửng sốt nhưng lập tức phục hồi lại tinh thần biết chuyện mà tiêu trần nhắc đến chính là công pháp tiểu yêu tinh không biết xấu hổ tiêu trần ôm nạp lan thác lắc đầu con nhóc mỹ lệ này môn công pháp này tên là lưu vân độ do cung chủ đời thứ nhất của yêu nguyệt cung, sáng tạo riêng cho nhân tộc chưa đủ năng lực. Nạp Lan Thác dần thích ứng với cái ôm của Tiêu Trần nên cũng dần dần trầm tĩnh lại. Lưu Vân Độ hơi phức tạp, có thể tìm một chỗ làm quen trước rồi sau đó chậm rãi tinh tiến. Nạp Lan nhìn gò má Tiêu Trần. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn giật của hắn có vẻ không mấy chân thật, mặt của Nạp Lan Thác lại ửng hồng. Lão yêu tinh, hồ ly già, dám thả thính đại đế nhà tôi, Tiêu Mỹ lệ giận đến mức chỉ hận không thể đi tới cho nạp lan thác, biết tại sao nước biển lại mặn. Nạp lan thác cúi đầu nói, nếu như căn cơ tốt, ngộ tính đủ cao, thì có lẽ cần khoảng nửa tháng là có thể vận dụng thuần thục lưu vân độ. Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, không cần. Cô nói đi, tôi nghe. Thấy Tiêu Trần không có ý dừng lại thì nạp lan thác suy nghĩ một lát, cuối cùng không nói thêm gì. Khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu tràn ra từ trong miệng nạp lan thác. Nạp lan thác nói ra một câu khẩu quyết thì tốc độ của Tiêu Trần lại nhanh hơn một chút. Thời điểm Nạp Lan Thác nói được hơn phân nửa khẩu quyết thì bóng dáng Tiêu Trần đã giống như một bóng ma, bóng dáng Tiêu Trần trở nên rất nhạt màu, cảnh sắc trước mắt cũng đã biến thành một màu trắng mơ hồ. Cảnh tượng này khiến Nạp Lan Thác chấn động trợn mắt há mồm. Cho tới bây giờ cô ta còn chưa từng thấy người nào có thể học tập công pháp theo kiểu này. Vừa nghe vừa vận dụng, đây là thiên phú yêu nghiệt đến mức nào chứ? Tiếp tục đi thanh hờ hững của Tiêu Trần vang lên bên tai Nạp Lan Thác. Nạp Lan Thác phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, tiếp tục đọc khẩu quyết. Tốc độ tiêu trần chạy càng lúc càng nhanh. Ma khí bao phủ quanh người, toàn thân đã hóa thành một sợi tơ màu đen kéo qua cả đất trời. Không gian bên cạnh dần trở nên vặn vẹo, không khí xung quanh vang lên những tiếng nổ tung. Cảnh sắc chung quanh bắt đầu không ngừng biến đổi, có sấm rền mùa xuân, có mưa rào giả rích, có lá rụng vi vu, có vạn vật ngủ đông. Nạp Lan Thác ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cô ta biết mình sắp được về nhà rồi tốc độ chân chính sẽ không bị nhìn thấu tựa như gió nổi mây phun mặt trời lặn mặt trăng lên giống như ngươi không biết từ lúc nào mà lá cây đã chuyển sang màu vàng đứa trẻ mọc cái răng sữa đầu tiên giống như ngươi không biết lúc nào sẽ thích một người nạp lan thác nhẹ nhàng đọc lên đoạn văn này đoạn này là sư phụ của cô ta cũng chính là cung chủ đời thứ nhất yêu nguyệt cung đã viết trong khẩu quyết của lưu vân độ không gian vạn vẹo cũng dần ổn định lại cạnh tượng bốn mùa luân chuyển xung quanh cũng từ từ biến mất không còn thấy nữa tiêu trần dừng bước ma khí bao phủ trên người cũng tán đi vang dội trước mắt hắn là một ngọn núi đen rất lớn cao vút vào tận trong mây tiêu trần biết đây chính là thiên nhất sơn mình muốn tìm một luồng khí tức kìm nén đến cực điểm phát ra từ ngọn núi đen đè ép khiến người ta không thở nổi trên hắc sơn không có một cọng cỏ thậm chí còn không có bất kỳ sắc xanh lục nào chỉ có toàn một màu đen màu đen đè nén đến cực độ kia khí tức không rõ bao phủ ngọn núi lớn sẽ không có ai nghi ngờ chuyện bên trong nó ẩn chứa những nhân vật khủng bố Nạp Lan Thác ngơ ngác nhìn Đại Hoắc Sơn trước mặt, nước mắt vàng óng như những hạt châu tuôn ra từ đôi mắt. "A à ma chết rồi." Nạp Lan Thác nhìn ngọn núi đen nói. "Nỗi bi ai phát ra từ nội tâm khiến người khác phải rung động." Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy, cô ta chết rồi." "Cô ta trong miệng Tiêu Trần chính là ngọn núi lớn này." "Ngọn núi này hẳn là đã từng có sinh mệnh." "Tình huống thế này tuy ít thấy nhưng cũng không phải là không có." "Hiện giờ ngọn núi lớn này, nói chính xác ra thì là đây chỉ còn là một thi thể khổng lồ." Nạp Lan Thác nhìn ngọn núi, nặng nề quỳ trên mặt đất. Dầm, dầm, dầm. Nạp Lan Thác dập mạnh đầu với ngọn núi, giống như một đứa trẻ đang dùng nghi lễ sau cùng báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ nó. Về nhà thôi. Nạp Lan Thác nhìn lên trên cao, chỗ đó là đỉnh núi cắm thẳng vào trong mây. Tựa như đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, bóng dáng Nạp Lan Thác bắt đầu nhạt dần, vô số tinh quang nhàn nhạt, nhạt bay ra khỏi cơ thể cô ta. Tiêu Trần khẽ lắc đầu, nạp lan thác chỉ là một tia luồng thức còn sót lại mang theo chấp nghiệm muốn về nhà còn bản thân cô ta thì đã hôi phi yên diệt từ vô số năm trước rồi lúc đầu đáng lẽ nạp lan thác sẽ không tiêu tán nhanh như vậy nhưng có thể là do cô ta không thể chấp nhận được việc ngọn núi đen đã chết nên tốc độ tiêu tán mới tăng nhanh đến vậy nói ra có thể rất tàn khốc một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy cuối cùng chỉ còn là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi vô số tinh quang phiêu tán lên không trung hướng thẳng lên vòm trời khuôn mặt mỹ lệ vô song của Nạp Lan Thác mỹ lệ cũng biến mất từng chút một. Cô ta nhìn Tiêu Trần, dùng khí lực cuối cùng bái thật sâu, "Cảm ơn anh." Tinh quang tiêu tán, liên hệ giữa Nạp Lan Thác và thế giới này đã hoàn toàn biến mất. Ở nơi Nạp Lan Thác tiêu tán có hai cái lục lạc nhỏ màu vàng nằm lại. Tiêu Trần nhặt hai cái lục lạc lên, ma khí dũng mãnh tràn vào trong đó khiến nó từ từ lơ lửng trên không trung. Một cơn gió thoảng qua, tiếng lục lạc êm ái từ nơi xa xăm vọng lại, thật sự rất êm tai thế gian có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chuyện đều theo gió mà đi, không để lại một chút dấu vết nào. Tiêu Trần bước vào phạm vi bao phủ của ngọn núi đen. Trong giây lát thiên địa đều biến sắc, cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đỉnh đầu là bầu trời u ám, mây đen cuồn cuộn giống như là có một con thông thiên cự mãng đang làm loạn. Một luồng thi khí khổng lồ tràn ra từ ngọn núi đen, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Mùi hôi thối khiến người ta muốn ngửi tràn ngập không khí cảnh tượng này khiến đôi mày kiếm của tiêu trần cũng phải nhíu chặt oán khí của ngọn núi này lớn thật đấy tiêu trần bước vào phạm vi bao phủ của thiên nhất sơn không khí xung quanh lập tức trở nên rất kỳ lạ oán khí đỏ sợ ngập trời đang cuộn trào mãnh liệt đánh thẳng về phía hắn ma khí trên người tiêu trần nhanh chóng tràn ra và chạm với cỗ oán khí ngập trời kia ma khí và oán khí quấn lấy nhau trong không trung nhuộm nó thành một màu đỏ đen cực kỳ quái dị đúng lúc này giữa thiên địa chợt vang lên tiếng trống tiếng trống từ xa truyền đến kéo theo những gợn sóng trong không khí. Oán khí bị tiếng trống ảnh hưởng nên như uống máu gà, càng lúc càng điên cuồng, nóng nảy. Tiêu Trần cao mày. Trong cuộc đời hơn vạn năm của hắn, cũng không mấy lần nhìn thấy lượng oán khí khổng lồ thế này. Ngón tay Tiêu Trần nhẹ nhàng chuyển động, từ trong cơ thể hắn xuất hiện những bóng đen nhỏ trôi lơ lửng quanh người. Hắc quan đại linh cữu. Bàn tay Tiêu Trần bắt đầu kết ấn với tốc độ cực nhanh, những quả cầu đen xung quanh bắt đầu phá vỡ không khí, hỗn hợp oán khí cùng ma khí nhanh chóng vọt tới chỗ ngọn núi đen vô số kết giới đen dâng lên giữa những quả cầu hình thành một chiếc quan tài đen khổng lồ giam hãm toàn bộ ngọn núi vào bên trong bang chiếc quan tài đen kia bắt đầu rung lắc dữ dội cỗ oán khí đỏ sậm giống như sóng lớn vỗ vào bờ bắt đầu va chạm thật mạnh vào quan tài đen tiêu trần có tí sửng sốt hắn biết rất rõ năng lực phong ấn của chiếc quan tài đen này cho dù hiện tại thực lực hắn còn rất yếu nhưng đám đại năng thần nhất cảnh mà bị phong ấn thì cũng chỉ có nước rửa mông sạch sẽ chờ bị thịt. Thế nhưng ngọn núi đen này, chỉ dựa vào oán khí mà đã có thể đập cho quan tài đen lung lay bất ổn. Xem ra khi còn sống, chắc chắn ngọn núi đen thui này cũng phải ở trên cả thần đạo nhị cảnh, yên diệt cảnh. Thậm chí có thể là siêu cấp đại năng như huyết thần, cảnh giới thần vô chỉ cũng nên. Lúc này không khí xung quanh tiêu trần bắt đầu biến dạng một cách bất thường. Tiếng trống càng lúc càng dày đặc, giống như cơn mưa rào tầm tã, điên cuồng chút xuống theo nhịp chống cổ vũ oán khí càng lúc càng trở nên nóng nảy trên bề mặt quan tài đen đã xuất hiện những vết nứt tiêu trần giơ tay phải lên đặt ở trước mặt dùng ngón giữa đặt nhẹ lên trên trán mình ngón tay giữa điểm lên trán rồi từ từ kéo xuống trên cái trán trắng mịn xuất hiện một vết nứt đen giống như con mắt thứ ba sắp được mở hắc quan vĩnh dạng vết nứt trên trán của tiêu trần đột nhiên mở toang bên trong xuất hiện một tròng mắt đỏ như máu con mắt đỏ tràn đầy phù văn quỷ dị khiến cả trời đất tối sầm lại như thể bóng đêm đã phủ xuống đại địa, phía trên bầu trời mây đen liên tục biến hóa thành những hình thù kỳ lạ, dưới màn đêm đen kịt, màn đêm bắt đầu xoay tròn với một tốc độ cực nhanh. Vòng xoáy lơ lửng trên không trung, chính giữa nó xuất hiện một tròng mắt đỏ quạch, giống hệt con mắt trên trán Tiêu Trần. Tròng mắt đỏ nhìn chằm chằm vào quan tài đen khổng lồ, trên quan tài xuất hiện vô số bùa chú thần bí. Bùa chú thần bí lập tức lan tràn khắp quan tài đen khiến chiếc quan tài vốn đang rung lắc dữ dội cuối cùng cũng yên tĩnh lại trong mắt đỏ sậm trên đỉnh đầu nhìn về phía quan tài đen ở xa xa, bắt đầu quan sát những nơi khác. Không gian đen nhánh nồng đậm xoài tay không thấy được năm ngón, giống như cả thế giới đã chìm vào tận thế. Chỉ có trong mắt trên trán của tiêu trần là còn phát ra thứ ánh sáng màu đỏ ngòm. Thứ ra áo túi cơm, tiêu trần hờ hững nói. Cơ thể tiêu trần đột ngột lao lên từ mặt đất lao thẳng lên giống, như một ngôi sao băng đập thẳng về phía xa. Uỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng trống. Dồn dập kia bất ngờ dừng lại trên một khoảng đất trống hoang vắng bên ngoài ngọn núi lớn xuất hiện một hố trời khổng lồ sau cú đạp của tiêu trần tiêu trần lặng lẽ đứng ở trung tâm hố lớn trời dưới chân hắn là một bóng người bị dẫm lên vô cùng chật vật bên cạnh là cái trống lớn đã nổ tung tiêu trần nhìn người dưới chân vẻ mặt có chút kinh ngạc bởi vì kẻ này không phải vô bì lão nhân như tưởng tượng mà lại là một cô gái trẻ cô gái này khoảng 15 hoặc 16 tuổi dáng người cao cao gầy tong teo trên người là bộ đồ đen rách nát chuyện được đọc bởi kênh haley audio đôi mắt như sao của cô gái nhìn chằm chằm vào tiêu trần tràn đầy oán hận hắn tăng thêm vài phần lực đạo dẫm lên cô gái máu từ từ trào ra khỏi miệng nhưng cô gái vẫn không chịu khuất phục nét mặt tràn đầy đau đớn nhưng không hé răng nói một lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào tiêu trần tại sao cô lại tấn công tôi giọng nói lạnh như băng của tiêu trần vang lên hắn hờ hững nhìn cô gái nhìn thấy đôi mắt không hề có chút tình thương nào của tiêu trần cuối cùng cô gái cũng lộ ra một chút sợ hãi nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ phẫn uất là chúng mày đã giết mẹ tao tất cả chúng mày đều đáng chết giọng nói oán hận của cô gái vang lên tiêu trần biết người mẹ trong miệng cô gái này có lẽ chính là đại hắc sơn đã ngã xuống tiêu trần suy nghĩ một lát rồi nói nói cho tôi biết thương lãng đình ở đâu tôi sẽ để cho cô một con đường sống dùng tin tức để đổi lấy mạng sống của mình tiêu trần luôn là một người rất công bằng sau khi nghe đến cái tên thương lãng đình thì khuôn mặt đầy quật cường của cô gái lập tức thay đổi cô gái giọng run run hỏi mày là ai tại sao mày lại biết chỗ này tiêu trần lạnh nhạt nói có rất nhiều người muốn biết tôi là ai nhưng câu hỏi này lại rất vô nghĩa lần cuối cùng thương lãng đình ở đâu lực độ dưới chân tiêu trần tăng lên một chút răng rắc răng rắc trên người cô gái phát ra âm thanh xương cốt đang ma sát không cần nghi ngờ gì nếu còn không nói thì chắc chắn tiêu trần sẽ dẫm cô ta thành một đống thịt nát đúng lúc này một cơn gió lớn đột nhiên thổi tới mây đen dày đặc trên bầu trời cũng bị thổi tan đi không ít. Màn đêm đặc quánh đã trở nên nhẹ hơn chút ít. Tiếng gió gào thét như khóc như than. Cuối cùng thì ngài cũng đến rồi. Giọng nói giả nua gió vang lên trong gió, truyền đến tai tiêu trần thật rõ ràng. Cô gái nghe thấy giọng nói này thì gian nan hô lên hai chữ, sư phụ. Tiêu trần khẽ cao mày, lực đạo dưới chân đột nhiên tăng mạnh. Hài, giọng nói giả nua lại vang lên, tôi biết thương lãng đình ở đâu, đừng làm khó cô bé này tiêu trần vẫn không nhấc chân mà tiếp tục dẫm xuống tôi không hỏi ông tiêu trần lạnh lùng nói hai mắt nhìn chằm chằm về hướng phát ra giọng nói ọc cô gái phun ra một ngụ máu sự phẫn uất trong mắt được thay thế bằng nỗi hoảng sợ có lẽ ở tuổi của mình cô ta chưa bao giờ nghĩ đến từ chết này tiểu văn nói cho hắn biết đi hắn chính là người mà ta đang đợi em thanh già nua lại văng lên một bóng người chậm rãi bước ra từ trong đêm đen lúc cô gái nghe thấy câu này thì đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên Tôi nói, tôi nói. Cô gái lau vết máu trên khóe miệng, lập tức nói rõ. "Phía đông, đi về phía đông 800 dặm chính là Thương Lãng đỉnh, nhưng ở đó rất nguy hiểm." Thấy Tiêu Trần không thu chân lại, nên cô gái vội vàng dùng tốc độ cực nhanh để nói ra những lời này. Tiêu Trần khẽ gật đầu, thu chân rời đi. Cuối cùng thì bóng người hơi còng kia cũng bước hẳn ra khỏi bóng tối, đi tới trước mặt Tiêu Trần. Nhìn bộ dáng của ông lão, ngay cả Tiêu Trần cũng có chút kinh ngạc cả người lão toàn một màu đỏ đen, giống y như lớp vẩy khi vết thương xe mặt, khiến cho người khác có cảm giác rùng rợn khó tả. Ông lão chống gậy, chiếc chống to trên lưng rất cực kỳ chênh lệch với dáng người. Những sợi dây buộc vào chiếc chống đã hẳn sâu vào đôi vai, hòa vào máu thịt của ông lão. Ông lão vừa đi vừa run rẩy như thể sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã, lộ ra hơi thở đầy tử khí như chính nơi này. Ông lão mở to đôi mắt mờ đục nhìn thẳng vào tiêu trần rồi đột nhiên bật cười, vái miệng không răng hơi hé ra lâu lắm rồi cuối cùng cũng đợi được ngài ông lão nói xong thở hát ra một hơi dài nhẹ nhõm như thể đã hoàn thành điều đã suy nghĩ chăn trở trong vô số năm tháng. cuối cùng thì ngài cũng đến rồi đối với tiêu trần thì câu nói này không xa lạ bởi vì trong những mảnh ký ức mà tiêu trần nhân tính để lại cũng có một câu y hệt như vậy khuôn mặt tiêu trần không hề có bất cứ một biểu cảm nào hờ những nhìn ông lão rồi nói ông đang tính kế tôi sau khi nói xong tiêu trần lại nhanh chóng lắc đầu không phải ông thực lực của ông còn chưa xứng anh nghe thấy lời này cô gái bên cạnh bất mãn nói anh lợi hại lắm hay sao mà nói sư phụ tôi như vậy tiêu trần cơ bản là không quan tâm đến cô ta tiếp tục nói với ông lão kẻ nào trong số các người đang tính kế tôi làm thế nào biết được ta sẽ xuất hiện trên địa cầu khụ 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 ông lão ho khan vài tiếng thân thể lào đảo cô gái trợn mắt nhìn tiêu trần một lát rồi vội vàng tiến lên đỡ ông lão không ai dám tính kế đại đế ông lão lắc đầu nói đại đế lúc cô gái nghe thấy hai chữ này thì lập tức hít một hơi thật sâu cô ta chỉ biết sư phụ đang đợi một người nào đó nhưng chưa từng nghe sư phụ nói là ông đang chờ một vị đại đế sắc mặt cô gái trở nên vô cùng nhợt nhạt cô ta vẫn biết rằng trên đời thật sự có nhân vật trí cao vô thượng là đại đế cô ta luôn cho rằng đại đế là ảo ảnh mà bản thân không bao giờ có thể chạm tới được thế nhưng ngàn tính vạn tính làm thế nào cũng không ngờ được là lúc này đang có một vị đại đế còn sống sờ sờ đứng ngay trước mặt mình. Hơn nữa vừa rồi cô ta còn ra tay với một vị đại đế. Tiêu Trần liếc mắt một cái hỏi, "Vậy tại sao ông biết tôi sẽ xuất hiện?" Ông lão nhìn lên bầu trời, giọng nói đầy cô tịch, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy tương lai từ một tòa thanh đồng điện. Thanh đồng điện? Tiêu Trần nhíu mày. Chẳng lẽ đó chính là thanh đồng điện vỡ vụn mà hắn từng gặp trong hư không à? Tiêu Trần đã từng thấy một tòa thanh đồng điện trong hư không? hơn nữa hắn còn chiếm được ba văn tự có lực lượng thần bí ở trong đó. Ông lão gật đầu, rất lâu, rất lâu về trước đã có một tòa thanh đồng điện vỡ nát rơi xuống nơi này. Giọng điệu của ông lão mang theo nỗi hoài cổ, khi đó thiên địa còn chưa vỡ nát, thiên nhất sơn đại nhân cũng còn tại thế, linh lực mạnh mẽ, vạn vật đều có linh tính. Thật tốt biết bao. Hài, ông lão thở dài một hơi dài, rồi nói, nhưng một ngày kia, có một tòa thanh đồng điện vỡ đã rơi xuống đây, Thanh đồng điện đó có sức mạnh rất bí ẩn, có thể nhìn thấy được tương lai. Chúng tôi đã nhìn thấy tương lai của thế giới này ở đó. Thiên ma xâm lược, trời đất bị xé nát, mọi sinh linh đều bị tiêu diệt. Để ngăn chặn thảm cảnh xảy ra, chúng tôi đã chủ động liên lạc với các đại năng tu hành ở những tinh cầu khác, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chúng ta thất bại, nhưng chúng ta cũng chiến thắng. Dù thiên địa đã bị xé nát nhưng thiên ma cũng không còn khả năng làm loạn các giới tu hành khác. Khi ông lão nói tới đây, tiêu trần đã dùng ánh mắt rất chi là kỳ quái liếc ông ta thiên ma thất bại nhưng chúng lại thò đầu sang một đại thế giới khác có lẽ đây chính là nhân quả tiêu trần cao mày hỏi nếu các người bại thiên ma cũng bại rồi trên đời không có chuyện gì nữa thì tại sao lại kéo tôi vào vũng nước đục này ông lão lắc đầu nhìn thẳng vào tiêu trần nói chúng tôi đưa đại đế kéo vào đây là vì chúng tôi đã nhìn thấy hình ảnh của ngài ở trong thanh đồng điện đó là một trận chiến khác ở trong tinh không hư vô nhưng hình ảnh kia rất mờ ảo chỉ có kết quả cuối cùng là rõ ràng. Ông lão nói đến đây thì ngừng lại, giống như có điều muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Đôi mắt Tiêu Trần hơi nheo lại hỏi, "Kết quả là gì?" Sắc mặt ông lão vốn đã u ám nhưng lúc này lại càng ảm đạm hơn. Hư không vỡ vụn, vạn vật biến mất dưới trời sao. Mọi thứ đều hóa thành hư vô. "Ý của ông là đã nhìn thấy tôi chết à?" Tiêu Trần hỏi. Ông lão gật đầu, "Đúng vậy, không chỉ đại đế ngã xuống, mà toàn bộ tinh không đều trở nên sám xịt." Ha ha dám hiện rõ tương lai của bổn đế, đúng là có không ít kẻ muốn chết nhỉ. Tiêu Trần cười nhạt rồi nói tiếp, thanh đồng điện đó vẫn còn chứ. Ông già gật đầu, thật ra thương lãng đình chính là thanh đồng điện. Kết quả này là điều mà Tiêu Trần không ngờ tới. Đã có một một vị đại đế ngã xuống ở thương lãng đình, có chuyện này không? Lần này hắn mất công đi một chuyến, mục đích chính là để tìm hiểu tình hình cụ thể việc đại đế bỏ mạng, mấy chuyện còn lại thì bàn sau. Sau khi ông lão xong mấy câu này thì bất lực gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu, tiêu trần có thì khó hiểu gật rồi lại lắc là sao có ý gì đây ông lão thở dài nói nếu có đại đế tồn tại thì hồi đó chúng tôi đã không phải chiến đấu gian khổ đến vậy tiêu trần gật đầu đúng thế thật nếu có một vị đại đế tồn tại thì cho dù thực lực của người này không mạnh bằng hắn nhưng để chiến đấu với thiên ma lại cộng thêm nhiều đại năng như vậy thì tình trạng cũng sẽ không đến mức này nhưng tiêu trần nghĩ kỹ thì lại thấy không đúng không phải đại đế đã tạch đấy còn dây dưa xà nẹo với em thiên ma à không tham chiến cũng rất kỳ quái ông lão thấy tiêu trần nghi ngờ thì nhanh chóng giải thích đúng là ở đây có một vị đại đế nhưng ngài ấy lại không sinh ra ở dưới tinh không này thậm chí vị đại đế đó còn không phải là người sống nên cũng không thể nói là ngã xuống được ý ông là tiêu trần càng ngày càng thấy khó hiểu càng điều tra lại càng phức tạp ông lão nhìn về phía xa xa bởi vì vị đại đế kia đến đây cùng với thanh đồng điện khi vị đại đế kia đến thì đã ngã xuống rồi thứ trong thanh đồng điện chẳng qua là hài cốt của ngài ấy mà thôi từ trước đến nay tính tình tiêu trần ma tính vốn luôn rất lãnh đạm lúc nãy nghe được tin tức mình sẽ chết mà còn chẳng có dao động gì quá lớn nhưng bây giờ lời nói của ông lão lại khiến hắn muốn chửi mẹ nó một cỗ di thể của đại đế con mẹ nó chứ thế ý thức của tên dâu quai nón cùng con mẹ kia ở đâu lòi ra vậy trời ông lão lắc đầu khi thanh đồng điện rơi xuống đây chúng tôi đã tìm thấy di thể đại đế để đối phó với những thảm họa trong tương lai chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu thử xem liệu có thể để linh hồn của người khác nhập vào cơ thể của đại đế hay không cuối cùng tiêu trần cũng nghe ra được tí manh mối có thể túng gọn lại trong bốn chữ tái chế rác thải chán chê mê mỏi lại thu được kết quả thế này đây cũng là điều mà tiêu trần nghìn vạn lần không ngờ tới được tiêu trần hỏi thế linh hồn nhập vào trong di thể đại đế là nam hay nữ ông lão suy nghĩ một lát rồi trả lời nam giới để linh hồn có thể thành công tiến vào di thể đại đế chúng tôi đã làm vô số thí nghiệm cuối cùng phải hy sinh mấy cường giả thì mới thành công tiêu trần gật đầu muốn chiếm di thể đại đế nguy hiểm lớn như vậy thì chết một vài người cũng là chuyện bình thường tiêu trần nghĩ lại thì tên dâu sồm chính là linh hồn nhập vào di thể đại đế nói cách khác thì chẳng có vị đại đế nào tự sát ở thương lãnh đình cả thằng khốn dâu sồm kia đang lừa hắn về phần mục đích thì tiêu trần cũng đoán được một chút có lẽ chính là để dẫn hắn đến thiên nhất sơn theo tình hình mà nói thì tên dâu sồm hẳn là linh hồn đã nhập vào di thể đại đế còn cô gái kia chắc chắn là thiên ma không lệch đi đâu được tên dâu sồm muốn bảo vệ số mệnh kim long còn cô gái kia thì muốn diệt số mệnh kim long bây giờ nhìn chung thì tình huống đã khá rõ ràng nhưng tiêu trần vẫn quyết định đến thương lãng đình xem sao thứ nhất là xem xét những việc liên quan đến chuyện mình ngã xuống thứ hai là vì bệnh đa nghi nặng quá mắt thấy mới là thật không tự mình nghiệm chứng thì tiêu trần sẽ không quá tin tưởng tiêu trần suy nghĩ một lát rồi nói các người hao hết tâm tư dẫn ta đến đây là vì cái gì ông lão mở to đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào tiêu trần rồi nói mục đích của chúng tôi là muốn đại đế đích thân sang đây tận mắt quan sát hình ảnh trong lời tiên tri đó hy vọng đại đế có thể tìm ra phương pháp đối phó để tinh không này vĩnh viễn tồn tại tiêu trần gật đầu tôi sẽ xem về phần quyết định của ta thì các người không thể can thiệp được tiêu trần vừa dứt lời thì bóng dáng đã hóa thành sương mù đen tiêu tán trong không trung lúc tiêu trần rời đi Bóng đêm dày đặc cũng dần tan biến lộ ra bầu trời mịt mù. Nhìn nơi tiêu trần biến mất, ông lão thở dài, sau vô số năm, cuối cùng cũng chờ được. Đến lúc ta nên đi thôi, mệt mỏi quá rồi. Ông lão cởi bỏ chiếc trống lớn trên lưng, dây đeo đã hòa vào với da thịt bị kéo ra, mang theo chút máu tươi đỏ sẫm. Cô gái ngây người nhìn sinh cơ của ông lão không ngừng tiêu tán, dường như có vẻ không thể tin được. "Sư phụ!" Cô gái kêu lên sợ hãi giống như chú mèo bị dẫm phải đuôi ông lão xua tay ngăn cản cô gái đang muốn bước lên đỡ mình ta là người duy nhất còn sót lại trong thế hệ của mình ta nên đi rồi vẻ mặt ông lão rất nhẹ nhõm nói quá khứ đã có vô số huynh đệ chết trong trận chiến nhưng ta vẫn sống chui sống nhủi trên thế gian thật sự không nên không nên mà đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới đi nhóc con ông lão vừa nói vừa từ từ khép mắt lại cứ vậy mà qua đời lúc này bầu trời vốn mịt mờ la ầm ầm nổ sấm trên không trung xuất hiện một vết nứt cực lớn vô số kim quang bắn ra từ khe nứt chiếu sáng cả mặt đất cô gái lau nước mắt dập mạnh đầu ba cái với thi thể của ông lão sau đó vác chiếc trống mà ông lão để lại trên lưng đặt chân lên con đường không biết tương lai tiêu trần nhìn kim quang trên bầu trời khẽ gật đầu người đại từ bi qua đời thì trời đất sẽ đưa tiễn thương lãng đình nói là đình nhưng thực chất đó là phòng làm từ đồng xanh đã đổ nát căn phòng này không lớn chỉ cỡ một hộ dân bình thường mà thôi so với thanh đồng thần điện mà tiêu trần đã gặp trong hư không thì căn phòng thanh đồng này dù là khí thế hay quy mô đều không bằng một góc tiêu trần bước vào trong phòng thanh đồng khí tức chung quanh lập tức vạn vẹo đến mức không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mặt hắn đột nhiên hoàn toàn thay đổi thiên không ngột ngạt cùng đại địa hoang vắng đã không còn mà thay vào đó là hư không bao la tĩnh lặng vô số vì sao lấp lánh trong hư không tạo thành một vòng xoáy ngân hà vô vạn điểm sáng lấp lóe trong ngân hà hư không mỹ lệ mà yên ắng lạ thường Đột nhiên có một luồng khí tức cuồng bạo lan tràn trong hư không. Luồng khí tức này khiến ngay cả Tiêu Trần cũng cảm thấy có mối nguy hiểm cực lớn. Tiêu Trần bất ngờ trợn to mắt, bởi vì suốt cả vạn năm qua, hắn chưa từng gặp phải chuyện gì kinh thiên động địa thế này. Tiêu Trần biết, có lẽ chỉ vào thời kỳ toàn thịnh thì hắn mới có thể chống lại chủ nhân của khí tức này. Luồng khí tức dần ngưng thực, ép đến mức Tiêu Trần đã bắt đầu không thở nổi. Trong hư không từ từ xuất hiện một bóng người to lớn. Bóng người này rất mơ hồ nhạt nhòa tiêu trần không nhìn rõ được nhưng từ thân hình mờ mịt kia thì hẳn là xấu đau xấu đớn giống như một con côn trùng khổng lồ trên người con trùng lớn này tràn đầy bạo ngược và thù hận con trùng lớn đang chạy rất nhanh trong hư không chỉ cần là nơi nó đi qua thì tất cả tinh tú đều ảm đạm mất đi ánh sáng tiêu trần nhíu mày bởi vì hình ảnh hơi mờ nên hắn không nhìn rõ lắm nhưng tiêu trần cũng đoán được đại khái là có lẽ con trùng bự đáng sợ này đang cắn nuốt các ngôi sao kích thước của con trùng bự ngày một lớn hơn dần dần đã lớn tới mức những ngôi sao nằm phía dưới nó nhìn chẳng khác gì những viên đá cuội lúc này hình ảnh lại xoay chuyển mọi thứ trước mặt tiêu trần bắt đầu phóng to với tốc độ cực nhanh một hành tinh trong xanh xuất hiện trước mặt tiêu trần biết đây chính là địa cầu từ phía hư không xa xăm hình ảnh con trùng bự đang tiến lại gần đây dưới thân hình khổng lồ của nó địa cầu nhìn y như một món đồ chơi trẻ con như thể nó chỉ cần hát hơi một cái là đã thổi bay cả địa cầu một vệt sáng từ trong địa cầu lao thẳng về phía con trùng bự trong hư không tiêu trần có tí sửng sốt bởi vì bóng người kia là chính hắn mà cũng chỉ có thiên địa độn pháp của hắn mới có thể đạt được tốc độ nhanh đến vậy tiếp đó cảnh tượng trước mặt tiêu trần giống như đèn kéo quân liên tục thay đổi nhìn những hình ảnh lập lòe trước mặt tiêu trần càng khẳng định kia chính là mình bởi vì tiêu trần nhìn thấy thiên trinh quyết chỉ có một mình hắn biết hình ảnh bất ngờ dừng lại ở đây dường như mọi thứ đã rơi vào hư vô chỉ còn lại bóng tối vô tận cắn nuốt tất cả. Như lời ông lão đã nói, vạn vật biến mất, tất cả đều về hư vô. Tiêu Trần ra khỏi phòng thanh đồng, đứng lặng lặng tại chỗ tự hỏi khí tức con trùng bự này có vẻ giống với vực thẳm hư không, có thể là đây là một sinh vật bò lên từ chỗ đó. Có thể lắm. Vực thẳm hư không quá bí ẩn. Tiêu Trần đã đến đó hai lần, nó mang đến cho hắn cảm giác rất tồi tệ. Từ rất lâu trước đây, Tiêu Trần đã có dự cảm cực xấu rằng sớm muộn gì vực thẳm hư không cũng có chuyện với lại xung quanh vực thảm hư không còn có ba vương tọa bằng đồng xanh rất thần bí hình như chúng đang chấn áp thứ gì đó nếu cảnh tượng vừa rồi thật sự xảy ra thì coi bộ dự cảm của hắn sẽ thật sự trở thành hiện thực tiêu trần khẽ thở dài theo những hình ảnh vừa rồi mà nói trừ khi lúc con trùng bự mới xuất hiện hắn đã đích thân nghênh chiến thì may ra còn có năm phần thắng tất nhiên tiền đề của việc này chính là phục hồi thực lực đã tiêu trần chắp tay sau lưng kiểm tra thêm một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác bóng dáng hắn cũng dần biến mất khi tiêu trần trở về địa cầu thì tâm trạng không được tốt lắm con trùng bự trong hư không khiến hắn cảm thấy được nguy hiểm trước đây chưa từng cảm thấy hơn nữa thời gian con trùng bự này xuất hiện trong phòng thanh đồng cũng rất mơ hồ điều này khiến cho tiêu trần rơi hẳn vào thế bị động nếu không có cách nào nắm được thời điểm con hàng kia xuất hiện rồi để nó một đường nuốt chọn địa cầu vậy thì việc bản thân sẽ ngã xuống là chuyện không cách nào xoay chuyển được tiêu trần yên lặng bước trên đường tiêu mỹ lệ từ trong lòng hắn chui ra cô ta cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa vừa rồi về chuyện đại đế sẽ ngã xuống thì nửa tí cô ra cũng không tin bởi vì trong lòng cô ta tiêu trần là bất khả chiến bại thật sự là bất khả chiến bại nhưng mà hình ảnh đại đế biến mất vẫn như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng khiến tiêu mỹ lệ thở không ra hơi đại đế tiêu mỹ lệ gọi khẽ am điệu mang theo tiếng nức nở của tiêu mỹ lệ đã kéo tiêu trần ra khỏi trầm tư hửm tiêu trần nhẹ nhàng đáp lại truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé đại đế hay là chúng ta chạy đi chạy đến một tinh không khác tiêu mỹ lệ không có tí teo trí khí nào nhỏ giọng thì thào là đồng bạn thân thiết nhất của tiêu trần ma tính đương nhiên cô ta sẽ đặt hắn lên đầu lập tức vì hắn mà cân nhắc trước sau tiêu trần lắc đầu nói không thể đi được nếu con trùng bự kia xuất hiện thật nó nuốt chừng mảnh tinh không này xong thì sẽ tiếp tục hướng đến những mảnh tinh không khác một ngày nào đó nó sẽ đuổi kịp chúng ta mà sợ là đến lúc đó một nửa phần thắng chúng ta cũng không có tiêu mỹ lệ rụt rụt cổ thật ra cô ta muốn nói có thể trốn được ngày nào hay ngày đó sống lâu thêm một ngày cũng tốt mà nhưng khi nhìn vào mắt tiêu trần cô ta nuốt ngược những lời này vào bụng tiêu mỹ lệ biết chủ nhân của mình thật sự là một người cực kỳ kiêu ngạo hắn sẽ không cho phép cô ta làm ra những việc như cong đít chạy trốn này tiêu trần đứng ở đây một lúc thật lâu cũng bước vào trạng thái nhập định cho đến khi gần đến thời gian đã hẹn với Thanh Y thì hắn mới tỉnh lại, đi giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tiêu Trần có tí bất đắc dĩ lắc. Mấy ngày nay Thanh Y có thể nói là vô cùng nở mày nở mặt. Với tư cách là người tổng phụ trách việc di dân, anh ta đã được hưởng đãi ngộ trước đây chưa từng có. Để công việc thuận lợi hơn, quốc gia đã mở cửa hết nấc cho Thanh Y, tất cả nhân lực vật lực đều sẵn sàng phục vụ anh ta. Hôm nay là một ngày tốt lành với Tiêu Trần. Thành phố X là nơi được chính phủ chỉ định chuyển đi tất cả dân cư ở đây đều phải di rời. Tất nhiên chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi mà muốn tất cả dân cư trong thành phố chuyển đi, thì ít nhiều gì trong này, cũng có tí ép buộc. Đây cũng là mặt quả quyết của Thanh Y, vì đại cục kiểu gì cũng phải hy sinh một vài thứ. Hiện tại, có mặt trong thành phố này đều là những người sẵn sàng di dân. Có 50 vạn người thường, 10 vạn nhân tài, cán bộ đi theo hỗ trợ. Tổng cộng có khoảng 60 vạn người. Tất nhiên là còn có một lượng lớn lương thực và nhiều máy móc hạng nặng khác. Thanh Y cùng với cả đám người này đang đợi sự tiêu trần đến. Bọn họ có chút phấn khích, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Phấn kích vì đây sẽ là bước mở đầu cho một thời đại mới, còn sợ hãi là vì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết trước được. Những kỳ vọng và lo sợ về tương lai khiến trạng thái tinh thần của họ có vẻ hơi kỳ quái. Vào lúc này, có bóng người khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cơ thể không đầu của hình thiên đã gây ra một trận rối loạn không hề nhỏ. Tiêu trần để hình thiên đứng trên không rồi tự mình hạ xuống mặt đấy, nhìn thấy tiêu trần đến tâm trạng của mọi người đều trở nên rất kích động nhưng bản thân hắn thì lại không có hứng thú giao lưu với bọn họ lần này tiêu trần đích thân ra ngoài chẳng qua là muốn tìm cho những người này một nơi thích hợp để sinh sống đồng thời cũng là để loại bỏ bớt một số nguy cơ mà thôi còn sau này nếu muốn di dân với quy mô lớn hơn thì bọn họ vẫn phạt tự thân vận động thôi lúc thanh y nhận thấy âm tình tiêu trần trả ra sao thì đã rất thức thời lập tức truyền âm dặn dò mọi người phải quản cái miệng của mình cho tốt vào đừng nói mấy thứ lung tung loạn xạ. Tiêu Trần ném la bàn rừng rậm lên không trung, bàn tay bắt đầu kết ấn bằng tốc độ cực nhanh. Ma khí trên người hắn tung ra cuồn cuộn. La bàn rừng rậm ở trên bầu trời nhanh chóng phồng to, cho đến khi bao phủ toàn bộ bầu trời thì mới ngừng lại. La bàn rừng rậm vốn có hình trong, lúc này lại được ma khí bao đọc, nhìn qua thì thấy cực kỳ hắc ám. Tiêu Trần hỏi sơ về tình hình ở đây, cũng không có ý kiến gì về việc thanh y ép số lượng người xuống chỉ còn 60 vạn. Cả thành phố được chia thành 3 bộ phận, khu di cư, khu ẩm thực và cả khu máy móc. Mọi thứ đều có trật tự rõ ràng, bận rộn nhưng không hề hỗn loạn. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủn mà có thể làm được đến mức này. Tiêu Trần đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về năng lực làm việc của Thanh Y. La bàn rừng rậm bắn ra vô số vệt sáng đen, bao phủ toàn bộ thành phố. Vô số bóng người cùng vật tư đã được vệt sáng đen nâng lên không trung, tiến vào trong la bàn rừng rậm. Toàn bộ quá trình kéo dài chưa đầy 15 phút, toàn bộ thành phố đã trở thành một tòa thành trống. Khi bước chân vào trong la bàn rừng rậm, mọi người mới phát hiện được là nơi họ đang đứng không khác gì thành phố bên dưới. Đây là chức năng của mô phỏng địa hình của la bàn rừng rậm. Nhìn những công trình kiến trúc quen thuộc trước mắt, ít nhiều gì thì cảm xúc hồi hộp cũng được giải tỏa bớt. Còn lại là người phụ trách được di cư này, có khoảng 20 người do Thanh Y dẫn đầu. Những người này đều không có ý định rời đi mà có vẻ như là muốn đi theo. Thật ra Tiêu Trần cũng không có ý kiến gì. Một quốc gia thuần thục thì tất nhiên sẽ tự sắp xếp mọi thứ gọn gàng, thông suốt. Tiêu Trần mang bọn họ lên trên la bàn rừng rậm. La bàn rừng rậm khổng lồ biến thành một vệt sáng sông thẳng lên bầu trời. Ngày hôm nay nhất định là được ghi vào sử sách. Ngày hôm nay được người đời sau có ghi chép lại rất rõ ràng, thôn thiên đại đế dẫn dắt mọi người rời khỏi địa cầu. Đẩy nhanh tốc độ trở thành đại thế giới ít nhất cũng cả vạn năm. Trong la bàn rừng rậm, Tiêu Trần dẫn theo đám người phụ trách đứng trên một vùng đất hoang. Tiêu Trần luôn thích những cánh đồng hoang vu, bởi vì hắn cực kỳ thích cảm giác mọi việc kết thúc hình thiên ngồi ở một bên khoác vai lục thường nói chuyện xem ra hai người ở cùng với nhau cũng không tệ một đám người đứng sau lưng tiêu trần thanh y chưa lên tiếng thì cũng không có ai dám mở miệng nói chuyện bàn tay tiêu trần bấm vài phát quyết vùng trời phía trên cánh đồng hoang vu này lập tức xuất hiện một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ hoành tráng khoảng không rộng lớn vô tận vô biên tinh tú tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương rất nhiều người hay nói chuyến đi của mình là ngang qua biển sao nhưng thực ra đó chỉ là lời ví von chúc phúc hay ho mà thôi nhưng bây giờ bọn họ đã thật sự làm được chuyện này bọn họ đã thật sự bước vào khung cảnh trong mơ của mình cuối cùng cũng có người không kìm được sự kích động mà nhìn vào hư không mênh mông hét to với những vì sao lấp lánh như kim cương này biểu đạt tình cảm trong lòng mình cùng lúc đó ở chỗ của người thường cũng xuất hiện cảnh giống như vậy thời điểm nhìn thấy khung cảnh này mọi người đều kích động không thể kìm chế nổi vì phải đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ nê tiêu trần cũng chăm chú nhìn vào hình ảnh bên ngoài không gian Nhìn một hồi lâu thì hắn cũng thấy hơi khó chịu, vì vậy công việc này được giao luôn cho Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Trần cũng giao hết phương pháp điều khiển la bàn rừng rậm cho Thanh Y, nhưng cách điều khiển thứ pháp bảo này cực kỳ phức tạp nên để cho đỡ rắc rối, hắn đã in thẳng nó vào đầu Thanh Y. Tuy ở trên bản đồ thì mảnh đại lục thần bí này chẳng cách xa nhau là mấy, nhưng nếu thật sự muốn đi từ chỗ này qua chỗ khác thì vẫn tốn không ít thời gian. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngồi trò chuyện với Thanh Y, hắn vẫn còn nhớ thương chuyện về con trùng bự kia. Nếu như muốn phòng ngừa việc bản thân treo cổ thì điều duy nhất mà Tiêu Trần có thể làm được chính là nhằm đúng lúc con hàng này mới vừa xuất hiện, chạy đến chơi khô máu với nó ngay và luôn. Có vậy thì xác suất thắng bại mới là 50-50 nhưng thời gian và địa điểm mà con trùng bự xuất hiện lại là cả một vấn đề khó giải quyết. Tiêu Trần đã nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cách nào khả thi. Hiện giờ bản thân Tiêu Trần không có khả năng vượt qua hư không, trừ khi là nhờ người khác giúp đỡ thật ra huyết thần là ứng cử viên sáng giá nhất nhưng cảnh giới của huyết thần quá cao, thần vô chỉ hàng thật giá thật luôn đấy. Nếu huyết thần rời khỏi tiểu thế giới thì sẽ gặp phải đại khủng bố, có thể dẫn đến việc ngã xuống. Tại sao thế gian không thể nhìn thấy đại năng thần vô chỉ cảnh? Bởi vì sau khi bước vào cảnh giới này, tu sĩ sẽ phải hứng chịu đại khủng bố trả hiểu từ đâu lòi ra. Để tránh việc tự nhiên đi tong, tất cả đại năng thần vô chỉ cảnh sẽ tự tạo cho mình một tiểu thế giới riêng, dùng để tránh đại khủng bố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hồi đó, khi Tiêu Trần bước vào cảnh giới thần vô chỉ cũng phải chịu đại khủng bố, bây giờ nhớ lại là da đầu của hắn lại thấy tê dại đây này. Lúc đầu Tiêu Trần cũng muốn trốn, nhưng sau đó hắn chịu hết nổi nên dứt khoát đầu chọc không sợ bị nắm tóc, đối đầu chính diện với đại khủng bố. Tiêu Trần được sung là gã lỗ mãng nhất trong lịch sử, đoán trùng cũng là từ chỗ này mà ra. Người tu hành trên địa cầu quá yếu, không có khả năng vượt qua hư không. Trong quả cầu đen bị phong ấn của Tiêu Trần có rất nhiều cường giả yên diệt cảnh, nhưng những sinh linh này đã bị phong ấn quá lâu, dự là thực lực đã bị chấn áp đến mức cực thấp, không thể khôi phục trong một sớm một chiều được. Hơn nữa, những sinh linh này đều bị tiêu trần phong ấn, làm sao có thể hy sinh tính mạng cho kẻ thù của mình được. Bây giờ tiêu trần không tìm được người thích hợp để làm việc cho mình nên, cũng thấy hơi đau đầu. Thế nhưng một câu nói của Thanh Y đã đả thông mạch suy nghĩ của hắn. Món pháp bảo la bàn rừng rậm, này hơi giống mấy con tàu vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng, đủ mọi chức năng khác nhau. Tàu vũ trụ à, Đầu óc Tiêu Trần đột nhiên thông suốt, không có đại năng tu hành, thì tại sao hắn lại không bắt đầu với khoa học kỹ thuật nhỉ? Tiêu Trần đã từng đi qua rất nhiều tinh cầu có khoa học kỹ thuật phát triển cực độ. Tuy mấy cái tàu vũ trụ này có đều có khuyết điểm chí mạng như độ bền, đại năng chỉ cần một món pháp bảo cũng đánh rớt nó được. Nhưng thứ mà Tiêu Trần muốn không phải năng lực tác chiến mà là khả năng giám sát. Tiêu Trần cảm thấy điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, miễn là khoa học kỹ thuật đủ tiên tiến, thì chắc chắn có thể gánh nổi việc giám sát này bây giờ khoa học kỹ thuật trên địa cầu chưa thể đạt tới trình độ này cho nên hắn phải đi đến chỗ khác tìm kiếm tiêu trần cho rằng cách này rất được nhưng tìm nó ở đâu lại trở thành một vấn đề bản thân hắn chưa có khả năng vượt qua hư không nên việc đầu tiên vẫn là tái tạo cơ thể phục hồi thực lực tiêu trần lâm vào trầm tư sau đó nhanh chóng tiến vào một trạng thái nhập định rất kỳ quái cho nên toàn bộ la bàn rừng rậm đều do tiêu mỹ lệ chăm nom bận rộn đến mức nhảy lên nhảy xuống nhìn dáng vẻ ung dung của đám người bên cạnh tiêu mỹ lệ giận đến mức chỉ hận không thể phun một mồi lửa nướng trụi mấy con hàng này. A, à, cứu mạng a, à, xảy ra chuyện lớn rồi, yêu quái kìa. Ba ngày sau khi Tiêu Trần nhập định, Tiêu Mỹ lệ đột nhiên gào toáng lên, đánh thức tất cả mọi người đang minh tưởng dậy. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Mỹ lệ, nguyên đám đều bị dọa đến run chân. Thời điểm mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tất cả đều bị dọa đến mắt trợn ngược mồm há hốc. Rất lâu cũng không nói lời nào Tiêu Trần cũng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lúc này trên đầu bọn họ không còn là hư không mênh mông nữa mà đã biến thành một mảnh đại lục tiêu trần nhíu mày đây hẳn là hình ảnh cụ thể của một đại lục đi tiêu trần đoán đúng rồi ngồi trong la bàn rừng rậm mấy ngày cuối cùng cũng gặp được mảnh đại lục đầu tiên điều này khiến tiêu mỹ lệ sướng đến phát rồi vội vàng dùng la bàn rừng rậm để kiểm tra tình hình trên mảnh đại lục kia kết quả là khi phóng to hình ảnh lên cô ta suýt nữa thì bị đau tim luôn rồi một bộ xương trắng vắt ngang qua đại lục trước sau cộng lại sợ là không dưới một ngàn dặm, nhìn giống như xương của một con cự mãng khổng lồ. Cho dù tiêu mỹ lệ đi theo người hiểu biết rộng như tiêu trần, mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy sắc một con cự mãng to như vậy. Cho nên sợ đến ngay cả chim, gớt nước mắt tại trận luôn rồi. Tiêu trần nhìn xác con cự mãng khổng lồ, thì lập tức nghĩ đến con mãng thông thiên trắng đã xuất hiện trong trận đại chiến khi xưa. Hắn nhắc tay bấm vài pháp quyết làm cho la bàn rừng rậm dừng lại. Tôi đi xem thử thế nào, các người đừng có làm bậy bóng dáng tiêu trần hóa thành một màn xương đen rồi biến mất trong không trung. Hiện tại tiêu trần không có khả năng vượt qua hư không, nhưng vẫn có thể đi lại trong đó một lát. Hơn nữa la bàn rừng rậm đã ở rất gần đại lục kia nên đi một đoạn ngắn như vậy, cũng sẽ không gây hại gì cho hắn. Dầm. Tiêu trần nện mạnh vào mảnh đại lục, phía trên nó lập tức xuất hiện một cái hố trời. Tiêu Mỹ lệ ở trong la bàn rừng rậm, hồi hộp phóng to hình ảnh. Lúc nào cũng theo dõi bóng dáng tiêu trần những cảnh tượng ở đây cũng được truyền trực tiếp đến chỗ những người dân bình thường. Mọi người nhìn cái xác khổng lồ trải dài ngàn dặm thì đều toát mồ hôi lạnh. Người nào thân thể không khỏe lắm thì còn bị dọa cho ngất ngay tại chỗ. Tiêu Trần đã đặt chân lên mảnh đại lục kia. Toàn bộ chỗ này không có lấy một gốc cây hay ngọn cỏ, mặt đất lộ ra màu đen rất quỷ dị. Tiêu Trần nhanh chóng vốc một nắm đất cứng lên rồi trà sát, trên tay hắn lập tức hiện lên chút hắc quang. Độc tính mạnh thật đấy. Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Chắc là nọc độc của con cự mãng khổng lồ đã làm mảnh đại lục này ô nhiễm rồi. Rõ ràng là chỗ này không thích hợp cho con người sinh sống. Tiêu Trần đi dạo một vòng xem có thể tìm được truyền thừa của con quái khổng lồ này hay không. Theo lý mà nói thì một sinh linh ở cấp độ này, ngay cả sau khi chết cũng sẽ lưu lại được thừa truyền. Tiêu Trần đi lòng vòng ở đây gần nửa ngày, cuối cùng tìm thấy một vũng nọc độc còn chưa tán hết trong răng nanh trên đầu cự mãng. Sau vô số năm, mà nọc độc vẫn chưa tiêu tan đã thu hút sự chú ý của Tiêu Trần tiêu trần dùng ma khí bao trùm vũng nọc độc sau đó dùng thần thức dung nhập vào trong đó ý thức của tiêu trần đột nhiên chấn động hình ảnh trong đầu đột nhiên xuất hiện biến hóa khủng khiếp một con cự mãng thông thiên màu trắng đang bay lơ lửng trên một ngọn núi không rõ độ cao hay hình dạng xung quanh là vô số xương đen vườn quanh âm khí cùng sát khí vô cùng nặng thật sự rất hiếm thấy cảnh giới của con cự mãng này đã ở trên yên diệt cảnh dưới thần vô chỉ cảnh thực lực đạt tới nửa bước đại năng siêu cấp Sức mạnh như vậy mà đặt ở trong hạo nhiên đại thế giới, thì cũng là bá chủ một phương rồi. Đồng tử thẳng đứng, lạnh như băng của con cự mãng trắng nhìn thẳng tiêu trần, lưỡi rắn đỏ tươi phát ra những tiếng xì xì quả nhiên là truyền thừa. Tiêu trần gật đầu, thần thức rút ra khỏi nọc độc. Có lẽ con cự mãng trắng này đại yêu nên truyền thừa này, không thích hợp với các chủng tộc khác ngoài yêu tộc. Chẳng qua con hàng này có tí cực đoạn, cho nên có khi ngoài xà tộc ra, thì mấy yêu vật khác cũng đừng hòng sơ múi được thừa truyền này. Nếu đã không thích hợp để con người sinh sống thì tiêu Trần cũng không mất thời gian ở đây nữa. Hắn lấy nọc độc rồi rời khỏi mảnh đại lục này, quay lại la bàn rừng rậm. Tiêu Trần quay lại la bàn rừng rậm, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Hắn lắc đầu nói, đại lục này đã bị kịch độc ăn mòn, không có bất kỳ sinh vật nào, không thích hợp để con người sinh sống. La bàn rừng rậm tiếp tục lên đường. Sau khi bay được năm, sau tiếng nữa thì gặp mảnh mảnh đại lục thứ hai. Phóng to hình ảnh, một phần của mảnh mảnh đại lục đập vào mắt mọi người ở đây có rừng rậm tươi tốt với đủ loại động vật vui vẻ chạy nhảy mọi thứ trông có vẻ rất hài hòa trật tự hơi thở của mọi người trở nên rồn rập hơn môi trường của mảnh đại lục này nhìn rất giống với địa cầu thậm chí so với địa cầu thì còn tốt hơn nhiều tiểu huynh đệ mảnh đại lục này nhìn có vẻ không tệ đâu chắc là được đấy thanh y thật sự không nhịn được lên tiếng hỏi lão già họm hẹm kia gọi ai là tiểu huynh đệ đấy tiêu mỹ lệ nhảy lên đầu thanh y túm tóc anh ta giật loạn xạ tóc thanh y bị nhổ không ít khiến mọi người nhìn thôi mà cũng cảm thấy tê hết cả da đầu mỹ lệ tiêu trần nhẹ nhàng gọi ồ à. tiêu mỹ lệ không tình nguyện bay sang một bên thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt hung hăng lườm mọi người thanh y thực sự rất oan ức chỉ nói một câu thôi mà tóc anh ta đã mất cả mảng nếu nói thêm vài câu chắc đường mép tóc của anh ta sẽ gặp nguy luôn quá tiêu trần nhìn mảnh đại lục kia rồi nói tôi đi xem thử nói xong hắn đã lắc mình hóa thành một luồng xương đen biến mất tại chỗ nhìn tiêu trần rời đi tiêu mỹ lệ cười âm hiểm đã đến lúc đám nhà kê các người học cách lễ phép rồi mọi người sợ đến mức mặt mũi xanh lè không biết con quạ đen này đang định làm gì tiêu trần đi trên mảnh đại lục ở đây có chim hót hoa nở không khí trong lành có vẻ là một nơi thích hợp để sinh sống nhưng hắn lại có cảm giác rất kỳ lạ hình như đây chỉ là sự hài hòa bề ngoài mà thôi ẩn dưới vẻ hài hòa này chính là một mối nguy hiểm kinh khủng trực giác là vũ khí cực mạnh của tiêu trần trước khi trở thành đại đế trực giác đã giúp hắn thoát khỏi rất nhiều tình huống sinh tử cho đến tận bây giờ tiêu trần vẫn sử dụng trực giác của mình như một tài liệu tham khảo quan trọng nhất tiêu trần đang đi trên đồng cò tràn đầy sức sống rất nhiều loại động vật trước đây hắn chưa từng thấy đang chạy băng băng phía trên dường như đây là lần đầu tiên những động vật này nhìn thấy con người chúng không hề sợ tiêu trần một chút nào ngược lại tất cả đều tò mò nhìn chằm chằm vào hắn có hai con vật trông giống như Nai nhưng có bộ lông trắng tinh đang từ từ tiến đến gần Tiêu Trần, vẻ mặt ngơ ngác. Tiêu Trần vẫy tay với hai con Nai. Rõ ràng là mấy con hàng này, hiểu ý nên mới chạy đến bên cạnh Tiêu Trần nhanh như chớp, thân mật cọ sát vào bàn tay đang vươn ra của hắn. Tiêu Trần quan sát kỹ cơ thể của chúng. Không có vấn đề gì, cũng không có ký sinh trùng. Nhưng cảm giác kỳ quái kia cứ lờn vởn trong lòng. Tiêu Trần biết nơi này nhất định không yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Tiêu Trần không vội kết luận mà quyết định ở lại đây một lát xem đến cùng là có vấn đề gì? Tiêu Trần lặng lẽ bước đi trên cánh đồng hoang, hai con vật ngốc nghếch vẫn đi theo sau lưng hắn. Hai con vật cứ loanh quanh sau lưng Tiêu Trần, thỉnh thoảng còn tìm được một ít trái cây, ngậm trong miệng đem đến cho Tiêu Trần ăn. Tiêu Trần nhận những trái cây đó, cũng không có gì đặc biệt. Linh khí ở đây chỉ ở mức bình thường, so với linh khí trên địa cầu thì kém hơn rất nhiều nên cũng không thể sinh ra thiên tài địa bảo nghịch thiên gì cả. Tiêu Trần thấy hơi nghi ngờ, nơi này không giống với mảnh mảnh đại lục đầu tiên mà hắn gặp bị kịch độc ăn mòn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng vô số năm qua, nơi này không có ai quấy dày, thì linh khí tích tụ theo thời gian phải rất nồng đậm mới đúng. Bây giờ xem ra lại quá bình thường, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần tiếp tục đi về phía trước, trên đường lại phát hiện một cảnh tượng rất thú vị. Một con hổ đen siêu dũng mãnh, oai vệ đang chơi đùa với một đám động vật ăn cỏ, mà hình như đám động vật ăn cỏ kia cũng không hề sợ hãi hổ đen nếu nói đây là một đám động vật đang chơi đùa cũng không quá lời cảnh tượng này khiến tiêu trần sửng sốt thiên địch mà lại có thể ở chung hòa thuận thế này thì nhìn ngang nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy bất thường hơn nữa tiêu trần phát hiện trong đôi mắt của con hổ đen kia còn đầy vẻ nhân từ đúng vậy thật sự là nhân từ đấy nhìn ánh mắt này thứ đầu tiên mà tiêu trần nghĩ chính là mấy lão hòa thượng mặt mũi hiền lành trong mắt một con hổ hung dữ lại có phật tính nồng đậm như vậy đúng là không thể tưởng tượng nổi càng đi về phía trước cảnh tượng này càng ngày càng phổ biến không có gì thay đổi đám động vật ở đây đều có phật tính rất cao tiêu trần dừng bước hai con vật nhỏ bên cạnh cũng mệt mỏi nên đang ghé sát chân hắn nghỉ ngơi ma khí trên người tiêu trần dâng lên cuồn cuộn vô số quạ đen hình thành từ ma khí xuất hiện rồi nhanh chóng phân tán khắp bốn phương tám hướng tiêu trần cảm thấy cảnh tượng khó tin trên mảnh mảnh đại lục này có khả năng cao là liên quan đến đại năng đã ngã xuống ở đây quạ đen không mang về được tin tức nào kể cả nơi đại năng ngã xuống cũng không tìm được Hình như mọi thứ đều không có gì khác thường. Nếu như không phát hiện được gì thì Tiêu Trần dứt khoát ở yên tại chỗ, quyết định đợi sau khi trời tối mới xem thử nơi này có gì thay đổi hay không. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, trong mũi hai con vật nhỏ bên cạnh Tiêu Trần bắt đầu vang lên tiếng thở phì phì, có vẻ rất nôn nóng bất an. Nhìn thấy thay đổi của bọn chúng thì Tiêu Trần đã biết khi màn đêm buông xuống, chắc chắn sẽ có thứ gì đó xuất hiện. Hai con vật nhỏ gặm góc áo Tiêu Trần, nhẹ nhàng lôi kéo hắn hai đứa này kéo kéo mấy cái thì ngừng lại sau đó nhìn về một phương hướng rồi lại kéo cứ lặp đi lặp lại vài lần hình như chúng muốn tiêu trần nhanh chóng rời khỏi đây dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên tiêu trần đứng dậy đi về phía hai vật nhỏ đã nhìn chỗ đó là một khu rừng có rất nhiều đại thụ che trời đêm dần buông khu rừng cũng trở nên vô cùng tối tăm vô số điểm sáng lập lòe trong bóng tối dày đặc chi chít tiêu trần phát hiện những điểm sáng này đều là mắt của động vật nơi này thế mà lại chen chúc đủ các loài vật Tiêu Trần có thể cảm nhận được nỗi bất an, sợ hãi từ trên người bọn chúng. Cuối, cùng thì trời cũng tối hẳn, bầu không khí trên mảnh mảnh đại lục này bỗng trở nên vô cùng quỷ dị. Cảm giác hoàn toàn tương phản với sự hài hòa vào ban ngày. Trong bóng tối, không khí tràn ngập hơi thở âm tà. Tiêu Trần nhíu mày, khí tức này hình như là ma khí. Chẳng có nhẽ ngã xuống ở đây lại là một vị đại ma. Thế nhưng cảnh tượng hài hòa ban ngày cùng Phật tính nồng động của động vật ở đây lại không phải thứ mà đại ma làm được. Dầm một cơ thể to lớn rơi xuống bìa rừng chính là con hổ đen mà ban ngày tiêu trần đã nhìn thấy chỉ là lúc này hổ đen đã thay đổi hoàn toàn tiêu trần dừng lại hai con vật bên cạnh cũng mệt mỏi nằm dưới chân tiêu trần nghỉ ngơi ma khí trên người tiêu trần mãnh liệt tràn ra hai con vật bên cạnh tiêu trần bắt đầu khịt khịt mũi có chút nôn nóng bất an nhìn vào sự biến hóa của chúng tiêu trần biết một thứ gì đó sẽ xuất hiện sau khi màn đêm buông xuống hai con vật dùng miệng ngậm lấy góc áo của tiêu trần nhẹ nhàng lôi kéo hai con vật kéo một cái, buông miệng ra rồi nhìn về một hướng, cứ lặp đi lặp lại như thế, như thể muốn tiêu trần tránh xa nơi này. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, tiêu trần đứng lên đi về phía chúng đang nhìn. Nơi đó là một khu rừng với rất nhiều đại thụ cao chọc trời. Khi đêm đến khu rừng trở nên u ám, đủ loại điểm sáng khác nhau phát sáng lên trong khu rừng tối om, rậm rạp chẳng chịt. Tiêu Trần phát hiện những điểm sáng này đều là mắt của động vật, nơi này rõ ràng chật ních đủ loại động vật. Tiêu Trần có thể cảm thấy sự bất an và sợ hãi từ trên những động vật này. Cuối cùng bầu trời cũng trở nên tối hẳn, bầu không khí toàn thế giới đột nhiên trở nên quỷ dị. Trái ngược với cảm giác hài hòa vào ban ngày, trong không khí ban đêm tràn ngập một luồng khí tức âm tà. Tiêu Trần nhíu mày, khí tức trong không khí này chính là ma khí. Chẳng lẽ kẻ ngã xuống nơi đây là một vị đại ma? Thế nhưng khung cảnh hài hòa vào ban ngày cùng những loài động vật mang đầy Phật tính không phải là thứ mà đại ma có thể sở hữu được. Dầm! một thân ảnh cao lớn rơi xuống bìa rừng, đó chính là con hổ đen mà Tiêu Trần nhìn thấy vào ban ngày. Nhưng bây giờ con hổ đen này đã hoàn toàn, cứ như là khoác lên một bộ mặt khác. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào khu rừng. Khóe miệng chảy ra rất nhiều chất lỏng, bộ dáng giống như đã bị mất trí, trở nên bạo ngược. Nếu con hổ này ban ngày là Phật thì bây giờ đã là ma. Hơn nữa, Tiêu Trần còn phát hiện trên người con hổ này có khí tức tu hành, hơn nữa cảnh giới cũng không thấp, rõ ràng ở trên tâm cảnh. Lúc này, cho dù thanh y đối mặt với nó thì e rằng cũng không có cơ hội chiến thắng. Ban ngày Phật, ban đêm ma. Cảnh tượng quỷ dị này khiến tiêu trần này sinh chút hứng thú. Con hổ đen nhìn rừng rậm rồi điên cuồng gầm lên, cả thiên địa đều chấn động. Một trận cuồng phong trượt nổi lên, vô số lá cây bị gió cuốn chút xuống rào rào. Trong rừng cây, tất cả các loại động vật đều run rẩy, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Ẩm, um, Ẩm, um. con hổ đen bắt đầu công kích về phía rừng cây, lực lượng khủng bố mang theo những tiếng nổ rền vang cực lớn tiêu trần nhìn con hổ đen sau đó lại nhìn đám động vật trốn trong rừng cây hắn cảm thấy có chút kỳ quái sao mấy con này lại trốn ở đây lỡ như bị con hổ đen kia phát hiện thì chẳng phải sẽ trở thành đồ nhắm trong đĩa luôn à những thắc mắc của tiêu trần đã nhanh chóng được giải đáp mắt thấy con hổ đen sắp lao vào khu rừng thì những gốc đại thụ cao chọc trời bên trong giống như đã sống lại chúng thế mà lại mọc ra những cánh tay vô cùng tráng kiện thật sự không thể tin nổi những cánh tay này không ngừng đánh về phía con hổ đen đang lao tới tiêu trần cảm thấy rất thú vị rõ ràng đám cây cối này còn chưa thành tinh sao lại có sức mạnh biến hóa như vậy chứ tuy hổ đen rất lợi hại nhưng những đám đại thụ này cũng không yếu cánh tay gân guốc dài ngoằng múa may rất kín kẽ hát nước cũng không lọt qua được hổ đen bị chặn ở bên ngoài không thể tiến thêm một bước nào thỉnh thoảng còn bị táng một cú rõ là có một bữa cơm thịnh soạn ngay trước mặt nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu trần cảm thấy rất chi là thú vị hình như mọi thứ ở đây nối tiếp nhau tạo thành một vòng tuần hoàn. Ban ngày mọi vật đều bình an vô sự nhưng ban đêm thì sát khí nặng nề, nhưng trong sát khí lại ẩn chứa một hy vọng sống. Khu rừng này chính là nơi chứa đựng hy vọng sống đó đó. Hình như ở nơi này, vật và ma đã tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo. Trên bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện chút dao động rất khó phát hiện. Tuy dao động này cực kỳ nhỏ nhưng vẫn bị tiêu trần bắt được. Đó là một khí tức vô cùng mâu thuẫn, vừa đại từ đại bi vừa bạo ngược khát máu rất giống với sinh linh trên mảnh đại lục này ma phật cùng tồn tại tiêu trần bước ra khỏi khu rừng nhưng hai con vật nhỏ kia lại kéo góc áo hắn chúng liều mạng lắc đầu ra hiệu cho tiêu trần đừng đi ra ngoài tiêu trần nhẹ nhàng vỗ đầu hai nhóc con nói không sao đâu đừng lo lắng được tiêu trần vỗ vào đầu đôi mắt vốn ngây ngô của chúng đột nhiên trở nên sáng ngời giống như đã khai khiếu hai vật nhỏ nhìn theo bóng lưng tiêu trần bước ra khỏi rừng cây sau đó đột nhiên khuỵu chân trước xuống giống y như một con người dập đầu mạnh đầu cúi lại tiêu trần tiêu trần đưa tay lên nhẹ nhàng quơ quơ như thể nói lời tạm biệt nhìn thấy tiêu trần bước ra ngoài con hổ đen lập tức lao thẳng tới cuồng phong nổi lên mang theo từng trận gió tanh tưởi bốp tiêu trần trở tay làm một bạt tai đánh cho hổ đen quay mòng mòng một vòng lớn rồi lăn đùng ra bất tỉnh không còn biết trời trăng gì nữa tiêu trần nhìn vào bóng đêm sau đó cơ thể lập tức hóa thành một làn xương đen biến mất tại chỗ trong một hồ nước lớn, nước ở đây hiện lên hai màu quỷ dị. Nửa bên phải đen như mực, khí âm tà ngập trời. Nửa bên trái lập lòe kim quang, thần thánh không thể xâm phạm. Một hư ảnh xếp bằng ở chỗ giao nhau giữa hồ đen và hồ vàng. Thân ảnh này lộ ra trạng thái không thể tưởng tượng nổi. Khuôn mặt bên trái là một bộ xương ma khí ngập trời, tương ứng với khuôn mặt bộ xương chính là hồ vàng thần thánh không thể xâm phạm. Khuôn mặt bên phải là dáng vẻ mặt mũi hiền lành của một lão hòa thượng, tương ứng với hồ nước màu đen ma khí ngập trời quần áo trên thân ảnh cổ quái này cũng là một nửa áo cà sa một nửa áo đen mỗi một chỗ trên thân ảnh này đều lộ ra sự mâu thuẫn cực độ ma và phật vốn đối lập nhưng dường như thân ảnh này muốn cưỡng ép chúng lại với nhau tiêu trần đột nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ nhìn thấy thân ảnh cực kỳ mâu thuẫn trước mặt tiêu trần khẽ nhíu mày xem ra mảnh đại lục này ma phật quỷ dị cùng tồn tại có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi kẻ đã ngã xuống phía trước như thể cảm nhận được tiêu trần đến thân ảnh kia đột nhiên mở mắt phật quang màu vàng và ma khí màu đen hóa thành hai luồng hào quang thông thiên tách đôi thiên địa một giọng nói hùng hồn vang lên sát xanh vì bảo vệ chúng sinh trảm nghiệp không phải trảm người tuy giọng nói này vô cùng giả nuôi nhưng lại vô cùng bá đạo một loại từ bi giết chóc giấy lên trong lòng tiêu trần giết chóc là giết chóc vì sao lại mang theo từ bi tiêu trần cảm thấy rất thú vị có lẽ khi còn sống hư ảnh trước mắt đi một con đường khác với tất cả những người tu hành tâm tự không sinh nguyên nhân mà sinh tâm tự không duyên diệt mà chết tiêu trần nghe lời nói tràn ngập sắc bén này biết rõ đây là đại năng đang tìm người thừa kế ngươi là ai tiêu trần hỏi ta là ma phật phân minh tại sao lại phải phân minh phân minh không phân minh không khỏi phân minh tiêu trần hơi đau đầu một số đại năng muốn tìm người thừa kế thường thích bày ra dáng vẻ này nghe xong như lọt vào trong sương mù luôn tiêu trần nhẹ nhàng lắc đầu nói ta không phải người thừa kế mà ngươi muốn tìm thân ảnh kia nhìn tiêu trần trong mắt khô lâu tràn đầy vẻ bạo ngược nếu ngươi nguyện ý ta có thể dẫn ngươi đi giới thiệu cho ngươi một người thừa kế rất thích hợp tiêu trần hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt bạo ngược kia thản nhiên nói tiêu trần cảm thấy người trước mắt này và hình thiên có loại cảm giác ăn khớp khó hiểu hình thiên là một đời ma thần những việc đã làm đều là vì giết ra một mảnh tự do cho những chúng sinh đó hình thiên và hư ảnh trước mặt đều có một loại cảm giác mâu thuẫn nói không chừng người trước mặt thực sự có thể vừa ý hình thiên hư ảnh trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng nhẹ gật đầu một tiểu hắc cầu xuất hiện trên tay tiêu trần không nói một lời kéo hư ảnh kia vào trong tiêu trần nhìn bóng đêm nơi này cũng không thích hợp cho nhân loại sinh sống ban ngày thì không sao nhưng sau khi đêm xuống đủ loại ma vật ẩn hiện đám người thanh y không có năng lực chống lại làm không tốt thì kết cục sẽ là toàn quân bị diệt hơn nữa linh khí ở nơi này chưa đủ dồi dào dù thế nào đi nữa thì đây cũng không phải lựa chọn đầu tiên tiêu trần chủ yếu muốn tìm một nơi có thần thú hoặc tường thú ngã xuống chẳng hạn như rồng phượng hoàng kỳ lân hay các loại tương tự thế mà không phải một kẻ quái dị như ma phật phân trần sau khi những thần thú hoặc tường thú ngã xuống trên cơ bản đều sẽ phụng dưỡng thiên địa những nơi có thần thú ngã xuống linh khí thiên địa cũng sẽ không kém nếu nơi này đã không thích hợp để sinh sống tiêu trần cũng không ở làm gì nữa thân ảnh tiêu tán quay về trong la bàn rừng rậm tiêu trần vừa về đến một đám người vội vàng quỳ xuống hô to cung nghênh thôn thiên đại đế trận thế này khiến tiêu trần sợ hết hồn hắn hơi đánh giá mọi người ai nấy đều bị đánh thành đầu heo mặt mày chỗ xanh chỗ tím trông vô cùng chật vật tiêu trần không cần nghĩ cũng biết đây ra chuyện tốt tiêu mỹ lệ làm ra con danh kia cả ngày không tu hành chỉ thích làm những chuyện kỳ quái này đứng lên đi tiêu trần bất đắc dĩ nói mọi người liếc mắt một cái tiêu mỹ lệ dương dương đắc ý gật đầu đại đế cho các ngươi đứng lên thì cứ đứng lên đi sau này nhớ kỹ cho bà đây, không, biết lễ phép thì tất cả sẽ bị đánh chết. Bụp. Tiêu Mỹ Lệ đang dương dương đắc ý nói thì một hạt rẻ bắn vào đầu. Lên đường thôi. A. À, A. À. Tiêu Mỹ Lệ vẫy cánh, điều khiển la bàn rừng rậm tiếp tục đi về phía trước. Mọi người đều nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt chờ mong, bởi vì mọi người đã nhìn thấy Tiêu Trần đáp ứng chuyện tìm người thừa kế cho ma Phật, phân Minh kia. Tiêu Trần lắc đầu nói, đây không phải cơ duyên của các người. Mọi người đều thất vọng. Tiêu Trần ném hạt trâu nhỏ màu đen về phía hình thiên, ông thử xem, xem lão ta có vừa ý ông không? Ồ, được. Hình thiên ồm ồm đồng ý rồi rơi vào trạng thái thiền định. La bàn rừng rậm tiếp tục di chuyển, lần này lại đi suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, la bàn rừng rậm gặp mảnh đại lục thứ ba. Lúc này hình thiên cũng tỉnh lại, ánh mắt của ông ta đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Mắt trái lập lòe kim quang, mắt phải cuồn cuộn ma khí. Rõ ràng là ông ta đã được ma Phật phân minh thu nhận, Tiêu Trần tò mò hỏi, "Ông làm thế nào để khiến lão ta thu nhận ông vậy?" Vẻ mặt Hình Thiên mờ mịt nói, "Ta không làm gì cả, chỉ nói chuyện phiếm với lão già đó cả đêm." Nói chuyện phiếm? Trong đầu Tiêu Trần đầy dấu chấm hỏi. Hơn nữa đã nhận được truyền thừa, Ma Phật Phân Minh kia sẽ là sư phụ của Hình Thiên, vậy mà ông ta lại trực tiếp gọi người ta là lão già. Đúng vậy. Hình Thiên muốn gãy đầu, nhưng giơ tay lên, bỗng nhận ra mình không có đầu, lại xấu hổ buông xuống ta tán dóc với lão già về những chuyện trước kia của ta cả đêm, lão già đó nói một chàng, cái gì mà thân ma tâm Phật đấy, nhưng ta cũng nghe không hiểu. Khi tỉnh dậy, trong đầu bỗng có rất nhiều thứ, tiêu trần cảm thấy có chút buồn cười, đúng là cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu lại xanh mà. Chắc là ma Phật phân minh cũng coi trọng sự quật cường đụng nát nam tường của hình thiên. Có lẽ những gì hình thiên làm không mưu mà hợp với lý niệm của lão ta, hơn nữa hình thiên còn có số mệnh kim long, tương lai sẽ bất khả hạn lượng lão ta lựa chọn hình thiên cũng khá hợp lý ông đã nhận được truyền thừa của lão ta vậy nên gọi lão ta là sư phụ đừng cứ gọi lão già lão già biết vậy không biết vì sao tiêu trần lại nhớ tới người đưa hắn vào tu hành giới có lẽ nên gọi nàng một tiếng sư phụ không biết bây giờ bà cô hổ báo đó thế nào rồi tiêu trần nhìn mảnh đại lục mới tinh trước mặt biết rõ đây chính là nơi hắn đang tìm kiếm trên mảnh đại lục này có một cây đại thụ chọc trời ngô đồng trên cây có một tổ chim màu vàng vô số chim chóc hót líu lo bên tổ chim. Phượng Tê Ngô Đồng Tiêu Trần đến bên cạnh tổ chim, đám chim chóc khẩn trương nhìn Tiêu Trần, như thể chúng sợ hãi Tiêu Trần sẽ tấn công thứ bên trong tổ chim. Có một quả trứng màu đỏ rực, to bằng nắm tay trẻ em trong tổ chim, năng lượng mênh mông tập trung ở bên trong quả trứng, chứa đựng nhưng không giải phóng. Từ xưa Phượng Hoàng đã có danh xưng là bất tử điểu. Ngay cả khi tan thành cho bụi nó cũng sẽ dục hòa trùng sinh ở thời điểm thích hợp. Trên mảnh đại lục này, khắp nơi đều là một mảnh tường hòa, có lẽ là do Phượng Hoàng phụng dưỡng thiên địa. Tiêu Trần quay trở lại dưới cái cây lặng lặng đứng đó, vô số quạ đen bay ra khỏi cơ thể hắn. Tiêu Trần đứng ở đây suốt một ngày một đêm. Hôm đó không có vấn đề gì xảy ra, theo những thông tin do quạ đen truyền về thì có rất nhiều dã thú thực lực cường đại trên mảnh đại lục này. Nhưng những dã thú này không có tính công kích, hầu hết đều có tính cách ôn hòa, công lao này chắc thuộc về điểm lành chi linh của Phượng Hoàng. Tiêu Trần tìm thấy một vùng đồng bằng rộng lớn Địa hình không chỉ bằng phẳng mà còn có nhiều sông lớn nhỏ, đây là nơi rất thích hợp để sinh sống. Tiêu Trần để Tiêu Mỹ Lệ điều khiển la bàn rừng rậm hạ cánh ở nơi này. Hình dáng khổng lồ của la bàn rừng rậm đã thu hút sự chú ý của không ít sinh linh. Một con khổng tước xinh đẹp, được nhiều sinh linh đề cử làm đại diện đã đến thương lượng với Tiêu Trần. Tiêu Trần không có hứng thú với những vấn đề này, trực tiếp để cho đám thanh y nói chuyện với bọn chúng. Cuộc trò chuyện này kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Khi đám Thanh Y trở lại đều mang vẻ mặt tràn đầy vui vẻ. Thanh Y báo cáo cho Tiêu Trần một hồi. Sau khi nghe Thanh Y báo cáo xong, Tiêu Trần gật đầu. Thứ nhất, bọn chúng cho phép con người sống trên Lạc Hoàng Bình Nguyên, nhưng không thể đến Thánh Địa Đốt Ngô Đồng. Thứ hai, không thể tùy ý giết hại sinh linh. Thứ ba, con người phải hỗ trợ bọn chúng bảo vệ Đại Long Sơn, bởi vì thường có những sinh linh khác tới cướp bóc. Ngoài ra còn có đủ loại quy tắc chi tiết, rất nhiều, không thể liệt kê từng cái một được đàm phán xong rồi, vậy thì đã đến lúc thu xếp. Nhất thời Lạc Hoàng Bình Nguyên trở nên náo nhiệt hẳn lên, âm thanh của các loại máy móc, tiếng con người hòa quyện vào nhau, mang lại không ít nhân khí cho mảnh đại lục yên tĩnh. Không khí trong lành và linh khí dồi dào nơi đây, khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. 600.000 người nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thanh y có tầm nhìn xa rất tốt, vật tư hoàn toàn đủ, chẳng mấy chốc các loại căn phòng tạm thời và lều vài đột ngột mọc lên một số động vật gan lớn đi đến trong đám người chạy tới chạy lui ban đầu mọi người còn kinh ngạc nhưng sau đó đều cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên cả nhiều gia đình có trẻ em thậm chí đã kết bạn với những sinh vật đó mọi thứ bận rộn nhưng không hề hỗn loạn tiêu trần nhìn hình ảnh bận rộn nhẹ nhàng lắc đầu thanh y có chút nghi ngờ hỏi có gì không ổn à anh nghĩ khung cảnh tưởng như hòa thuận này có thể kéo dài bao lâu tiêu trần hỏi thanh y cúi đầu nghĩ nghĩ thói hư tật xấu của nhân loại nhất định sẽ dần dần ăn mòn mảnh đại lục này. đợi đến khi nhân loại đứng vững gót chân, không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. truy cập halaji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé. mà ở đây linh khí rồi rào như vậy, chắc chắn là có vô số thiên tài địa bảo. đến lúc đó nhất định sẽ là ngòi nổ lớn của xung đột. đi nha. tiêu trần xua tay. vấn đề như vậy cứ để lại cho bọn họ cân nhắc thôi. giờ đi luôn hả? thành y ngơ ngác. Tiêu Trần gật đầu, ở những mảnh đại lục thế này đều có truyền thừa cực kỳ tốt. Nếu có điều kiện thì cố gắng thu hết vào tay đi. Nói xong Tiêu Trần ném ra một hắc cầu, bên trong có chứa nọc độc từ cự mãng khổng lồ kia. Đưa cái này cho cầu đản, nếu có thể lấy được truyền thừa tốt nhất, không chiếm được cũng không cần miễn cưỡng. Tiêu Trần nói xong, bóng dáng biến mất trong không trung. Thanh y cầm hạt châu đen, vẻ mặt cảm khái. Bóng dáng Tiêu Trần xuất hiện trên một đỉnh núi cao. Một chuỗi các tiểu hắc cầu được xếp trước mặt hắn, hiện tại tiêu trần muốn đi đến minh bộ nhưng với thực lực bây giờ hắn không thể mở được cánh cửa minh bộ đương nhiên tiêu trần có những biện pháp khác trong số những hắc cầu bị phong ấn này có những sinh linh có thể đi đến minh bộ tiêu trần bóp nát một trong những tiểu hắc cầu một đám mây sương mù đen như mực vạn vẹo xuất hiện trước mặt tiêu trần hắc nguyệt đưa ta đến minh bộ ta sẽ trả lại tự do cho mày tiêu trần thản nhiên nói bóng đen vạn vẹo ngừng vạn vẹo như đang tự hỏi cuối cùng hóa thành một sợi tơ màu đen quấn chặt lấy toàn thân tiêu trần bởi vì đại thế giới không thiếu những cái lạ hắc nguyệt là một chủng tộc rất đặc biệt thực lực của bọn chúng không mạnh nhưng lại có thiên phú rất đặc biệt đó là có thể tự do di chuyển giữa nhiều giao diện khác nhau vì thiên phú này mà suýt chút nữa bọn chúng đã rơi vào kết cục như thôn hải kình bị tùy ý bắt giết cơ bản đã đứng bên bờ vực tuyệt chủng hắc nguyệt trong tay tiêu trần gần như có thể được coi là tên nhóc trưởng thành duy nhất của chủng tộc bọn chúng hắc nguyệt hóa thành những sợi tơ màu đen quấn lấy cơ thể tiêu trần những đám quang vụ xanh lam chớp động dâng lên xung quanh hắn. Quang vụ lượn lở lên không trung, kéo không khí ra khỏi một khe hở cực lớn, trong khe hở đen kịt xuất hiện một cánh cửa tang thương cổ xưa. Cánh cửa đóng chặt từ chối tất cả mọi sinh linh muốn đi vào. Bóng dáng Tiêu Trần dần dần biến mất, hóa thành một làn khói, bay về phía cánh cửa. Khe hở màu đen rất nhanh đã biến mất trên không trung, bóng dáng Tiêu Trần cũng biến mất. Minh Bộ là hạch tâm trọng yếu của Minh giới, tương đương với sự tồn tại của thủ đô Minh giới. Minh Bộ là một tòa thành vô cùng lớn, là khu vực trái tim của một đại thế giới, có lẽ Minh Bộ không nhỏ hơn bao nhiêu so với địa cầu hiện tại. Người thống trị tối cao của Minh Bộ là Minh Đế, nhưng Minh Đế đã hàng vạn năm không xuất hiện rồi, thậm chí Tiêu Trần cũng chỉ nghe thấy giọng nói của lão mà chưa từng nhìn thấy. Tiêu Trần nghi ngờ Minh Đế hẳn là ở trong một tiểu thế giới nào đó, tránh né đại khủng bố thần vô tri cảnh. Hiện tại Minh Bộ được quản lý bởi tam đại Minh Ti, trong số đó có ám lũng Minh Tư, cái tên ẻo là kia là bạn tốt của Tiêu Trần. Minh Bộ không giống như thế giới bên ngoài tưởng tượng, quỷ khóc sói gào, oan hồn bay đầy trời. Minh Bộ ngoại trừ bầu trời là màu xám, mọi thứ khác đều không khác gì hạo nhiên đại thế giới, có núi có sông, có đủ loại phúc địa, cũng có các loại hung địa. Tiêu Trần đứng trước một cổng thành nguy nga. Cổng thành hùng vĩ vô song, được xây bằng đá đen không rõ tên, sáng ánh đen lấp lánh. Tiêu Trần đứng dưới cổng thành nhỏ bé như một con kiến vậy ngay phía trên cổng thành được viết hai chữ đỏ tươi, minh bộ, mang theo từng trận sát khí kinh sợ. Tiêu Trần biết những viên đá đen này là đặc sản của minh bộ, có tác dụng áp chế tu sĩ rất mạnh. Những tu sĩ có tu vi hơi thấp đến đây có thể trực tiếp bị áp chế đến tình trạng người thường. Đây cũng là lý do tại sao vô số năm qua, không có tu sĩ nào dám tấn công minh bộ trên quy mô lớn. Dưới cổng thành, từng con quỷ quân được trang bị tốt không ngừng qua lại. Từng đám quỷ tu ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Tiêu Trần nhìn bầu trời xám xịt, Suy nghĩ làm sao để lấy được Hỏa Liên? Hỏa Liên là bảo vật của Minh Bộ, thậm chí toàn bộ Minh Bộ đều lớn lên trong dòng sông Nghiệp Hỏa. Dòng sông Nghiệp Hỏa là nơi tất cả các quỷ hồn hết thời hạn tù, rửa sạch nghiệp chướng. Đối với Minh giới, nó cũng quan trọng như mẫu hà. Dòng sông Nghiệp Hỏa là dòng sông thần bí nhất trong Minh giới, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu, cũng không ai biết nó kết thúc ở đâu. Tiêu Trần đã từng tò mò, đi dọc theo dòng sông Nghiệp Hỏa, hy vọng tìm thấy đầu nguồn của nó kết quả là hắn gặp phải đại khủng bố sau đó tiêu trần cũng không tiếp tục tiến lên phía trước nữa tiêu trần đã từng đoán rằng có lẽ dòng sông nghiệp hỏa liên quan đến thanh đồng thần điện nhưng rốt cuộc vấn đề này cũng không thể xác minh được bây giờ tiêu trần cũng không có thực lực để đi dòng sông nghiệp hỏa một lần nữa hỏa liên mọc ở một nơi được gọi là quỷ tế tham ma đảo của dòng sông nghiệp hỏa nghiệp đồ linh một trong tam đại minh ti đã canh giữ ở đó nhiều năm tam đại minh ti đều có thực lực nửa bước siêu cấp đại năng vượt qua cả yên diệt cảnh sắp đạt đến thần vô chi cảnh. Thật ra chỉ cần tam đại minh ti nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào thần vô chi cảnh. Nhưng để bước vào thần vô chi cảnh, bọn họ nhất định phải rời khỏi minh giới. Đã lâu không có tin tức của minh đế, hoạt động của toàn bộ minh bộ không thể tách rời bọn họ, cho nên bọn họ vẫn luôn áp chế thực lực của chính mình, không đột phá đến thần vô chi cảnh. Nhưng nửa bước siêu cấp đại năng của minh bộ, không phải là thứ mà bây giờ tiêu trần có thể chống lại được. Hơn nữa minh bộ còn tàng long ngọa hổ, có trời mới biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu đại năng tiêu trần biết nếu mình trắng trợn đi ăn cướp thì chỉ có một chữ chết mà thôi trắng trợn đi ăn cướp không thể thực hiện được vậy thì chỉ có thể đi trộm nghiệp đồ linh là một gã cứng nhắc rất khó để thương lượng điều kiện với gã mà nếu gã canh giữ ở đó thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp đi cầu cứu cái tên ẻo là kia chắc chắn không được rồi hỏa liên rất quan trọng hắn ta nhất định sẽ không giúp đâu tiêu trần lắc đầu có chút buồn bực muốn trộm hỏa liên dưới mí mắt minh bộ chẳng khác gì nhổ răng từ miệng cọp cả sơ sẩy chút thôi kết cục có thể sẽ là chết trôi chết nổi nhưng hình ảnh tiên đoán trong thanh đồng giống như một tảng đá lớn đè lên người hắn dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải giải quyết mọi việc tiêu trần thay đổi khí tức của mình chuẩn bị vào thành phố nếu vào thành với một thân ma khí có thể sẽ bị vây đánh đến chết ma giới và minh bộ hai đại thế giới trước giờ luôn là kẻ thù không đội trời chung suốt ngày đánh nhau sống chết Mang một thân ma khí đi vào sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Tiêu Trần giấu ma khí của chính mình, tùy ý qua một cái, một khối quỷ khí ngưng tụ trong tay, dùng quỷ khí che kín khắp cơ thể để tránh thoát sự kiểm tra của quỷ quân, bấy giờ Tiêu Trần mới tiến vào trong thành. Nhìn những tòa nhà cao lớn hùng vĩ, Tiêu Trần cảm thấy như mình đã qua đời vậy. Tiêu Trần cũng không chỉ hoãn trong thành, trực tiếp đi tới chỗ dòng sông nghiệp hỏa. Tiêu Trần không dám dùng ma khí chạy đi, nếu bị phát hiện, có thể sẽ gây ra rối loạn quy mô lớn trên đường đi đi rừng rừng, trực tiếp bị chỉ hoãn gần nửa tháng mới đến đích. Một đoạn dòng sông nghiệp hỏa ở Minh Bộ tương đối thanh tịnh, không có quỷ hồn nào đến đây rửa sạch nghiệp chướng. Mặc dù ở chỗ này cũng có trọng binh canh gác, nhưng so với các khu vực khác của dòng sông nghiệp hỏa, đây là nơi buông lỏng nhất. Tiêu Trần né tránh mấy quỷ quân lung ta lung tung, rốt cục đã tiếp cận được dòng sông nghiệp hỏa. Sở dĩ Tiêu Trần rất quen thuộc với sự phân bố của quỷ quân đều là nhờ vào phúc của tên ẻo là kia. Tên ẻo là là người nắm giữ lực lượng quân sự của minh bộ. Trước kia khi tiêu trần rãnh rỗi không có việc gì, sẽ đến đây để giúp tên ẻo là kia bố trí binh lực. Binh lực bố trí ở dòng sông nghiệp hỏa, tiêu trần cũng xem như nắm rõ ràng. Tuy nói dòng sông nghiệp hỏa là một dòng sông, nhưng những gì chảy trong nó chính là nghiệp hỏa hàng thật giá thật. Độ sát thương của thứ này không dễ ước lượng. Nếu như bị nghiệp lực quấn thân, ước chừng kết cục sẽ tan thành mây khói. Nếu như là một số đại năng Phật gia thì sau khi chết sẽ có thể trực tiếp vượt qua dòng sông nghiệp hỏa. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, hay là quyết định đi thẳng xuống dưới, nếu thực sự không hiệu quả thì hắn có thể nghĩ cách khác. Tiêu Trần xuống sông, thân thể biến hóa, lập tức bị đốt cháy thành tro, lộ ra chân thân khô lâu. Dưới sự rửa tội của nghiệp hỏa, xương cốt trắng như ngọc càng trở nên sáng bóng. Hửm. Tiêu Trần cảm nhận được những thay đổi trong thân thể, không ngờ rằng nghiệp hỏa lại đang loại bỏ tất cả những tạp chất của bản thân không bị nghiệp hỏa làm thương tổn tiêu trần can đảm chìm xuống đáy dòng sông nghiệp hỏa tiêu trần ở dưới đáy sông đi ngược dòng không thể sử dụng ma khí tiêu trần dựa vào đôi chân của mình cứ thế mà đi bộ dưới đáy sông một tháng hôm nay tiêu trần thực sự khó chịu với hoàn cảnh áp lực dưới đáy sông nên đã lặng lẽ trồi lên mặt sông muốn lấy một chút không khí kết quả khi vừa trồi lên mặt sông hắn đã thấy một khuôn mặt to lớn đang áp chặt vào mình một mùi hương đập thẳng vào mặt ôi chao đi dưới đáy sông lâu như vậy tiểu ra còn tưởng rằng đầu óc của ngươi bị cháy hỏng hết rồi chứ một giọng nam pha chút âm nhu lọt vào tay tiêu trần vừa chui ra ngoài đã bị dán vào mặt ngay cả tiêu trần cũng bị dọa khẽ run rẩy thân ảnh tiêu trần nhanh chóng lùi lại mấy bước nhìn bóng dáng kia một thân trường bào trắng như tuyết thân hình cao ngất nhưng hơi gầy mái tóc được tùy ý cố định bằng một cây châm gỗ trên gương mặt tuấn tú phiêu giật đến không thể tưởng tượng nổi mang theo một nụ cười xấu xa nhàn nhạt, nhạt trên trán có một điểm ấn ký huyết hồng trong tay hắn ta cầm một bầu rượu một thanh huyết hồng trường kiếm bay tới bay lui quanh người hắn ta không ngừng đuổi theo bầu rượu trong tay hắn ta mỗi khi huyết hồng trường kiếm sắp chạm vào bầu rượu hắn ta lại chuyển bầu rượu sang tay kia như thể đang trêu đùa một đứa nhỏ hành động này làm cho huyết hồng trường kiếm tức giận rung lên bần bật mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song có lẽ đang nói đến một người như vậy nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt tiêu trần nghiến răng nghiến lợi nói ẻo là. Mẹ Kiếp, tiểu gia ghét nhất người khác gọi ta là ẻo là. Hôm nay tiểu gia không khoét mấy vạn lỗ thủng trên người ngươi, tiểu gia sẽ mang họ của ngươi. Nam tử nắm lấy huyết hồng trường kiếm, kết quả là bi kịch đã xảy ra, huyết hồng trường kiếm như muốn trả thù việc nam tử không cho nó uống rượu. Những luồng ánh sáng đỏ rực khóa chặt cổ tay nam tử, sau đó vèo một cái lao xuống dòng sông nghiệp hỏa. Tiểu Hồng, chuyện gì thì cũng từ từ, chúng ta là vợ chồng mà. A, à, con mẹ nó, nàng không thể làm như vậy với ta được." Tiếng kêu thảm thiết của nam tử vang vọng trên dòng sông Nghiệp Hỏa Yên Tĩnh. Tiêu Trần bất lực che trán lắc đầu, vẫn thiểu năng như cũ. Nếu đã bị phát hiện, Tiêu Trần cũng lười trốn, cả người nổi trên mặt sông, lặng lặng chờ đợi đến khi Minh Tư bị Tiểu Hồng dạy dỗ xong. Tiểu Hồng là thê tử ngày xưa của Minh Tư, trong một trận đại chiến gần như đã tan thành mây khói. Cho dù hắn ta là Minh Tư nhưng cũng không thể xoay chuyển trời đất, để ở bên người yêu. Tiểu Hồng đã dùng mảnh vỡ linh hồn cuối cùng nhập vào thanh trường kiếm, tạo thành Tiểu Hồng hiện tại. Không biết có phải vì linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng hay không, sau khi Tiêu Hồng trở thành kiếm linh lại có đủ loại sở thích kỳ quái. Ví dụ như thích uống rượu, thích chọt vào mông Minh Tư. Chẳng mấy chốc Minh Tư đã được Tiểu Hồng đưa ra khỏi dòng sông nghiệp hòa. Tiểu Hồng biến thành một luồng lưu quang lao lên trời. A, à, bà xã, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiếng gào rú thảm thiết của Minh Tư lại vang lên. Mãi đến nửa giờ sau, mình tư giống như một con chó chết nằm trước mặt tiêu trần. Chuyện này mới chấm dứt. Tiểu hồng móc lấy bầu rượu, nhanh như chớp bỏ chạy không tung tích. Nhìn minh tư một thân chật vật, tiêu trần vỗ chán nói, tiểu ngưu đã lâu không gặp, vợ vẫn quản nghiêm ha. Đậu má, ngươi là ai? Sao ngươi biết lão tử họ ngưu? Minh tư nhảy dựng lên, tử khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra như sông lớn. Khô lâu chết tiệt nhà ngươi, nói nhanh cái coi, nếu không tiểu ra sẽ đánh nát ngươi cho cho ăn ngư bỏ bảo ta là ông nội của ngươi tiêu trần tức giận đến mức nói không nên lời tên ngu này nghe không ra giọng nói của hắn sao ngư bỏ bảo là tên của minh tư biết cái tên này toàn bộ minh tư không có quá ba người a à, đậu má con mẹ nó gặp quỷ rồi cường đại như cuối cùng minh tư cũng có phản ứng tử khí trên người đột nhiên bị rút đi ánh mắt khó tin nhìn tiêu trần một kẻ tuấn tú phiêu giật đến không thể tưởng tượng nổi mở miệng là một tiếng con mẹ nó thật sự có chút cay mắt thực ra minh tư rất thích nói tục đó hoàn toàn là lỗi của tiêu trần nhân tính trước đây minh tư cũng là một người hào hoa phong nhã kết quả ngày nào cũng bị tiêu trần nhân tính gọi là đồ ẻo là để chứng tỏ khí khái nam tử của mình tên này đã hình thành thói quen ăn nói như hiện tại bây giờ muốn sửa cũng không sửa được trần 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 ca minh tư lắp bắp tiêu trần che chán hiện tại hắn chỉ muốn im lặng lẻn vào trong dòng sông nghiệp hỏa thôi người duy nhất có thể chơi chung với tên ngốc này chỉ có tiêu trần nhân tính ngu ngốc kia thôi. Minh Tư há miệng to đến nổi có thể nhét hai quả trứng, cả buổi mới khép lại được, tạo hình này của ngươi rất rất độc đáo đó, he 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 he. Minh Tư lúng túng cười. Tiêu trần nhẹ nhàng lắc đầu hỏi, sao ngươi phát hiện được ta vậy? Minh Tư đắc ý lắc lắc đầu, toàn thể minh bộ ai chẳng biết mũi của ta rất thính, cho dù cách cách xa vạn dặm ta vẫn có thể ngửi được mùi khai trên người trần ca. Tiêu trần đỡ chán, mùi khai trong miệng tên này hẳn là ma khí trên người hắn, có vẻ như thời điểm hắn thu lại ma khí bên ngoài thành thì đã bị tên này phát hiện. Đột nhiên, Minh Tư như nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi: "Con mẹ nó, Trần Ca, sao ngài lại biến thành như vậy?" Nghe tin ngài gặp chuyện không may lại càng khiến ta hoảng sợ, ta còn cố ý đến hư không đại băng hoàn nhìn xem, nhưng ta không phát hiện gì cả. Tiêu Trần kể lại chuyện linh hồn quay trở lại địa cầu, Minh Tư nghe xong tặc lưỡi lấy làm kỳ quái. Quả nhiên người tốt không sống lâu được mà, đúng là tai họa để lại ngàn năm. Minh Tư cảm thán một câu: tiêu trần lười để ý đến cái tên này hắn ta đã sống với tiêu trần nhân tính từ rất lâu sớm đã trở thành một kẻ thần kinh rồi không đúng minh tư đứng hình nói cái gì tiêu trần hỏi ngài đã trở lại địa cầu là một vạn năm trước đó nếu như toàn bộ không gian thời gian đều phát sinh vặn vẹo về mặt lý thuyết có lẽ hiện tại ta không biết ngài á nhưng mẹ nói hiện tại ta vẫn biết ngài đây là cái quỷ gì tiêu trần cũng ngẩn ra tại sao hắn có thể bỏ sót vấn đề này nhỉ chẳng lẽ thời gian trôi qua ở hai thế giới không giống nhau, một tuần lễ ở địa cầu, bên đại thế giới này đã trôi qua vạn năm. Thời gian trôi qua không giống nhau, Tiêu Trần cũng đã từng gặp phải. Ví dụ như người ta thường nói một ngày trên trời bằng 10 năm dưới đất, đây chính là sự khác biệt về thời gian trôi qua giữa hai không gian. Nhưng tuyệt đối không có chuyện 7-8 ngày tại địa cầu thì ở đây loại là vạn năm, khoảng thời gian đó quá lớn. Suy nghĩ hồi lâu, ngay cả Tiêu Trần cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Tiêu Trần cũng lười nghĩ nữa, Khả năng lớn nhất chính là do hư không đại băng hoàn dẫn đến tình huống này, không biết nữa. Tiêu Trần không nghĩ ra, tức giận trả lời. Sau đó Tiêu Trần bắt đầu lặn xuống, chuẩn bị tiếp tục lên đường. "Này, này, Trần ca ngài đi đâu vậy?" Nhìn thấy Tiểu Trần sắp chuồn mất, Minh Tư vội vàng ngăn Tiểu Trần lại. "Liên quan cái méo gì đến ngươi, hỏi làm quái gì?" Hiện tại Tiêu Trần thực sự không có biện pháp tóm cái tên này. Bây giờ Tiêu Trần không có biện pháp nào bắt được Minh Tư đánh thì nhất định là đánh không lại, là một trong tam đại chiến lực của Minh Bộ. Con hàng này cũng không phải có thể so sánh với con hàng trước đây hắn gặp. Nói đi chắc chắn cũng phải nói lại, con hàng này miệng đầy bản lĩnh huyên thuyên, kế tục tiêu trần nhân tính. Tiêu trần thật sự chưa từng thấy ai có thể nói thắng tên bệnh thần kinh này. Ai, trần ca không được lạnh lùng như thế. Đêm dài đằng đẵng cũng không lòng dạ nào mà ngủ, chúng ta đi uống một chén đi, hắc hắc. Vẻ mặt minh tư thô bỉ nhìn tiêu trần, còn phong tao làm ra động tác lan hoa chỉ cút, èo là, tiêu trần thực sự muốn bóp chết con hàng này. ai, lời ấy của trần ca sai rồi, như tôi gọi là thể hiện chân tình, đây hoàn toàn có thể chứng minh cho giao tình của chúng ta. có người từng nói, trong lúc vô tình mà thể hiện tình cảm mới là minh chứng hữu nghị tốt nhất. a, à, này, này, minh tư bị ép phải dừng bước. đừng làm phiền bố mày, bố muốn lấy đi hỏa liên. người có thể chọc cho tiêu trần ma tính văng tục không có người thứ hai, minh tư coi như là một, còn có nhóm bà lão tổ long ơ gì. Trần ca, giao tình giữa chúng ta là giao tình, nhưng mà hỏa liên là trí bảo của minh giới. Làm sao lão nhân gia ngài có thể nói lấy là lấy chứ, đúng không? Như vậy không phúc hậu lắm đâu. Tuy chúng ta thân như huynh đệ, nhưng cũng không thể để ngài làm sằng bậy như vậy. Đây chính là trái với nguyên tắc. Đến đây, Trần ca chúng ta nói chuyện một chút. À, ấy ấy, ong ong ong. Tiêu Trần chỉ cảm thấy có một đống ruồi nhặng bay tới bay lui ở bên tai mình. Bố mày sắp bỏ mình rồi. Tiêu Trần bị ầm ý đến mức không còn cách nào, giống lên nói. Ai? Gì cơ? Vẻ mặt Minh Tư mờ mịt mà hỏi. Tiêu Trần vung tay lên, một bức tranh trực tiếp in vào trong đầu Minh Tư. Tự xem đi. Tiêu Trần không vui nói. Bức tranh này chính là bức họa Tiêu Trần thấy ở trong phòng thanh đồng. Ai u, côn trùng lớn như vậy chắc chắn ăn ngon lắm, hấp, chiên, sao gì cũng không tệ. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, tiểu thịt tươi ngượng ngùng năm đó, đến cùng là bị tên bệnh thần kinh kia truyền thụ thứ gì đáng sợ nên mới biến thành như, bây giờ thế. Xem xong toàn bộ bức tranh, vẻ mặt Minh Tư ngưng trọng nhìn chằm chằm tiêu trần. Một lúc lâu, khóe miệng Minh Tư chậm rãi nhách lên, anh ta cua cánh tay nói một câu làm tiêu trần tức trào máu họng. Dáng vẻ thật là lợi hại, nhưng ăn thua gì đến chuyện của tôi, ha ha. Ai nha, hôm nay Phong Nhi ồn ào quá. Ý, tại sao tôi lại ở chỗ này, tôi tới nơi này làm gì? Đi thôi đi thôi. Minh Tư cua cánh tay, chạy mất tung nhanh như chớp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần nhìn bóng lưng Minh Tư đi xa, biết con hàng này không quan tâm đến hỏa liên nữa rồi. Cảm ơn nha. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, sau đó lẻn vào trong dòng sông nghiệp hỏa. Từ đầu đến cuối, Minh Tư cũng không hỏi Tiêu Trần muốn lấy hỏa liên làm chi, có lẽ đây chính là sự tín nhiệm. Đi lần này lại là hai tháng, không khí trong dòng sông nghiệp hỏa ngột ngạt, thực sự là hành hạ Tiêu. Trần, cuối cùng đã tới mục đích, quỷ tế thăm ma đảo. Hòn đảo này to chừng một sân bóng đá, so với dòng sông nghiệp hỏa khổng lồ thì còn không bằng chín châu mất một sợi lông. Đảo nhỏ đặt ở chính giữa dòng sông nghiệp hỏa, toàn bộ đảo nhỏ đều bị ánh lửa màu đỏ rọi sáng, một cột lửa ngưng thực sông thẳng lên bầu trời. Tiêu Trần biết cột lửa kia chính là nơi Hỏa Liên đang ở, hắn xem xét cẩn thận tình huống toàn bộ đảo nhỏ. Có mấy tiểu đội thân mặc áo giáp màu đỏ giao nhau tuần tra trên đảo nhỏ. Áo giáp màu đỏ. Tiêu Trần trầm ngâm, chắc là thiên đồ đội tinh nhuệ nhất của Minh Bộ. Muốn đi vào nhánh quân đội này chỉ có một yêu cầu, chém giết ngàn tên ma tộc trở lên trên chiến trường. Sức chiến đấu của đội quân này quá kinh khủng, ngay cả Tiêu Trần cũng đã từng có chút đỏ mắt. Tu vi binh sĩ của nhánh quân đội này có thể không phải cao nhất, nhưng mà tuyệt đối là có khả năng chém giết nhất. Vượt biên giới giết người đều như cơm bữa đối với binh sĩ của nhánh quân đội này. Tiêu Trần tiếp tục liếc nhìn ngang dọc, ở phía dưới quang trụ, hắn nhìn thấy một người trung niên chất phác, quả nhiên là Nghiệp Đồ Linh kia, đầu Tiêu Trần hơi to ra. Con hàng này là nổi danh khó nói chuyện, mặc dù chính mình đưa bức họa kia cho nghiệp đồ linh nhìn, chỉ e cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tiêu Trần hơi nhớ Ngục Long, nếu như có Ngục Long bên cạnh thì còn có thể đánh xong liền chạy. Bây giờ bằng vào sức mạnh của một người, muốn lên đảo cũng là một vấn đề, đi tới cường đoạt không khác gì đi chết cả. Tiêu Trần lặng lẽ chìm vào đáy sông, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, hy vọng có thể tìm được một cơ hội. Tiêu Trần đứng dưới đáy sông, thời gian trôi qua ngày lại ngày một tháng hai tháng ba tháng một năm hai năm đến cuối cùng ngay cả thời gian tiêu trần cũng lời ghi nhớ đang lúc tiêu trần có cảm giác trên người mình sắp mọc nấm ra rồi thì sự tình có bước ngoặt phía trên đảo nhỏ hôm nay đột nhiên loạn hết cả lên toàn bộ đảo nhỏ sáng rực trong ánh lửa ngập trời chiếu rọi không gian xám xịt như tuyết tiếng bước chân nặng nề đạp trên hư không một loạt tiếng nổ vang vọng địch tập kích một tiếng giống giận dung trời gào lên đây là giọng nói của nghiệp đồ linh, tiêu trần có chút ngạc nhiên. Người nào lại có lá gan lớn như vậy, dám đến minh bộ tác yêu tác quái. Tiếp đó một tiếng long ngâm kinh khủng vang vọng toàn bộ thiên địa, nghiệp hỏa trong dòng sông nghiệp hỏa đều bị tiếng rồng ngâm chấn đến tán đi không ít. Trong mắt tiêu trần chợt xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Tổ long, tiêu trần suýt chút nữa phun ra một ngụ máu, sao mụ la sát này lại tới đây? Tiếng rồng ngâm thứ nhất vang lên, tiếp theo đó chính là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, vô số tiếng, cứ như có một đại quân long tộc đáp xuống bầu trời minh bộ. Tiêu Trần lặng lẽ nổi lên, tra xét tình huống chung quanh. Trên trời cao xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Bầu trời bị vòng xoáy đè rất thấp, toàn bộ vòm trời đều tối sầm xuống. Một nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lơ lửng ở giữa vòng xoáy. Nữ tử mặc một thân trường bào màu xanh lam, bị cuồng phong thổi lên bay phấp phới, khắp khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sự không vui tuy vóc người nữ từ nhỏ nhắn xinh xắn nhưng bộ ngực lại cực kỳ đồ sộ cô ta mang theo cái búa còn lớn hơn mấy lần so với người cô ta hung tợn nhìn chằm chằm phía dưới đội ngũ một con trăm người đứng phía sau cô ta mỗi người đều sát khí ngút trời dáng vẻ như muốn huyết tẩy minh bộ khí tức kinh khủng làm cho cả thiên địa dung chuyển thậm chí ngay cả không khí cũng không thể chịu nổi sức nặng này xuất hiện từng khe hở thiên đồ đội bày trận tiếng của nghiệp đồ linh không chút cảm tình vang lên không khí trên quỷ tế Tham Ma đảo xuất hiện một loạt vạn vẹo, từng tên chiến sĩ người mặc áo giáp màu đỏ đi ra từ trong hư không. Sát khí lạnh lùng truyền ra từ trên người những binh lính này, sương mù máu đỏ tươi bao phủ thân thể bọn họ, giống như chiến sĩ bất tử bò ra từ vực sâu. Sát khí và áp lực kinh khủng đụng nhau ở giữa không trung, một khe hở màu đen xuất hiện, chậm rãi lan ra không ngừng. Khí thế áp đảo làm cho cả không gian không thể chịu nổi nặng nề. Đây chính là va chạm giữa các chiến lực đỉnh cấp đại chiến giữa song phương hết sức căng thẳng bầu không khí bỗng nhiên bị kéo căng bây giờ động tác của một bên mà hơi không cẩn thận thì sẽ có thể biến thành một trận đại chiến đối mặt với long tộc đột nhiên xuất hiện trên gương mặt chất phác của nghiệp đồ linh cũng không chấn động quá lớn nghiệp đồ linh thản nhiên nói long tiêm tiêm xưa nay mình bộ tôi không oán không thủ với long tộc của cô trận chiến hôm nay là các người muốn làm cái gì trên bầu trời thiếu nữ đứng đầu tiên trong đoàn người múa lưỡi búa cầm trong tay đến uy vũ mạnh mẽ Thiếu nữ nhìn Nghiệp Đồ Linh phía dưới, hung hãn nói: "Nghiệp Đồ Linh, ông chỉ là một lão già, bớt ở chỗ này giả bộ cho bà đây, ông để người đàn ông của bà đây ở đâu?" Nghiệp Đồ Linh cười, lạnh châm chọc nói: "Long Tiêm Tiêm, có phải cô muốn nam nhân đến điên rồi không? Tìm nam nhân mà lại tới Minh Bộ của tôi. Cô có thể nhìn những binh sĩ Minh Bộ chúng tôi một chút, coi trọng người nào thì nói với tôi một tiếng, đêm nay tôi sẽ xử lý hôn lễ cho các người." nghe được nghiệp đồ linh trào phúng long tiêm tiêm tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói lão giả kia bữa chưa ăn cớt rồi đúng không miệng thúi như vậy bà đây bổ chết ông long tiêm tiêm khiêng lưỡi búa lớn xông xuống một vị lão giả lông mày trắng phía sau vội vàng tiến lên long chủ rụt rè bình tĩnh phải học tính ôn hòa của nữ nhân như vậy mới có thể làm cho đại đế nhìn với cặp mắt khác xưa long tiêm tiêm hít sâu một hơi mặc dù tức giận đến mức bộ ngực run rẩy nhưng vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười Minh Tư Đại Nhân, nghe nói đại đế tới nơi này của ngài, có thể để tôi gặp đại đế được không? Đại đế? Nghiệp Đồ Linh nhíu mày, mảnh tinh không này chỉ có một vị đại đế, đó chính là Tiêu Trần. Nghiệp Đồ Linh cười lạnh nói, thôn thiên đại đế không phải mất tích ở hư không đại băng hoàn sao, cô chạy đến nơi này của tôi tìm người, lại còn gióng trống khua chiêng như vậy, có phải là muốn khai chiến với Minh Bộ hay không? Ôi, ngài nói như vậy là sao? Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao dám tới minh bộ làm cản chứ? Long tiêm tiêm diêm rúa lòe loẹt vén vén tóc, yếu ớt nói. Nghiệp đồ linh lướt mắt, Long tiêm tiêm là mẫu dạ xoa nổi danh hạo nhiên đại thế giới, nhìn lưỡi búa lớn của cô ta là biết tính cách người này. Chỉ có một người có thể thay đổi mẫu dạ xoa, đó chính là thôn thiên đại đế, tâm tư nghiệp đồ linh nhanh chóng vận chuyển. Long tiêm tiêm dẫn dắt cao thủ Long tộc đi tới Minh Bộ, mặc dù chiến lực Long tộc rất mạnh nhưng số lượng lại rất ít, Minh Bộ căn bản không để vào mắt. Làm như vậy không thể nghi ngờ là đẩy Long tộc đến bên bờ hố lửa trong lòng long tiêm tiêm cô ta cũng quá rõ ràng hậu quả của việc này nhưng bây giờ cô ta lại tới vậy thì chỉ có một khả năng thôn thiên đại đế mất tích đã lâu thực sự ở minh bộ tâm tư nghiệp đồ linh nhanh chóng xoay chuyển rất nhanh đã đoán được khả năng tiêu trần đang ở minh bộ nghiệp đồ linh nhìn chung quanh trong mắt màu vàng phát ra từng trận quang mang những trận đồ huyền ảo chập trờn sáng tối trong mắt tiêu trần trốn trong dòng sông nghiệp hỏa vừa nhìn thấy bộ dạng của nghiệp đồ linh biết là phải ra gặp rồi Nghiệp đồ linh có dị đồng trời sinh, vừa phát động dị đồng, hết thảy chung quanh đều sẽ không còn chỗ nào có thể ẩn nấp nữa. Nếu bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn thì Tiêu Trần cũng lười né, ngược lại sư tử Hà Đông Long tiêm tiêm đã khuấy đục nước, nói không chừng còn có thể đục nước béo cò. Tiêu Trần nhú bộ xương khô ra, chậm rãi đi ra từ dòng sông nghiệp hỏa. Thuận tay lan tỏa từ khí bọc lại thân thể, ma khí ngập trời toàn thân xuất ra. Tặc tử ma vực, lại dám lẻn vào thánh địa minh bộ tôi. Nghiệp đồ linh mạnh mẽ hét lớn, tử khí toàn thân dâng trào. Nghiệp đồ linh, xương cốt cứng rắn hơn nhiều rồi nhỉ. Giọng nói nhàn nhạt của tiêu trần truyền ra. Nghiệp đồ linh nghe thấy giọng nói này thì biến sắc, cứng rắn thu tử khí về. Nghiệp đồ linh không thể tin nổi nhìn bộ xương trước mắt, thận trọng hỏi, đại đế. Tiêu trần nhẹ nhàng gật đầu, ma khí trên người cuồn cuộn biến ảo thành huyết nhục, lại khôi phục dáng dấp thiếu niên nhanh nhẹ. Đại đế, long tiêm tiêm ngạc nhiên kêu một tiếng, Đập thẳng về phía Tiêu Trần giống như viên đạn pháo từ trên trời rơi xuống. "Long chủ," rụt rè. Lão giả lông mày trắng sau lưng Long Tiêm Tiêm thở dài bất đắc dĩ. Hu, "Hu hu, đại đế, ngài làm tôi nhớ ngài đến chết rồi." Long Tiêm Tiêm rơi xuống trước người Tiêu Trần, cả người nhào tới. Toàn thân Tiêu Trần nổi da gà, dùng cánh tay chặn đứng cái hông của Long Tiêm Tiêm, kẹp cô ta ở trên lưng của mình. "Hu hu đại đế thả ta ra." Thân thể nhỏ nhắn của Long Tiêm Tiêm bị kẹp trên không trung, đạp loạn một hồi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha